Y đạo quan đồ. Chương 176, chỉ quốc như nấu ăn. Vụ đấu súng tại siêu thị hợp thành khiến cho cảnh sát Tĩnh An chấn động. Tin tức này trong nháy mắt đã truyền khắp cả Tĩnh An, Điền Khánh Long cùng tổ chuyên án có được tin tức trước tiên. Từ khi đi vào Tĩnh An, bọn họ đã thử cùng Trương Dương liên hệ nhưng Trương Dương vẫn đang quyết định độc lai độc vãng, điều này làm cho bọn họ toàn bộ lâm vào khốn cảnh. Đối với tình huống này, Điền Khánh Long lại báo cáo với bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi, Cố dẫn chi sau khi cân nhắc rốt cuộc quyết định để cho Điền Khánh Long phối hợp cùng cảnh sát tỉnh An tìm kiếm nhưng những tin tức liên quan đến hứa thường đức thì vẫn giữ bí mật. Audio điện tử võ tấn bền Vụ đấu súng tại siêu thị Hợp Thành làm một người chết hai thương, người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh An cấp cứu. Điền Khánh Long sai tần bạch tiếp tục liên lạc với Trương Dương, còn chính mình thì tới Cục Công an tỉnh An gặp Cục trưởng Đàm Siêu. Đàm Siêu và Điền Khánh Long cũng có một ít giao tình. Hai người đã gặp mặt vài lần tại hội nghị công an trong nước, hơn nữa cũng bởi vì là hàng xóm nên sau khi ăn cơm xong thấy Điền Khánh Long đột nhiên tới chơi khiến Đàm Siêu cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn lập tức suy đoán ra nguyên nhân chuyện này nhất định là có liên quan đến vụ đấu súng vừa rồi. Đàm Siêu đã điều tra về thân phận người chết, người chết tên là Lưu Hỷ Lâu là người ở Lệ Châu thuộc Bình Hải. Người này có quá nhiều tiền án tiền sự về giết người cướp của, là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao, người bị thương là em họ hắn, hai người này nhiều lần kết bè gây rối. Đàm siêu nói, chúng ta từ băng ghi hình của siêu thị mà phát hiện ra một số tình huống. Hắn ý bảo trợ thủ truyền phát tin tới, ánh mắt Điền Khánh Long rơi vào trên màn hình TV, nhìn thấy hiện trường hỗn loạn thành một mảnh. Trương Dương đeo kính dâm một đao chém nước tay kẻ đánh lén, sau đó lại phi mã tấu đâm chết một tay súng khác. Điền Khánh Long thầm than, có cái này rồi người muốn chạy cũng không được. Đàm siêu nói, căn cứ kết quả điều tra sơ bộ thì người trẻ tuổi này chính là nhân vật khả nghi gây rối loạn tại Bách Hóa Lâu tại Tĩnh An. Nói xong hắn nhìn sang Điền Khánh Long, thật ra đàm siêu đã sơ bộ nắm được thân phận người trẻ tuổi này, tiểu tử này là Trương Dương không thể nghi ngờ. Chỉ có là hắn thì mới khiến cho cục trương cục công an giang thành lặn lội đường xa tới đây. Đàm siêu sở dĩ không nói rõ chuyện này ra vì có nguyên nhân, là đồng nghiệp, hắn đã hướng về phía Giang Thành biểu hiện ra đủ thành ý, giờ đây đến phiên Điền Khánh Long hướng về phía hắn tỏ vẻ thành ý. Hắn tin tưởng Điền Khánh Long nhất định là có nắm giữ một số tình tiết mà mình không biết. Sự tình đã phát triển đến tình trạng này, việc Điền Khánh Long tiếp tục giấu giếm thân phận Trương Dương đã không còn cần thiết. Hắn chỉ tay vào Trương Dương trên màn hình nói, ngòi trẻ tuổi này ta nhận ra, nếu như ta không nhìn lầm thì hắn hẳn là người của Cục Du lịch Giang Thành, Trương Dương đàm siêu thấp giọng nói điền cục trưởng lần này tới tĩnh an chính là vì hắn hắn muốn điền khánh long lộ ra nhiều tin tức hơn điền khánh long gật đầu nói không sai hắn có liên quan đến một vụ án bên chúng ta ta cần hắn hiệp trợ điều tra hắn tìm từ nói rất cẩn thận tuy nhiên điều này chẳng khác nào nói cho đàm siêu biết có một số việc ta cũng không tiện nói với ngươi đàm siêu nói ngày hôm qua tại tĩnh an phát sinh sự kiện đe dọa có người hô to có bom khiến cho trung tâm thương mại hỗn loạn tại hiện trường có hơn 10 khách hàng bị thương nhẹ, còn có hai gã cảnh sát hình sự đến từ Đông Giang, Bình Hải các ngươi, bọn họ bị thương do Trương Dương đánh. Nguyên nhân là do Trương Dương đột nhiên tập kích bọn họ. Hai gã cảnh sát nọ đang ở địa phương nào? Sau khi xác nhận thân phận bọn họ ta đã để cho bọn họ đi rồi, bọn họ lần này tới Tĩnh An là để đuổi bắt một tên tội phạm giết người. Đàm siêu nói xong câu đó cố ý dừng lại một chút, cảm thán nói Tĩnh An chúng ta bình thường chỉ An rất tốt, nhưng hai ngày nay không biết làm sao vậy, cảnh sát cùng tội phạm giết người bình hải các ngươi sau trước chạy sang chỗ chúng ta, khiến cho hệ thống công an chúng ta có phần tiếp ứng không kịp. Điền Khánh Long nghe ra trong lời nói có sự phàn nàn thì có chút xấu hổ cười cười nói, ta nghĩ Trương Dương hẳn là không có liên quan gì đến vụ đe dọa này, tuy nhiên muốn điều tra rõ chuyện này thì phải tìm được hắn. Đàm siêu nói, chúng ta đã tra ra, hắn sau khi đến Tĩnh An thì vào ở tại Long Giang Đại Tử Điếm, ở trong phòng hắn cũng có dấu vết đánh nhau tại hiện trường phát hiện vết máu cùng vết đạn còn nhặt được vỏ đạn xe jeep của hắn vẫn đỗ ở bãi xe của long giang đại tửu điếm đàm siêu cho là mình đã cung cấp đủ nhiều tình tiết hắn đối với trương dương cũng không lạ lẫm gì năm trước vì trương dương liên quan đến một vụ đua xe mà bị dẫn tới phân cục bình đông lúc ấy hắn cũng đau đầu vì vụ án này lại liên quan đến con trai bí thư thị ủy tôn quốc bình là tôn hiểu vĩ Thực ra đó là một vụ án bình thường, vốn không cần Đàm Siêu phải ra tay xét hỏi, nguyên nhân chủ yếu là do nó liên đới đến nhiều con cháu các quan chức cao cấp nên hắn cũng phải đích thân xử lý. Đêm hôm đó hắn ở tại phân cục Bình Đông một đêm và cũng tận mắt nhìn thấy con gái Sở Yên Nhiên của bí thư thị ủy Tống Hoài Minh đối với Trương Dương tình thâm ý trọng thế nào. Cho nên khi hắn biết rõ mọi sự kiện hai ngày nay đều có liên quan đến Trương Dương thì cái này đoạn thời gian bị hắn quên lãng đi lại một lần nữa trở nên rõ ràng hơn. Đàm Siêu là người giỏi về cân nhắc lợi hại, là cục trưởng Cục Công an Tĩnh An, trình độ nghiệp vụ của hắn không thể nghi ngờ nhưng năng lực để ý các mặt quan hệ so với trình độ nghiệp vụ thì còn muốn cao hơn một bậc. Đàm Siêu thậm chí còn nghĩ tới việc đem việc này thông báo cho Tống Hoài Minh nhưng về sau suy nghĩ một chút thấy cũng không thích hợp, làm như vậy có lẽ là lộng xảo thành chuyết khéo quá hóa vụng. Điền Khánh Long chiếu theo tình hình thực tế nói, giờ đây ta cũng không liên lạc được với Trương Dương, hy vọng đàm cục trưởng có thể cho chúng ta một ít trợ giúp đàm siêu nói không có vấn đề lúc này điện thoại trên bàn vang lên đàm siêu cầm lấy điện thoại sau khi nghe rõ đối phương nói cái gì thì sắc mặt thay đổi đặt điện thoại xuống hắn cầm lấy mũ cảnh sát đội vào rồi nói điền cục tại ba đường vòng bao quanh thành phố vừa xảy ra một xe tải va vào nhau mà nổ tung cắn cứ lời nhân chứng thì đây là một vụ mưu sát tại hiện trường vụ nổ phát hiện ra một cái thi thể từ trong ô tô phát hiện một số giấy tờ theo đó người này rất có thể là tội phạm quan trọng mà các ngươi vẫn một mực truy nã, Dương Thủ Thành. Điền Khánh Long rốt cuộc ngồi không yên, ta đi với ngươi. Trương Dương đã tắt máy điện thoại, hắn chặt đứt hết thảy liên lạc cùng ngoại giới, giờ đây đang nhàn nhã rong chơi tại đường dành riêng cho người đi bộ, dung nhập vào đám người mới là cách che giấu tốt nhất, hắn vừa đi vừa kiểm tra đồ vật trong túi nhựa màu đen. Bên trong có vài cái băng ghi âm, ngoài ra còn có một tấm ngân phiếu cùng một cuốn sổ nhỏ hắn móc cuốn sổ ra bên trong ghi lại một số khoản đưa hối lộ đối với mỗi lần đưa đều được đánh dấu ghi lại kỹ càng từ đó trương dương tìm được cái tên hứa thường đức hắn ức chế không nổi sự kích động dùng sức nắm chặt hai tay sau đó đem cuốn bút ký đút vào trong túi nhựa hắn đi tới buồng điện thoại công cộng rồi bấm số gọi về nhà bí thư tỉnh ủy bình hải cố duẫn chi cố duẫn chi cũng không có ở nhà người nghe là cố dưỡng dưỡng nàng nhận ra giọng trương dương lập tức trở nên thập phần vui vẻ nói trương ca người đã lâu không có tới đông giang vài ngày trước ta muốn đi giang thành tham gia phục dương tiết đáng tiếc là không đi được trương dương cười cười dưỡng dưỡng ta tìm cố bí thư có việc gấp hắn có ở đây không cố dưỡng dường lắc đầu nói ba của ta vẫn chưa về hắn giờ đây chắc đang họp ta nhất định phải tìm được hắn cố dưỡng dưỡng nghĩ một lúc rồi đem số điện thoại của chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy hạ bá đạt nói cho trương dương hạ bá đạt căn bản không nghĩ tới là trương dương sẽ gọi điện thoại cho mình hắn cảm thấy kinh ngạc nói trương dương có chuyện gì vậy ta tìm cố bí thư có việc gấp ông ấy đang ở văn phòng họp hội nghị thường ủy nhất định phải tìm được hắn ngữ khí trương dương chân thật mà kiên quyết nếu như không phải cố duẫn chi cùng trương dương có quan hệ thì hạ bá đạt nhất định sẽ không để ý tới tiểu tử này càng sẽ không dễ dàng tha thứ cho yêu cầu vô lý của hắn hạ bá đạt sau khi cân nhắc thì vẫn đi vào phòng họp Đi vào cạnh bí thư tình ủy Cố Duẫn chi kể vào bên tai hắn thấp giọng đem tình huống báo cáo lại. Cố Duẫn chi ung dung thản nhiên cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi tới sát phách phòng nghỉ nói, "Đây rồi." Thanh âm Trương Dương có phần kích động nói, "Cô bí thư, ta đã nắm được chứng cứ phạm tội của Hứa Thường Đức, có băng ghi âm, có biên lai hóa đơn. Ngoài ra còn có sổ ghi lại những lần đưa hối lộ cho hắn." "Xác định chắc chắn không?" Thanh âm Cố Duẫn chi vẫn thản nhiên hỏi, hoàn toàn có thể xác định được là Dương Thủ Thành giao cho ta. Người lập tức tới Đông Giang, chuyện này không được nói cho bất luận kẻ nào. Cô Duẩn Chi nhấn mạnh nói, hảo. Cô Duẩn Chi cúp điện thoại, trong đôi mắt thâm thúy toát ra mấy phần vui mừng. Qua một hồi lâu sau hắn mới đứng dậy một lần nữa trở lại phòng họp nhỏ mỉm cười nói, hôm nay hội nghị thường ủy kết thúc ở đây. Hứa thường đức theo bản năng ngửi được một ít bất an, hắn cảm giác như đang có một đôi bàn tay vô hình đang ép sát về phía chính mình đôi đại thủ này tựa hồ đã bóp chặt cổ họng hắn rồi dùng sức một chút càng ngày càng mạnh ách hắn cảm giác thở không dương thủ thành đã chết rồi nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này còn giống như chưa xong trương dương còn sống nhớ tới chuyện này hứa thường đức lại trở nên đứng ngồi không yên tiểu tử này từ nhỏ giống như là sinh ra để cùng hắn đối nghịch hắn cướp lấy tình nhân của mình trà đạp tự tôn của mình hôm nay lại muốn khiêu chiến với địa vị cùng con đường làm quan của hắn Hứa Thường nước cảm thấy một vòng bất đắc dĩ cùng BI, ai, chính mình thân là một cán bộ cấp tỉnh tai to mặt lớn mà lại bị một gã cán bộ cấp khoa nho nhỏ khiến cho đau đầu không thôi. Hắn Minh Bạch, Trương Dương cản dỡ là vì có bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn chi làm chỗ dựa, nhưng biểu hiện của Cố Duẫn Trí thời gian gần đây cũng không có bất cứ dị thường nào. Vừa rồi sau khi kết thúc hội nghị thường ủy còn đặc biệt đem cái nhìn về tình hình sản xuất nông nghiệp trao đổi cùng mình. Chẳng lẽ Cố Duẫn Trí chỉ dùng cách này để mê hoặc chính mình? Còn sau lưng chưa bao giờ đinh chỉ việc điều tra mình. Lái xe đột nhiên đạp phanh gấp, đường phía trước tắc nghiêm trọng. Hứa Thường Đức nhìn ra phía ngoài rồi nói khẽ Tiểu Phùng, ta xuống xe chỗ này, người về đi. Nói xong hắn đẩy cửa xe đi xuống, cách đó không xa là chợ bán thức ăn. Hứa Thường Đức chợt nhớ tới mình đã thật lâu không có xuống bếp, hắn bèn đi vào chợ mua mấy cái móng heo, một con cá sau khi nổi hứng cùng người bán cá cò kè mặc cả một phen thì hắn cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Lúc đi vào văn phòng tỉnh ủy thì bấm điện thoại cho con mình, ra dũng, ta hôm nay mua thiệt nhiều món ăn, buổi tối chuẩn bị hấp cá, thịt móng heo kho tàu. Cha, ngài cũng đừng câu dẫn ta, hai ngày nay ta ăn quá nhiều đồ nhiều đạm muốn ói ra. Sáng sớm mà ngài đã lăn qua lăn lại làm gì thế? Hứa thường đức cười lên ha hả, sau đó nói khẽ, nhóc con, khi nào thì trở về. Cha, con đang cùng một quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ bàn bạc, sự tình đã gần xong rồi. Kế hoạch thư cũng làm cho bọn họ rất hài lòng, cuối tháng con sẽ trở về. Ân, người vĩnh viễn là niềm tự hào của ba. Hứa ra Dũng đã nhận ra một tia không đúng, thấp giọng nói, cha. Có phải là chuyện gì xảy ra? Không có, chỉ là nhớ con thôi. Hứa tỉnh trường từ khi nào đã trở nên sầu cảm như vậy chứ? Hứa thường đức cười nói, người không về, buổi tối ta chỉ ăn một mình. Cha, ta lần này con trở về sẽ không đi đâu, mỗi ngày đều cùng ngài ăn cơm. Ai, Hứa Thường Đức đáp ứng, đột nhiên cảm giật trong mũi cay cay, trong lòng chua xót nói không nên lời, hắn vội vàng cúp điện thoại, cố duẫn trí đi xe hồng kỳ chạy qua bên cạnh hắn, "Lão Hứa, mua nhiều đồ ăn như vậy a?" À? Hứa Thường Đức nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, cười nói, "Cô bí thư vừa mới về a, à, vừa rồi đi ngang qua chợ bán thức ăn thuận tiện mua vài món ăn. Ngài ăn cơm chưa?" nếu không thì buổi tối tới nhà ta uống đôi ba chén nếm thử chủ nghệ của ta cố duẫn chi cười gật nhẹ đầu tốt ta đi về nhà một chuyến lát nữa sẽ qua hứa thường đức không ngờ cố duẫn chi nhận lời đến nhà ăn cơm hắn và cố duẫn chi làm việc với nhau lâu như vậy nhưng cố duẫn chi chưa bao giờ đến nhà hắn hứa thường đức về đến nhà thì đích thân xuống bếp lại bảo bảo mẫu đi mua thêm một ít thức ăn sau giờ 30 tối thì cố dẫn chi mang theo một chai mao đài 30 năm tới bái phỏng. Hứa thường Đức eo còn thắt tạp dề vội vàng đón cố Duẫn chi vào nhà rồi sai bảo mẫu đem trả thiết quan âm đưa lên. Cố Duẫn chi đối với gia cảnh hứa thường Đức khá rõ. Vợ hứa thường Đức bị liệt nằm trên giường nhiều năm, đứa con duy nhất của hắn hứa ra dũng thì lại ở Mỹ học, đa số thời gian đều ở một mình trong nhà. Hứa thường đức cười cởi tạp đề ra nói, bình thường ta nhàn rỗi không có việc gì làm thì thường xuống bếp tự làm mấy món ăn. Nhưng từ khi ra dũng đi Mỹ thì cơ hội xuống bếp cũng ít đi. Cô Duẩn Trí cười nói, ta chỉ biết phía, so với người thì ta không tính là một vị phụ thân tốt. Hứa thường đức nói, cái cô bí thư quan tâm là cả bình hải, nên không còn tinh lực quan tâm chuyện trong nhà cũng là bình thường. Ta đây là loại người yêu mến chuyện bếp núc nên không làm được đại sự gì. Khiêm tốn quá, hai người cười đi vào phòng ăn ngồi xuống. Hứa thường đức mở bình rượu rót cho cố duẫn chi một chén. Hương rượu nồng đạm tỏa ra bốn phía, màu rượu trong vắt, hai người cũng không uống được rượu nên chỉ nâng chén đụng mà thôi. Hứa thường đức nói, hoan nghênh. Cố duẫn chi nói, quấy dày. Sau khi uống cạn chén rượu này, bảo mẫu đem vài món ăn do hứa thường đức tự mình làm bưng lên. Cố duẫn chi nhất nhất nhấm nháp mà khen không dứt miệng. Hứa Thường Đức cười nói, cô bí thư đêm nay đến nhà ta lại một mực khen ta, liệu có phải muốn biến ta thành đầu bếp riêng cho ngươi a? À? Cô Duẫn Chi cười nói, ta muốn nhưng hứa tỉnh trưởng ngươi há chịu hạ mình a? À? Hứa Thường Đức rót cho hắn thêm một chén rượu rồi nói, thật ra khi ta còn bé, lý tưởng của ta chính là trở thành một gã đầu bếp vì khi đó nhà ta rất nghèo, cả ngày đói bụng, người mà ta hâm mộ nhất chính là đầu bếp khách sạn. Ta thường xuyên nghĩ nếu ta là đầu bếp thì mỗi món ăn ta nhất định phải nếm thử trước nên ta sẽ không bị đói bụng Cố duẫn chi lạnh nhạt cười nói nếm thử thì có thể nhưng nếu ngươi muốn làm một đầu bếp tốt thì nhất định phải khống chế được lòng ham muốn của mình món ăn làm ra chính là để cho khách nhân nếu làm ra ngươi ăn hết rồi thì khách nhân ăn cái gì hứa thường đức nghe ra trong lời này của cố duẫn trí có ẩn chứa ý tứ gì đó hắn mỉm cười nói cho nên hôm nay trong phòng bếp ta một mực khắc chế ý niệm muốn ăn trước Tư vị và hương vị món án ta cũng muốn trở ngươi, vị khách quý nhấm nháp trước. Cô Duấn Trí nở nụ cười, đồng chí thường đức, chỉ quốc như nấu ăn, người có thể khống chế được nhà bếp chính là người có tiềm chất thống trị thiên hạ, người không phải là một đại biểu điển hình sao. Hứa thường đức cười rất khiêm tốn nói, trên phương diện chính trị và kinh nghiệm làm việc ta phải học tập cố bí thư nhiều. Cô Duấn Trí lắc đầu, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nói, đồng chí thường đức nếu như ta không có nhớ lầm thì ngươi năm nay đã 56 tuổi a à? Hứa thường Đức gật gật đầu, không rõ cố duẫn trí tại sao lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Cố duẫn chi nói, cái tuổi này đúng là tuổi thành thục nhất trên chính đàn, quốc gia bồi dưỡng được một cán bộ thật không dễ dàng, có thể đi đến vị trí này cũng không dễ dàng. Hứa thường Đức nói, ra rồi, lúc tại Giang Thành ta còn chưa cảm giác được nhưng khi đi tới Đông Giang, Nhìn thấy nhiều cán bộ niên phú lực cường như vậy thì cảm giác tư duy của ta đã theo không kịp thiết tấu của quá trình cải cách rồi, không phục không được. Hứa thường đức lúc trước có thể thắng được lương thiên chính, triệu quý đình để leo lên vị trí này thì mối quan hệ của hắn thật không ít. Cô Duẫn chỉ cười nói, ta năm nay 64 tuổi nhưng vẫn không cảm thấy mình già, người có phải là ám chỉ ta già rồi hay không? Hứa thường đức cười nói, cô Bí Thư, ta cũng không có ý tứ này, ta chỉ nói là mình già thôi ta bị huyết áp cao, bệnh tim, thân thể như vậy không biết khi nào thì phải đi mã khắc tư cái này có khả năng là tên một nghĩa trang như văn điển của Việt Nam. Cô Duẫn Chi nói, nhân sinh mệnh là có hạn, về khía cạnh sinh lý giả yếu là không thể tránh khỏi. Cán bộ chúng ta để trì hoãn loại giả yếu này thì cần không ngừng học tập, không ngừng tiếp thu sự mới lạ. Hai năm qua ta thường nghĩ lại những gì mình đã làm trong quá khứ, có rất nhiều việc ta nghĩ mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Hứa Thường Đức tràn đầy vẻ đồng cảm nói: "Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, ta nghĩ ta cũng sẽ làm được tốt hơn." Những lời này của hắn là phát ra từ phế phủ, nếu ông trời cho hắn một cơ hội cơ hội lựa chọn một lần nữa thì hắn sẽ không phạm vào những sai lầm chính trị cấp thấp kia. Những thứ trong quá khứ từng khiến cho hắn động tâm không thôi hiện tại xem ra căn bản là không đáng, nhất là khi hắn ý thức được những chuyện kia có thể gây cho hắn hậu quả khôn lường. Cố thị trưởng Giang Thành Lê Quốc chính xuống ngựa, sự đả kích đối với hứa thường đức vô cùng rung động, lúc này hắn mới ý thức được những hành vi quá khứ đang lặng yên hủy diệt con đường làm quan của hắn. Hắn muốn vãn hồi hết thảy, cố gắng vãn hồi nhưng kết quả là lại càng lún càng sâu, không có cách nào tự kiềm chế được. Cô Xuân Chi nói, tại Bình Hải, những năm này điều khiến ta tiếc nuối lớn nhất là chưa thu hẹp được khoảng cách giữa kinh tế Bắc Bộ và Nam Bộ Bình Hải. Hứa Thường Đức nói, chuyện này là trách nhiệm của ta, khi ta đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Giang Thành đã không thể khiến cho thành thị đầu rồng Bắc Bộ Bình Hải này phát huy được tính ưu thế khu vực làm đầu tàu kéo kinh tế quanh thân phát triển được. Cô Duẩn Chi nói, cải cách là quá trình không ngừng nghiên cứu, không ngừng học tập. Lãnh đạo chúng ta không ngừng đẩy mạnh cải cách nhưng tư duy cố hữu của chúng ta nhiều khi lại ảnh hưởng đến tiến trình cải cách. So với những cán bộ trẻ tuổi kia, ta thấy càng ngày càng cảm giác được áp lực ta sợ đưa ra quyết định sai lầm sẽ khiến cho đảng và quốc gia gặp tổn thất không thể đo lường được. Hứa thường Đức nói, cô Bí Thư, ngài làm rất tốt rồi. Hắn dùng đũa gắp cho cố Duẫn chi gắp một cái móng heo, chủ nghệ của hứa thường Đức rất tốt, móng heo cháy vừa đúng hỏa hậu. Cố Duẫn chi ăn xong rồi nói, người hẳn đã phát hiện ra, thời gian gần đây ta để bạt một số cán bộ trẻ. Hứa thường Đức gật đầu nói, cái này cũng phù hợp với chính sách cán bộ của đảng ta, đội ngũ cán bộ nhất định phải được trẻ hóa. Cô Duẩn Trí cười nói, lại nói tiếp, Tần Thành là cán bộ do ngươi một tay nâng lên, xem ra ngươi vẫn rất có tuệ nhãn. Hứa Thường Đức mỉm cười nói, Tần Thanh được giáo dục tốt, làm việc tỉnh táo, sự thành thục hơn hẳn đám bạn cùng lứa tuổi, khi đảm nhiệm bí thư thành đoàn Giang Thành cũng đã biểu hiện ra năng lực công tác siêu cường cho nên ta mới có thể yên tâm đem huyện Xuân Duông giao cho nàng. Sự thật đã chứng minh nàng xác thực là gánh nổi trách nhiệm này. Cố Duẫn Trí nói, quá trình đảng bồi dưỡng một cán bộ đòi hỏi một thời gian dài, như người nấu bếp cũng vậy, có những món ăn nhất định phải lửa nhỏ chậm rãi hầm cách thủy, chỉ có như vậy thì mới có thể nấu được một món ăn thành công. Hứa Thường Đức cười nói, ta bắt đầu không tin lời nói vừa rồi của cô bí thư. Cố Duẫn Trí nhìn sang Hứa Thường Đức. Hứa Thường Đức cất lời giải thích, ngài nói ngài không biết nấu ăn nhưng ta nghe ngài nói thì lại cảm giác được ngài đã đạt được cảnh giới đại sư về nấu ăn rồi. Cố Duẫn Chi cũng không có nói dối, hắn thực sự không phải là một đầu bếp giỏi nhưng hắn lại xứng được gọi là đại sư, tuy nhiên là đại sư về quản lý, hay đùa bớn gọi là đại sư về chính trị. Chị Đại Quốc như nấu ăn, có bao nhiêu người bởi vì không chống lại được sự hấp dẫn của món ăn mà từng bước trượt xuống vực sâu. Từ sau khi bí thư huyện ủy Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa chết, Cố Duẫn Chi không ngừng điều tra về hứa thường đức, Tuy nhiên việc nắm bắt về một cán bộ cấp tỉnh cũng không phải là một việc dễ dàng cho nên cố dẫn chi một mực yêu cầu những người biết chuyện phải giữ bí mật, không cần phải đem những lời nói của Dương Thủ Nghĩa trước khi chết tiết lộ ra ngoài để tránh đả thảo kinh xa. Dương Thủ Nghĩa bị người giết bằng thuốc độc, người có hiểm nghi lớn nhất chính là tổ trưởng tổ thanh tra, ban kỷ luật hầu bảo trụ, hắn trong ngày hôm đó đã ly kỳ thoát khỏi tai nạn xe cộ một loạt sự tình này nếu hết thảy đều có liên hệ với nhau thì như vậy ở trong Bình Hải đang có một liên minh lợi ích rộng lớn khiến cho chính đàn cả nước phải khiếp sợ. Trương Dương qua điện thoại đã cho thấy, hắn nắm giữ chứng cứ xác thực nhưng một ngày cố dẫn chi chưa tận mắt nhìn thấy chứng cứ thì hắn vẫn phải cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cố dẫn chi rời đi, dưới bầu trời mưa, hứa thường đức cầm ô tiễn hắn. Cố dẫn chi bảo hắn không cần vậy vì đi ra tới cửa đã thấy nữ nhi cố dai đồng đứng chờ hắn một loại cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng cố duẫn chi, hắn đi đến cầm ô của nữ nhi rồi cùng che cho nữ nhi mà đi về xe cách đó không xa. Cô bí thư đi cẩn thận, hứa thường đức giơ tay chào nói, cố duẫn chi xoay ngòi phất phất tay, rồi ôm lấy nữ nhi đi vào trong mưa gió. Trương Dương tại đêm mưa này lại ngồi ở trong xe taxi, vì tận khả năng không làm cho người khác chú ý, hắn lựa chọn taxi đi Đông Giang. Trận mưa này rất lớn, lái xe không ngừng phàn nàn vì tốc độ xe chỉ có thể duy trì khoảng 60 cây em, hát gì đó, với tốc độ như vậy muốn đến Đông Giang sớm nhất cũng phải sáng sớm ngày mai. Điện thoại của Trương Dương Thủy Trung vẫn ở vào trạng thái tắt máy. Sổ tay huấn luyện của Quốc An ghi rõ, khoa học kỹ thuật giờ đây đã có thể căn cứ vào tín hiệu điện thoại để xác định vị trí của thuê bao. Tuy trong nước vẫn chưa nghe nói qua có việc như vậy nhưng Trương Dương cũng không muốn mạo hiểm. Hứa thường nước lúc trước có thể trước mắt bao người xử lý Dương Thủ Nghĩa, đủ để chứng minh hắn có năng lực không giống bình thường. Mình ở khắp nơi tĩnh an cẩn thận chú ý mà vẫn bị hắn phái nhiều người tới theo dõi và đuổi giết, hứa thường nước ngoan là đến mức nào có thể thấy được. Nếu như Dương Thủ Thành không có lừa gạt hắn, trong túi nhựa có chứa chứng cớ thì hẳn là đủ để cho hứa thường đức thân bại danh liệt. Trương Dương từ sự hưng phấn ban đầu đã tỉnh táo lại, nếu như nói bọn cố dẫn chỉ muốn đối phó hứa thường đức chủ yếu là vì công, bọn họ muốn đem phần tử này thanh trừ ra khỏi đảng, đưa hắn ra trừng trị trước pháp luật thì Trương Dương thì là vì tư. Ngay từ đầu Trương Dương cũng không biết hứa thường Đức tại sao lại nhầm vào chính mình, mãi đến khi bí thư huyện ủy Xuân Dương Dương thủ nghĩa trước khi chết thổ lộ bí mật thì mới biết hứa thường Đức đối với hắn hận thấu xương là vì Hải Lan. Nhớ tới Hải Lan, nhớ tới nữ nhân đầu tiên sau khi trùng sinh này, trong lòng Trương Dương đột nhiên cảm thấy đau đớn. Từ sau khi nhận được cú điện thoại tân niên kia, Hải Lan đã không còn có cùng hắn liên lạc qua hải lan giả vờ mất trí nhớ rồi sau đó lại lựa chọn rời khỏi cuộc sống của hắn nguyên nhân căn bản là suy nghĩ cho hắn hải lan sợ do nàng mà khiến cho trương dương bị hứa thường đức trả thù trong dương sau khi biết được điều đó thì liền thề phải làm cho hứa thường đức hạ mã hắn muốn hứa thường đức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục khiến cho hắn chọn đời thoát thân không được chỉ có như vậy thì mới có thể làm cho hải lan chính thức tự do mới có thể giúp hải lan thoát khỏi cơn ác mộng này Trương Dương lúc này cũng không biết Dương Thủ Thành đã bị giết, cũng không biết 50 vạn hắn cho Dương Thủ Thành cũng bị người cầm đi. Trương Đại Quan Nhân đối với tiền tài từ trước đến nay cũng không quá mẫn cảm, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, không có thì không có, sau này hắn có thể lấy lại. Chỉ bằng vào một đôi rượu thủ này, đừng nói là 50 vạn, cho dù là 500 vạn 500 ngàn vạn cũng đồng dạng có thể thoải mái kiếm được. Có khi tiền có thể có tác dụng lớn không tưởng tượng được, Hai gã tạo ra vụ tai nạn giết Dương Thủ Thành cũng là sát thủ đưa Dương Thủ Thành vào chỗ chết, sau khi lấy được 50 vạn thì cũng mất tích. Tại niên đại này, 50 vạn là một số tiền rất lớn, đủ cho hai người này có thể thoải mái tiêu xài trong một thời gian thật dài. Quan trọng hơn là số tiền này so với số tiền Thù Lao Cố chủ đưa cho bọn họ còn nhiều hơn nhiều lắm, cho nên bọn họ không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Hai gã sát thủ sau khi xử lý xong Dương Thủ Thành thì căn bản không cần đòi nốt phần tiền Thù Lao còn lại. Điều này làm cho cố chủ chính thức phía sau màn là cục trưởng cục công an Đông Giang Phương Đức Tín sợ hãi. Dương Thủ Thành xác định là đã chết nhưng chuyện này cũng không có một kết quả rõ ràng. Dương Thủ Thành trước khi chết đã từng cùng Trương Dương gặp mặt, do đó chuyện này có thể tồn tại nhiều loại khả năng. Một loại khả năng là tất cả chứng cứ Dương Thủ Thành mang theo đều bị hủy trong trận hỏa hoạn này. Một loại khả năng nữa là Trương Dương lấy được chứng cứ còn có một loại khả năng khác là hai gã sát thủ sau khi đối phó với Dương Thủ Thành thì lại lấy đi chứng cứ. Bởi vì cảm thấy có điều không đúng nên Phương Đức Tín đã không hề chủ động liên lạc với hứa thường Đức nữa. Từ lúc hắn đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an Giang Thành hắn và Bí Thư Thị ủy Giang Thành lúc ấy là hứa thường Đức Tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn có thể có được địa vị như ngày hôm nay là chủ yếu nhờ vào hứa thường Đức ban tặng từ đó giữa bọn họ bắt đầu hình thành một cái nhóm lợi ích và mối liên hệ này vẫn một mực duy trì liên tục cho đến nay. Cho nên hứa thường Đức có việc gì thì Phương Đức Tín luôn làm việc không chùn bước, luôn sông lên phía trước nhất. Hắn vì hứa thường Đức mà giải quyết phiền toái và tạo thanh chướng ngại. Nếu như hứa thường Đức ngã, điều này có nghĩa là con đường làm quan của hắn cũng đi đến điểm cuối cùng. Chuyện này Phương Đức Tín giao cho cậu em vợ hắn là Trịnh Thảo Quốc xử lý nhưng Trịnh Thảo Quốc sau khi xử lý Dương Thủ Thành xong thì cũng biến mất. Trịnh Thọ Quốc luôn luôn là người được Phương Đức Tín tín nhiệm nhất nhưng sự thật lại làm cho Phương Đức Tín cảm thấy sợ hãi. Trịnh Thọ Quốc rời đi khiến cho cờ thế của hắn hoàn toàn mất đi khống chế. Phương Đức Tín ý thức được thế cục trở nên càng ngày càng nguy hiểm, hắn là một tay thợ săn rất tốt, đối với nguy hiểm có khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Phương Đức Tín mật thiết chú ý đến mọi động tính tại Tĩnh An, điều khiến hắn cảm thấy càng thêm bất an là các tin tức từ Tĩnh An bị phong tỏa rất nghiêm mật. Đã có vài sự kiện xảy ra, Trương Dương không thể nghi ngờ là đều có liên quan đến nhưng bên ngoài lại không có truyền về bất cứ tin tức gì của Trương Dương. Trương Dương cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Phương Đức Tín làm tại hệ thống công an Bình Hải nhiều năm nên nhân mạch rộng lớn là không cần nghi vấn, thông qua nhiều cách hắn biết được cục Trương cục công an Giang Thành Điền Khánh Long cũng không có mặt tại Giang Thành. Sau khi liên lạc với một số chỗ nữa, Phương Đức Tín suy đoán ra Điền Khánh Long lần này xuất môn rất có thể là có quan hệ tới Trương Dương. Nếu Trương Dương đã lấy được chứng cứ và hắn muốn cho chứng cứ phát huy tác dụng thì nhất định phải giao cho Cố duẫn Chi. Nếu như vậy thì hắn có khả năng rất lớn là đi đến Đông Giang. Phương Đức Tín sau khi phân tích các loại khả năng thì hắn quyết định đánh cược một lần cuối cùng. Hắn muốn trước khi Trương Dương tiếp cận được với Cố duẫn Chi đem hắn xóa sổ khỏi thế giới này. Trong vụ đấu súng ở Hợp Thành Siêu thì có hai gã nghi phạm xa lưới, Cục trưởng Cục Công an Tĩnh An Đàm Siêu tự mình thẩm vấn hai người này, đồng thời mời cục trưởng Cục Công an Giang Thành Điền Khánh Long tham gia thẩm vấn. Hai gã nghi phạm này lúc mới đầu biểu hiện cực kỳ ương ngạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua được kinh nghiệm thẩm vấn phong phú và đòn tâm lý của Đàm Siêu. Hai người đã cung cấp một cái manh mối trọng yếu là Trịnh Thảo Quốc, tất cả mọi việc đều là do Trịnh Thảo Quốc thuê bọn họ làm. Đàm Siêu đối với Trịnh Thảo Quốc hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Điền Khánh Long đối với Trịnh Thảo Quốc thì rất rõ. Sau khi được Cố Duẫn Chi cho phép, hắn bắt đầu phối hợp với cảnh sát tĩnh an đem tư liệu về trịnh thọ quốc nói cho Đàm Siêu. Đàm Siêu trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng không có nghĩ đến một vụ đấu súng bình thường sau lưng lại tồn tại bối cảnh phức tạp như vậy mà người thuê đám tội phạm này lại là nguyên cảnh sát hình sự đông giang trước đây. Mà trịnh thọ quốc còn có một thân phận không thể không làm cho người ta suy nghĩ đó là tỷ phu hắn là cục trưởng cục công an Đông Giang Phương Đức Tín, Đàm siêu ý thức được chuyện này so với hắn suy nghĩ còn muốn phức tạp hơn nhiều, hắn thấp giọng nói, biên cục trưởng bọn họ tại sao phải đuổi giết Trương Dương. Đây mới là mấu chốt chuyện này. Biên Khánh Long do dự một chút, đàm siêu và cục công an tĩnh an đã tận hết sức lực phối hợp với hắn mà hắn bởi vì phải giữ bí mật nên nhất định là khiến cho đàm siêu có suy nghĩ. Biên Khánh Long sau khi xin chỉ thị của cố dũng trì, Cố Duẫn Chi tỏ vẻ có thể phối hợp với cảnh sát tĩnh an nhưng tuyệt đối không thể đem việc của hứa thường đức để lộ ra nên Điền Khánh Long nói, đàm cục trường, Trương Dương có lấy được một vật gì đó mà đối với một người là chứng cứ bất lợi cho nên mới có người muốn giết hắn. Đàm siêu từ lời nói mập mờ của Điền Khánh Long mà nhận ra người cũng có việc khó nói nên cũng không hề tiếp tục truy vấn nữa. Hắn nhẹ nhàng đập lên mặt bàn nói, ta mặc kệ Trương Dương có cái bí mật gì, điểm xuất phát thế nào, trên thực tế hành vi của hắn đã là vi phạm pháp luật, lần này ta nhất định phải truy cứu trách nhiệm của hắn điền khánh long lưu ý đến cách dùng từ của đàm siêu nên không khỏi hiếu kỳ hỏi trương dương trong quá khử tại tĩnh an đã từng có án sao đàm siêu cười khổ nói án thì không có bằng không ngươi đã sớm biết được hắn lần trước tới đây đã chọc vào phiền toái không nhỏ hơn nữa còn liên lụy đến một sự kiện tử vong ngoài ý muốn tiểu tử này thật sự là một cái phiền phức điền khánh long đối với những lời này tràn đầy vẻ đồng cảm hắn thấp giọng nói, nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể tìm ra hắn. Đàm siêu nói, trừ cái xe jeep ra thì không tìm thấy bất luận manh mối gì. Hắn dừng lại một chút, người vừa mới nói hắn nắm giữ chứng cớ, liệu hắn có quay về Bình Hải. Đến lúc sáng sớm thì mưa tạnh, phố lớn ngõ nhỏ Đông Giang được mưa to gột rửa mà đổi mới hoàn toàn. Dương quang sáng sớm xua tan nốt mây đen còn sót lại dọi xuống đường cái, phản chiếu mặt đường tựa như khảm đầy chân châu, Tản ra từng đạo ánh sáng Mỹ lệ loang loáng, Trương Dương nhìn đồng hồ, lúc này là 6 giờ 50 nên cơ quan tỉnh ủy chưa mở cửa. Sau khi thanh toán tiền xe Trương Dương đi vào một trà lâu đối điện cơ quan tỉnh ủy ăn cơm. Một đêm này hắn xác thực là đã lăn qua lăn lại, tuy Trương Đại quan nhân thể tố chất rất tốt nhưng qua một đêm sóc này, tinh thần khẩn trương cao độ mà cơm tối cũng chưa được ăn thì lúc này cũng có chút mệt mỏi. Hắn vào trà lâu gọi một bình bích loa xuân, ăn thêm vài miếng bánh vừa ăn vừa chờ giờ làm việc đến. Tâm tình lúc này Trương Dương cực kỳ kích động, chỉ cần đem chứng cứ giao cho cố dũng trí thì có nghĩa là chấm dứt kiếp sống chính trị của hứa thường Đức. Đối với loại người hứa thường Đức mà nói, giết chết hắn cũng không phải là phương pháp trừng phạt tốt nhất. Đối với người coi trọng con đường làm quan có quyền thế cùng địa vị như hứa thường Đức thì đây chính là sự đả kích lớn nhất. Hắn muốn làm cho hứa thường Đức chọn đời thoát thân không được. Trương đại quan nhân cũng không phải một người lòng dạ hẹp hòi nhưng một khi có người khi dễ nữ nhân của hắn thì hắn chẳng những muốn trả thù, hơn nữa trả thù bằng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dương Quang Xuyên thấu qua cửa sổ phóng đến trên người Trương Dương. Điều này làm cho sự lo lắng của hắn đột nhiên tán đi. Trương Dương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trôi nổi trên chén, hắn tin tưởng hôm nay sẽ là một ngày có thời tiết tốt trước đây chưa từng có. Một vị khách nhân gần đó tâm tình tựa hồ cũng không tệ, hắn nhìn về phía Trương Dương mỉm cười, nội tâm Trương Dương không khỏi khẩn trương lên, giờ đây hắn đối với bất luận kẻ nào chung quanh đều ôm lòng hoài nghi nhưng tên khách nhân kia cũng không nhìn Trương Dương quá lâu. Đến 7 giờ 30 thì hắn đứng đậy tính tiền rời đi. Trương Dương thở dài một hơi, xem ra thần kinh mình có chút dị ứng. Hai ngày nay thật sự quá khẩn trương, chờ chuyện này xong hắn phải hảo hảo thư giãn một phen. Trương Dương nhìn đồng hồ trên tường, lúc này đã là 7 giờ 40, Hắn đột nhiên lưu ý chỗ ngồi của tên khách nhân kia, trên ghế có một cái túi du lịch màu đen. Hắn đứng bật lên rồi đột nhiên mơ hồ nghe được âm thanh tích tắc rất nhỏ, tựa như tiếng kim đồng hồ. Thanh âm này rõ ràng là phát ra từ cái túi du lịch màu đen kia. Một loại trực giác đối với nguy hiểm khiến cho Trương Dương trợn tròn hai mắt. Hắn đột nhiên ngả người lao về phía ngoài cửa sổ nhảy xuống nhưng không đợi hắn lao ra ngoài cửa sổ thì từ túi du lịch màu đen hỏa quang lóe lên. Tiếp theo là một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra mặt đất kịch liệt chấn động, cành lá cây soạt soạt rơi xuống, rất nhiều cửa kính ô tô đỗ đối diện bị chấn vỡ. Trương Dương tuy kịp thời làm ra phản ứng, nhưng thân thể của hắn trước sóng xung kích phát ra từ vụ tựa như một mảnh lá khô phất phơ trước gió, bị thổi bay đi trên không trung, bay đi theo hình vòng cung rồi nặng nề rơi xuống, ngã trỏng vó nện lên nóc một cái xe Nissan của Nhật khiến cho cả trần xe sụp xuống. Chà lâu sau vụ nổ mạnh thì ầm ầm sụp xuống, một cột khói lớn bốc lên trên không trung, trông cực kỳ giống một con cự long màu nâu đen đáng sợ, thân hình khổng lồ mà xấu xí của nó dẫy rụa ở trên không trung giải không ngừng mở rộng chập chờn. Xương cốt toàn thân Trương Dương như muốn vỡ vụn, sóng xung kích cùng với sức rơi từ trên không trung xuống đất khiến cho hắn đau đớn thống khổ. Trong miệng phun ra máu tươi, trong mắt che kín tơ máu, hắn há to miệng kịch liệt thở hổn hển, thân thể đau đớn khiến cho hắn không cách nào di động mảy may. Bầu trời trước mắt hắn không ngừng xoay tròn, cảnh vật trở nên càng ngày càng mơ hồ, hắn nhìn thấy có một gương mặt mơ hồ đang nhích lại gần mình, người nọ vươn tay ra tóm lấy ba lô trên người hắn. Trương Dương với ý chí ương ngạnh đùng chút lực lượng còn sót lại vươn hai tay đầy máu đột nhiên tóm lấy cánh tay nam tử kia. Đối phương lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Trương Dương đang hấp hối lại có sinh mệnh lực cường đại như vậy. Tay trái hắn rút mã tấu ra rồi đâm về phía ngực Trương Dương. Tay trái Trương Dương, bắt được cổ tay hắn, nếu như lúc bình thường thì hắn nhất định là có thể đơn giản bè gãy tay đối phương nhưng bây giờ hắn đã bị hư thoát, lúc này chỉ nhờ vào một tia ý chí hương ngạnh mà chống đỡ lại. Mã tấu từng tắc một đâm về phía ngực Trương Dương, mũi đao sắc bén chỉ còn cách ngực hắn có 2mm thì Trương Dương chợt bộc hét lên một tiếng tức giận. Hắn mượn đà dẫn dắt tay cầm đao của đối phương thay đổi phương hướng, chuyển đầu mã tấu đâm vào đầu vai mình. Dưới cơn đau đớn kịch liệt Trương Dương bị kích thích mà khôi phục lại một chút lực khống chế, hắn đột nhiên vung vẩy đầu dùng hết sức toàn thân đụng vào sống mũi đối phương trương dương toàn lực đánh tới làm cho xương mũi đối phương vỡ vụn máu tươi chảy ra như suối nhưng hắn vẫn không buông tha việc tranh đoạt ba lô hắn thả mã tấu ra mà tập trung rằng có ba lô với trương dương trương dương cầm chuôi đao rút ra khỏi đầu vai rồi vung lên đâm vào mắt phải đối phương Trương Dương nhìn thấy đối phương ôm lấy con mắt đầy máu mà té xuống nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng kêu của đối phương mà chỉ thấy cảnh vật trước mắt đang không ngừng lắc lư, hắn từ trên mặt đất ra nan bỏ lên, muốn rời đi khỏi chỗ này. Lúc này hình như có người tiến đến gần hắn, Trương Dương tựa như giã thú vùng lên ôm lấy đối phương quật ngã trên mặt đất, lại có người từ phía sau ôm lấy hắn, rồi rất nhiều bàn tay bắt lấy hắn, đem hắn vật ngã xuống mặt đất. Trương Dương cảm thấy cái còng tay lạnh như băng cha vào tay mình hắn dùng toàn thân lực lượng hét lớn, ta muốn gặp bí thư tỉnh ủy cố bí thư. Khi Trương Dương tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm ở trong bệnh viện, lúc này cố gia đồng đang ngồi ở bên giường, khóe mắt ửng hồng nhìn hắn. Chuyện hắn nhớ tới đầu tiên chính là vật ở trong ba lô gì đó. Hắn chịu thiên tân vạn khổ mới tìm được chứng cớ, nếu cứ như vậy mà bị mất thì hết thảy cố gắng chẳng khác nào nước chảy về biển đông. Khi hắn muốn nói chuyện thì lại phát hiện ra cuống họng mình khàn khàn nói không ra tiếng. Cố dài đồng cầm lấy tay hắn dương dương nói, người có phải là muốn tìm cái ba lô kia hay không? Hai mắt trương dương chấp chấp, cổ của hắn rất đau, căn bản là không thể làm ra động tác gật đầu. Cố dài đồng tràn ngập thương xót nói, người chết kia nắm chặt cái ba lô, cảnh sát muốn giúp ngươi lại bị ngươi đánh ngã, trong miệng ngươi chỉ kêu muốn gặp ba của ta. Ánh mắt trương dương tràn đầy vẻ bức thiết. Sau khi phát sinh vụ nổ mạnh, ba ba của ta chạy tới hiện trường trước tiên, là ông ấy tự tay cầm lấy ba lô. Cố dài đồng nói đến đây thì nước mắt nhịn không được rơi xuống. Trương Dương lại mở chừng hai mắt, tuy nhiên vẻ mặt có vẻ yên ổn hơn rất nhiều. Cố dài đồng nắm thật chặt tay Trương Dương nói, ba ba để cho ta chiếu cố ngươi còn hắn đi Bắc Kinh rồi. Cục trưởng Cục Công an Đông Giang Phương Đức Tín chính nhằm vào sáng sớm hôm phát sinh vụ nổ ở cửa văn phòng tỉnh ủy để mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Tuy buổi sáng sớm, khách hàng vào trà lâu không nhiều lắm nhưng vẫn khiến cho 5 người tử vong, 7 người trọng thương và đã bị công an Bình Hải liệt vào trọng án. Tâm tình Phương Đức Tín lúc này cực độ phức tạp và bất an nhưng để xảy ra loại án nổ bom này trong lòng từng nhân viên công an cũng không tốt. Tuy nhiên người khác không nhìn thấy gì từ trên mặt hắn, hắn gióng rạc nói, sau khi bắt đầu tiến hành cải cách, tại thập niên 90 của thế kỷ 20, tại chủ nghĩa xã hội khoa học mới Trung Quốc mà lại xuất hiện loại tội ác càn rỡ không cố kỵ này, đối với xã hội gây ra thương tổn to lớn, ảnh hưởng xấu có thể nói là trước đây chưa từng thấy. Cảnh sát nhân dân chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ tánh mạng và tài sản của nhân dân, sẽ làm tròn nhiệm vụ trước cái quốc huy kim thải tiên diễm này. Khi nói xong hai chữ cuối cùng Phương Đức Tín Hư không nhìn về phía quốc huy màu vàng gắn trên tường, trong nội tâm tựa như bị người dùng roi mãnh liệt quất một cái mà đau đớn. Hắn điều chỉnh tâm tình, qua hơn nửa ngày mới nói chúng ta phải. Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, Cục trưởng Cục Công an tỉnh Vương Bá đi đầu dẫn theo bốn gã cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đi đến hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào phương đức tín, gương mặt căng cứng rồi nổi lên vẻ phẫn nộ mà hóa thành ba chữ kiên định hữu lực, bắt hắn lại. Phương đức tín tựa hồ đối với việc này sớm đã có chuẩn bị, hắn chậm rãi đứng lên, mang theo mũ cảnh sát sau đó rất thong thả rất cẩn thận đội lên đầu, hai gã cảnh sát tía ri đến còng tay hắn lại. Trong phòng họp, tất cả cảnh sát đều ngẩn người. Ai cũng không ngờ rằng vị cục trương cục công an này mới vừa rồi còn gióng đạc phát biểu diễn thuyết, chỉ trong chớp mắt đã biến thành tù nhân. Phương Đức Tín khi đi qua bên người Vương Bá, Vương Bá bỗng nhiên nói chờ một chút. Phương Đức Tín dừng bước lại, Vương Bá một tay lấy mũ cảnh sát trên đầu hắn tháo xuống rồi tràn ngập vẻ khinh thường nói, ngươi không xứng. Thanh âm TV mở cực kỳ lớn, điện thoại trong phòng khách lại một lần nữa vang lên. Hứa thường Đức cũng không có xem TV mà cũng không có ý tứ muốn nghe. Bản tin đang nói về vụ nổ tại cửa văn phòng tỉnh ủy, hắn đột nhiên cảm thấy ngực như bị ép mạnh mà đau đớn, hắn nhàn nhạt cười cười rồi chậm rãi đứng lên, cước bộ tập tĩnh đi về phía phòng vợ hắn nằm. Thê tử hắn đang ngồi ở chỗ kia, đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa thường đức đi tới bên người nàng, ôn nhu nói uống thuốc đi. Thê tử hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hứa thường đức. Hứa thường đức cười thật ấm áp, hắn vươn tay ra cầm bàn tay gầy chưa cả xương thịt nói, người gầy quá, tất cả đều tại ta cả ngày bận rộn công việc mà không chiếu cố tốt ngươi. Thê tử hắn vẫn không nói gì, nàng đang lặng lặng lắng nghe tiếng đập cửa bên ngoài, có, khách đến. Nhanh đi, có thể là ra dũng. Hứa thường nước cười gật nhẹ đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai thê tử nói, ta đi xem. Rồi đi được hai bước lại nói, cơm trưa ta đã chuẩn bị rồi, lúc nào đói bảo lưu tỷ lấy cho người ăn. Sau khi cửa phòng đóng lại, trên mặt thê tử hắn hiện lên một tầng mây đen, qua một hồi lâu sau, vành mắt chậm rãi đỏ lên, sau đó hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Hứa thường đức lẳng lặng ngồi ở trong thư phòng, ngực hắn lại bắt đầu đau đớn kịch liệt. Hắn lấy từ trong túi áo ra chai thuốc, hai tay lại kịch liệt run rẩy khiến chai thuốc tuột ra mà rơi xuống mặt đất, thuốc văng tung tóe đầy đất. Hứa thường đức ôm lấy ngực, hắn khom người muốn nhặt thuốc lên nhưng trước mắt lại đột nhiên tối sầm, cả người mềm nhũn té xuống sàn nhà. Hắn bất lực nhìn sang viên thuốc, miệng há to tựa như một người gần chết đang mãnh liệt hít thở không thông mà nói không nên lời, thần thái trong hai mắt trở nên ảm đạm xuống chương 177, nơi thinh không, nơi lại chấp giật. Đang ở Bắc Kinh, nghe tin hứa thường Đức bị chết do nhồi máu cơ tim, cố duẫn trí cũng chỉ còn biết lắc đầu tiếc nuối. Hắn phải vội vàng đáp máy bay lên Bắc Kinh cũng vì nắm trong tay chứng cứ phạm tội của hứa thường Đức, đang định tố cáo hắn với bên kỷ ủy Trung ương, cùng thông báo để các lãnh đạo cấp Trung ương có biện pháp xử trí hợp lý. Nhưng giờ người đã chết, có đổ cho hắn bao tội đi chăng nữa cũng chẳng còn ích gì nữa. Cố Duẫn Trí đang ngồi ở văn phòng làm việc của văn phó thủ tướng, bởi vì tin hứa thường đức chết mà hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc, bầu không khí cũng trầm hẳn xuống. Mãi một lúc lâu sau văn quốc quyền mới mở lời trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, có lẽ đó cũng là kết cục tốt nhất đối với hắn. Cố Duẫn Chi trầm ngâm phân tích câu nói đầy hàm nghĩa của văn phó tổng thống. Tuy rằng hứa thường đức có rất nhiều sai phạm trong công tác, thế nhưng hắn rất cao tay, không để những điều đó thành mối nguy hiểm chí tử cùng với việc hắn là chủ tịch một tỉnh lớn, là cán bộ cao cấp trực thuộc Trung ương, với nhiều vấn đề đan xen như vậy dù Trung ương muốn xử lý hắn cũng không phải dễ dàng gì. Thế nhưng phép luật còn chưa xử trí hắn thì ông trời lại nhanh tay cướp đi sinh mạng hắn trước, Âu cũng là một sự trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra. Theo thói quen, Văn Quốc quyền lại vân về cây bút máy trong tay. Những lúc cần chú tâm suy nghĩ điều gì, hắn thường làm động tác như vậy. Một lúc sau hắn ngừng lại rồi thấp giọng hỏi, "Theo ngươi, chuyện này nên xử lý như thế nào?" Trước khi lên Bắc Kinh báo cáo cấp trên những sai phạm của Hứa Thường Đức, Cố Duẫn Chi đã suy nghĩ khá nhiều điều này, hắn muốn lợi dụng những chứng cứ trong tay chỉ một đòn phải đào sạch những căn cơ thâm đế của Hứa Thường Đức ở tỉnh Bình Hải, hắn muốn làm một cuộc đại cải cách loại bỏ tất cả những thành phần biến chất, một lần nữa làm trong sạch bộ máy chính trị tỉnh Bình Hải. Nhưng hiện giờ Hứa Thường Đức đã chết, Vậy thì cố dẫn trí lại không thể vạch trần những việc sai phạm mà hứa thường đức đã làm. Dù sao người chết là hết, có gắn cho hắn thêm bao nhiêu tội danh cũng chẳng còn ích gì nữa. Mà ngược lại, điều này lại làm giảm uy tín của mình, tạo tiền lệ không tốt trong mắt các lãnh đạo cao cấp của Trung ương. Mà những lời vừa rồi của văn phó tổng thống cũng là ẩn ý nhắc nhở tới chuyện này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại. Cố Duẫn Trí mới chậm rãi trả lời lại, tôi cho rằng vẫn phải tiếp tục điều tra xử lý những nhân vật mấu chốt trong một loạt các vụ việc sai phạm gần đây, nhưng trên hết phải để trên nguyên tắc giữ kín bí mật, tránh mọi trường hợp tạo thành ảnh hưởng xấu đến các cấp cán bộ cũng như người dân. Văn Quốc Quyền gật gật đầu tỏ ra hài lòng, trước mắt mà nói, những điều Cố Duẫn Trí vừa nói cũng là biện pháp tốt nhất hiện nay. Rốt cuộc văn quốc quyền cũng đặt cây bút xuống bàn rồi nói ra chủ ý của mình, quả thật đồng chí thường đức gần đây có không ít sai phạm trong công tác, thế nhưng hắn cũng tận tâm tận sức cống hiến cho Bình Hải, luận tội thì phải xem công trước, nhất định phải chú ý ảnh hưởng đến danh tiếng toàn cán bộ trong tỉnh, không được để dân chúng có suy nghĩ tiêu cực, mất niềm tin vào đảng, nhà nước. Ngoặc kép, cô Duẩn Trí cũng hiểu được tầm quan trọng của điều này, mà ý của văn phó tổng thống là nên bỏ được cái gì thì bỏ, những gì không cần thiết thì không nên nói ra nữa. Trên thực tế người cũng đã chết rồi, cũng không nhất thiết phải bôi nhọ danh tiếng người đã khuất nữa, coi như là hắn đã chung với đảng tận với nước đi. Cô Duẫn Trí lại nói, hiện giờ tin tức vẫn được bảo mật tuyệt đối, nhưng còn một số việc, hay là để người nhà hắn lên đây xử lý cho xong. Phan Quốc Quyền nghe vậy liền thở dài rồi tỏ ra đồng tình nhìn Cố Duẫn Trí ý như muốn nhắc nhở, Bình Hải là một trong số những tỉnh có nền kinh tế lớn mạnh nhất toàn quốc, Chắc chắn chuyện lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhưng ta chỉ hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới công cuộc cải cách của Đảng và nhà nước đề ra." Văn Quốc Quyền nhắc đi nhắc lại tính nghiêm trọng của việc này, chính là muốn nhắc nhở Cố dẫn trí nên xử lý sao cho đúng chừng mực không gây ra những hiệu quá xấu cho xã hội. Cố Duẫn chi tỏ ra tin tưởng vạn phần, quả quyết nhấn mạnh, "Xin văn phó tổng thống cứ yên tâm, tôi xin dốc hết sức để cục diện chính trị Bình Hải sẽ nhanh chóng ổn định lại như trước." nhất quyết không để ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế toàn vùng. Lại nói tới vụ việc giám đốc nhà máy dược Giang Thành Phùng Ái liên tham ô hối lộ biển thủ công quỹ kéo theo một loạt cán bộ cấp cao trong Bộ Y tế Giang Thành, rồi thì đến cả thị trường thành phố Lê Quốc chính chồng bà ta cũng bị liên lụy, từ đó đến nay hậu quả hay những hệ lụy mà vụ việc đó gây ra vẫn chưa tiêu trừ hoàn toàn. Cũng vì vậy mà các lãnh đạo cấp trung ương, rồi còn người dân giờ đã mất lòng tin với các cán bộ cao tầng Giang Thành nếu như những việc xấu của hứa thường đức mà bị phanh phui ra nữa thì đó chẳng khác gì giọt nước tràn ly e rằng cả bộ máy chính trị bình hải sẽ lung lay sụp đổ mất cuối cùng vì lợi ích chung cố duẫn trí cũng phải ém nhẹm tất cả những chuyện đó đi giữ thanh danh cho hứa thường đức cũng là giữ thanh danh cho toàn bộ các đảng viên các cán bộ tỉnh bình hải này con người nhỏ bé một khi đã chết đi thì rất nhanh sẽ bị dòng sông lịch sử vùi lấp lãng quên nhưng họ lại để lại nỗi niềm đau xót khôn nguôi cho những người thân ở lại hứa gia dũng mặc bộ đồ đen lẳng lặng quỳ trước mộ cha nhìn gương mặt hiền hậu nụ cười ấm áp thân thương của cha mà hắn vẫn thấy bàng hoàng không tin rằng cha đã bỏ hẳn mà đi dường như bên tai hắn vẫn văng vẳng lời cha nói gia dũng hôm nay cha mua nhiều đồ lắm tối cha sẽ nấu món cá hấp với thịt kho tàu mà con thích ăn nhất nếu như không về thì cha ăn hết đó không phần con nữa cha lần này về con sẽ không bao giờ đi nữa mỗi ngày sẽ ở nhà ăn cơm với cha. Nhớ tới những lời mình nói, hai môi hứa ra dũng không khỏi run run một chút. Lúc này hắn mới hiểu tại sao lúc đó cha lại nói những lời đó, chắc hẳn cha có dự cảm gì không lành, sợ rằng sau này không còn được trò chuyện, không còn được ăn cơm với mình nữa. Giờ đây tất cả chỉ còn là dĩ vãng, là những quá khứ đau buồn. Hứa ra dũng dùng ống tay áo mình lau đi vết bùn đất trên bia mộ cha hắn thấp giọng nói mà như tự nhủ, cha, giờ con đã trở về nhất định con sẽ chăm sóc mẹ cho tốt còn nữa cha con xin thề quyết sẽ không tha cho kẻ đã hại cha hạ bá đặt đặt cốc trà xuống bàn làm việc của cố duẫn chi rồi tủm tỉm cười nói ngài nếm thử đi cố duẫn chi chậm chậm mở nắp cốc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ sau đó nhắm hai mắt lại thả lòng người tựa ra sau ghế cứ thế chậm rãi thưởng thức dư hương thơm mát của lá trà động trong cổ học qua một lúc sau mới mỉm cười nói, xem chừng con trai ngươi càng ngày càng phát tài rồi. Có gì mà phát với chẳng tài, kiếm được chút tiền, ăn đủ no cũng là tốt lắm rồi. Cô Duẩn Chi nhỏ giọng chê trách, ngoài miệng thì không có, nhưng trong lòng lại kiêu hãnh tự hào. Tôi đâu có, miệng thì nói vậy chứ mặt hạ bá đạt vẫn không giấu nổi niềm tự hào khi có đứa con giỏi giang. Mà dù hắn muốn giấu cũng không giấu nổi cặp mắt lão luyện của cố bí thư. Hạ bá đạt kể lại, lúc nó không định tham gia vào chính phủ mà lại đi nhận thầu vườn trà, tôi tức giận đến nỗi suýt từ luôn nó. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, bọn chúng có nhiệt huyết tuổi, có niềm đam mê riêng của chúng, dù cho mình muốn cũng không áp đặt chúng nó theo ý của mình được, đã vậy thì sao cứ phải gượng ép làm gì. Dù ở đâu, dù làm gì đi nữa, chỉ cần toàn tâm toàn ý, dốc hết sức lực, cố gắng vươn lên thì ắt gạt được thành công. Đương nhiên là không thể để chúng nó làm chuyện xấu được giọng điệu của cô bí thư tràn ngập sự đồng cảm, hai đứa lớn nhà ta cũng vậy, làm việc gì cũng theo cảm tính, không lo lắng đến hậu quả sau này. Sao chúng chẳng giống ta chút nào vậy? Hạ bá đạt cười nói, cũng không thể nói như vậy được, mà ngược lại, tôi lại thấy ba đứa chúng nó giống ngài như đúc. Lần trước tôi có xem lại mấy bức ảnh khi ngài còn trẻ, trông như cùng một khuôn dập ra luôn. Nói xong hạ bá đạt lại cảm thấy như hơi bất kính với lãnh đạo, vội vàng giải thích thêm, chỉ là nói chuyện cho vui thôi, Ngài đừng để ý. Cô Duẫn Chi nhàn nhạt cười cười rồi lại nhẹ giọng đổi chủ đề khác, tình hình phương đức tín thế nào rồi. Hắn vẫn luôn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng lại chỉ nhận hết trách nhiệm về mìm, một mực nói rằng không có liên quan đến người khác. Tốt lắm. Hạ bá đạt có chút ngạc nhiên nhìn lại cô Bí Thư, một lúc sau hắn mới chân chính hiểu được hàm nghĩa câu nói kia. Hắn ho khan một tiếng rồi lại thấp giọng hỏi, cô Bí Thư ngài cho rằng ai là ứng cử viên cao nhất cho vị trí chủ tịch tỉnh. Quan hệ của hắn với cô Bí Thư gần như là người trong nhà, cho nên mới có thể hỏi thẳng không kiêng kỵ gì như vậy. Vói hạ bá đạt, chẳng bao giờ cố dẫn trí giấu điếm điều gì, ta đã đề cử đồng chí Liễu Quý Đình, nhưng quyết định cuối cùng lại do cấp trên, ta có muốn cũng không được. Hạ bá đạt lại nói, vẫn là nên quyết định sớm thì tốt hơn, hiện giờ tâm trạng các cán bộ trong tỉnh không được ổn định cho lắm, Cô Duẫn Chi ha hả nở nụ cười, bá đạt, sao ta lại thấy càng lúc ngươi càng quan tâm đến chuyện này quá vậy? Ngươi giống như đang nôn nóng chờ đợi điều gì từ trên trời rơi xuống vậy. Gương mặt già nua của hạ bá đạt lại nóng lên, làm người ai mà chẳng muốn vươn lên, quả thực lâu nay hắn cũng muốn thoát khỏi cái kiếp làm tôi tớ này. Cô bí thư sắp về hưu rồi, như vậy cơ hội của hắn cũng không còn nhiều nữa, vậy mà xem ra người lại không có vẻ gì muốn giúp hắn một chức quan thực thụ dù sao đi theo lãnh đạo thì cũng chỉ có thể là cáo mượn oai hùm mà thôi, tương lai cực kỳ ảm đạm. Đương nhiên Cố Duẩn Chi cũng nhìn ra tâm tư của Hạ Bá Đạt, nhưng hắn lại cho rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dù sao hắn ta cũng là cấp dưới đi theo Cố Duẩn Chi nhiều năm nhất, cũng là người trung thành tận tụy, hiểu ý của mình nhanh nhất. Người như vậy Cố Duẩn Chi cũng không nỡ rời xa. Đúng lúc này thì Cố Gia Đồng gọi điện tới, bởi vì hôm trước cha có nói rằng hôm nay sẽ tới bệnh viện thăm Trương Dương, nhưng sắp tới giữa trưa rồi mà vẫn không tới cha tới cho nên nàng mới gọi điện dục cha nhanh một chút. Cô Duẫn Trí liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, đột nhiên lại bỏ ý định đi thăm Trương Dương trong đầu đi, chỉ nhẹ giọng nói, Giai Đồng à, cha còn cuộc họp khẩn không đến thăm Trương Dương được, cứ để hôm khác đi. Thế nhé, Trương Dương với cố Giai Đồng cứ vừa đi vừa trêu đùa nhau mãi không thôi, đến lúc cửa thang máy mở ra liên gặp Cục Trường Cục Công An Giang Thành Điền Khánh Long lại nói Điền Khánh Long là gã cán bộ đầu tiên đến thăm nhớ ra điều này Trương Dương có chút hủy khuất nhiệt tình vươn tay chào hỏi Điền cục trưởng đến thăm tôi đó à nhưng Điền Khánh Long lại không tỏ vẻ vui mừng gì mà nghiêm mặt lại cũng không có ý muốn bắt tay với Trương Dương hắn chỉ nhàn nhạt nói người thì lợi hại rồi chẳng coi ai ra gì một mình làm tiểu anh hùng cứu nước cứu đân. Trương Dương có quan hệ cực thân với Điền Khánh Long tự nhiên cũng biết hắn chỉ nói miệng vậy thôi chứ cũng không để bụng chuyện gì ngẫm lại thì lần trước ở tĩnh An mình cũng ép hắn hơi quá. Trương Dương tùm tỉm cười cười ra chiều ăn năn hối lỗi, thực xin lỗi, có gì mong điền cục trưởng hải hà lượng thứ cho. Hay là bữa trưa nay tôi mời ngài, coi như là xin lỗi đi. Đại lão ra đừng như đàn bà chấp nhất với tiểu bối như vậy chứ. Cũng quá quen với tính cách nên Điền Khánh Long cũng chẳng buồn tức giận làm gì, chỉ chừng mắt mắng nhẹ một câu, giống đàn bà cái đầu ngươi thì có nghe một già một trẻ đôi co với nhau cố dài đồng đứng một bên cười trộm. Lúc mọi người vừa xuống tầng trệt thì gặp ngay cố dưỡng dưỡng đang mang đến cơm cho Trương Dương. Nhìn thấy vậy Điền Khánh Long không khỏi thầm khen số tiểu tử này sao lại có phúc khí như vậy. Cô Bí Thư có hai người con gái thì cả hai đều đối tốt với hắn như vậy, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không hẳn là chuyện tốt lành gì. Kể như Tần Thanh thì rõ, tuy được thăng chức lên làm phó thị trường thành phố Lam Sơn, nhưng thực chất ai mà chẳng biết đó chẳng khác gì bị đi lưu đầy nơi khỉ ho cò gáy. Chuyện này cũng do cô bí thư nhìn ra mối quan hệ mập mờ giữa Trương Dương với Tần Thanh. Đương nhiên ai cũng biết chuyện này, nhưng chẳng ai có gan dám công khai thảo luận vấn đề này cả. Vì chân Trương Dương chưa khỏi hẳn nên mọi người cũng không đi xa, mà chỉ sang nhà hàng Hải Sơn đối điện cổng bệnh viện cho tiện. Cố Gia Đồng chọn một con cá chấm đen 6 cân, chế biến thành bốn món khác nhau, cùng với mấy món đặc sắc khác. Tuy rằng Trương Dương rất muốn kính rượu Điền Khánh Long, nhưng mọi người đều lo cho sức khỏe hắn nên chỉ gọi vài chai bia. Nhìn ánh mắt bình thản của Trương Dương, Điền Khánh Long cũng nhận ra, chắc tiểu từ này cũng đoán ra được điều gì rồi. Kỳ thật hôm nay hắn tới thăm Trương Dương cũng là ý của cố bí thư. Điền Khánh Long nâng cốc uống một ngụm bia lớn xong mới nói, chuyện ở Tĩnh An đã xử lý xong xuôi cả rồi, xe của người ta cũng đã cho người mang tới, tiện thể bảo dưỡng xe giúp người luôn, hiện đang để ở bãi đậu xe bệnh viện, lúc nào khỏi bệnh thì đem tiền trả lại ta. Trương Dương cũng biết là hắn chỉ đùa cho vui, đa tạ Điền Cục trưởng. Điền Khánh Long lại nói, Dương Thủ Thành, đã chết, còn vài tên khác thì bỏ trốn mất, ở hiện trường tìm thấy không ít tiền rơi toán loạn. Bọn ta nghi ngờ lúc đó người cùng Dương Thủ Thành bí mật giao dịch tiền mặt, bởi vậy bọn ta đã thu số tiền đó làm tang vật vụ án. Nghe thấy vậy cố dài đồng không khỏi nhìn lướt qua người Trương Dương một cái, lại nhớ tới lúc nãy hắn nói muốn mượn của mình 50 vạn để trả nợ, xem ra hắn đùng số tiền kia để đổi lấy chứng cứ trong tay Dương Thủ thành thật. Điền Khánh Long lại thấp giọng nói, yên tâm, bọn ta đã làm việc xong với cảnh sát tĩnh an, sẽ không liên quan gì đến người đâu, ta chỉ hy vọng sau này ngươi không nên dính vào quá nhiều chuyện như vậy nữa. Lần này tới, Điền Khánh Long chủ yếu là muốn nhắc nhở Trương Dương, từ nay về sau hãy yên ổn mà công tác, đừng nên tham gia vào những việc không phải của mình. Trương Dương nhấp một ngụm bia xong thở dài cảm thán nói, đột nhiên tôi lại thấy mình tiêu phí thời gian công sức làm nhiều việc như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được chút gì, toàn làm việc không công. Điền Khánh lòng ý vị thâm trường nói, như vậy không phải rất tốt sao? Mãi tới lúc này cố dưỡng dưỡng mới có cơ hội chen miệng vào, sao lại không thu được chút gì? Anh nằm viện hơn 10 ngày trời vậy mà chẳng có ai tìm anh đòi viện phí, trường đảng cũng không ghi là anh trốn học, ngay cả tiền lương vẫn được phát đều đều đó thôi. Nghe vậy Trương Dương không khỏi cười khổ, xem ra ta cũng thu được nhiều lợi ích quá ha. Cố dài đồng tùm tìm cười nói, vậy ngươi còn kêu ca cái nỗi gì nữa? Bởi vì có cả hai vị tiểu thư của cố bí thư ở đây, Điền Khánh Long cũng hơi mất tự nhiên nên không tiện nói chuyện, chỉ ngồi uống bia suông. Mãi đến lúc ăn cơm xong, trên đường trở lại bệnh viện Điền Khánh Long mới khẽ nhắc nhở Trương Dương, sự việc đã giải quyết xong, chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ. Trương Dương nở nụ cười rảo hoạt hỏi lại, sao Điền Cục Trường lại nói vậy? Tôi đâu phải phạm nhân phạm tội gì đâu. Điền Khánh Long cười nói, người không phải nói hưu nói vượt. Nhớ kỹ, mọi việc đã xong. Trương Dương thở dài ngao ngán nói, bỗng nhiên tôi lại muốn trở lại Giang Thành quá. Cũng không được, hiện giờ người còn đang học ở trường đảng mà. Điền Khánh Long lại hạ giọng bồi tiếp một câu, nói cho người biết, ta nghe nói sau lần học tập nâng cao nghiệp vụ này, có thể ngươi sẽ có chút chuyển biến tích cực. Trương Dương nghe mà hai mắt tỏa sáng, nói như vập nghĩa là cấp trên muốn thăng chức cho mình sao. Xem ra chức phó xử không còn xa vời nữa, dù sao lần này mình cũng không tiếc vốn liếc, lại còn suýt mất cả mạng giúp đại lão bán giải quyết cái gai hứa thường đức trong mắt. Nếu luận công lao, đừng nói là phó xử, dù được thăng chức thăng lên chính sử cũng là quá ủy khuất cho mình rồi. Chương 178, lực đẩy Aximit. Hồ Như Yến ngồi xuống đối diện với Trương Dương, nhìn đống túi to túi nhỏ bên cạnh hắn không khỏi thở dài cảm thán, ta còn tưởng ngươi mất mặt ở đâu, hóa ra là thành thơ nhàn hạ đi dạo phố sắm đồ. Trương Dương cũng không nói gì mà chỉ cười trừ, rồi vẫy vẫy tay gọi phục vụ, định gọi cho nàng ta cốc nước mát, nhưng Hồ Như Yến lại kêu một cốc kem ly. Nàng đặt túi sách lên bàn, xóa mái tóc dài xoăn của mình ra sau, rồi mới liếc mắt nhìn chiếc di động trong tay Trương Dương nói, mấy hôm rồi ta đánh điện cho ngươi suốt, nhưng máy vẫn báo không liên lạc được. Trương Dương ra vẻ thần bí nhìn quanh bốn phía, cảm giác an toàn rồi mới thấp giọng nói, chẳng là dạo gần đây ta nhận một nhiệm vụ chính trị bí mật nên không tiết lộ tung tích được. Hồ Như Yến lạnh lùng đáp trả lại, đám người làm chính trị các ngươi, ai cũng nham hiểm như nhau cả. Hai hôm trước ta có người bạn định đến Giang Thành, đầu tư làm ăn, định nhờ ngươi chiếu cố dùm nhưng mà gọi mãi cũng chẳng thấy ngươi đâu. Nói xong nàng mặc kệ Trương Dương ra chiều giận dỗi không thèm nói chuyện nữa mà chỉ ăn kem một mình. Nhìn động tác ăn kem cực kỳ gợi dục của Hồ Như Yến. Trương đại quan nhân thấy người nóng bừng lên, hô hấp cũng thấy khó khăn hơn. Ăn kem gì mà còn mút thìa như vậy, rồi đến cái lưỡi màu phấn hồng cứ thỏ ra thụt vào liếm xung quanh cốc kem, thực muốn lấy mạng người khác. Hồ Như Yến cũng nhận ra hôm nay ánh mắt Trương Dương nhìn mình hơi khác, khuôn mặt nàng cũng hơi đỏ lên, hờn dỗi oán trách ngươi nhìn gì mà nhìn suốt vậy chưa thấy qua nữ nhân bao giờ sao. Trương Dương thở dài cảm thán nói, cũng gần như vậy. Nói thực chứ nửa tháng nay đừng nói là nữ nhân mà động vật giống cái ta cũng chưa được thấy nữa là. Cũng may giờ mới thấy được một con heo mẹ mắt hai mí. Mày liễu hồ như yến lại dựng ngược lên, nàng chỉ hận không đổ thẳng ly kem lên đầu hắn được. Đồ hỗn đản, dám coi ta như heo sao. Tuy tức giận trong lòng nhưng hồ như yến cũng không nổi sung như mọi lần, bởi vì nàng thấy cố giai đồng đang đi về phía này nàng liếc mắt nhìn lại hắn lạnh lùng nói, giờ mới biết, sao hôm nay ngươi lại ngoan ngoãn ngồi một mình ở đây, hóa ra là đang chờ gia nhân tới. Trương Dương cười cười không nói gì. Thấy hồ như Yến cũng ở đây, cố dài đồng tỏ ra rất đối ngạc nhiên, xem ra cái tỉnh Đông Giang này cũng không lớn lắm, đi đâu cũng gặp người quen. Nhưng ngẫm lại khu phố Nam Hồ này là thiên đường mua sắm của con gái, nàng ta đến đây mua sắm dạo phố cũng không có gì là lạ. Vừa thấy cố dài đồng trở lại, Trương Dương liền nhanh nhẹn gọi ngay một cốc kem ly nữa. Thực ra thằng nhãi này cũng chẳng có ý tốt gì, là hắn muốn thử xem Cố Gia Đồng ăn kem có gợi tình hơn Hồ Như Yến hay không mà thôi. Nhưng Cố Gia Đồng lại tỏ ra không thích kem cho lắm liền gọi với lại người nhân viên, cho cốc soda được rồi. Gian kế không thành, trên mặt Trương Đại Quan Nhân thể hiện rõ sự tiếc nuối. Hồ Như Yến nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn cũng lờ mờ đoán ra, chắc hẳn gã dê sồm này lại nghĩ ra chủ ý bậy bạ gì rồi. Nàng cười cười đứng dậy rồi nói lời cáo từ thôi, không làm phiền hai người các ngươi nữa, ta đi dạo phố tiếp vậy. Hai hôm nay nhiều việc quá, phải tranh thủ chút thời gian nghỉ xả hơi mới được. Trước khi rời đi nàng còn hỏi số di động của Trương Dương, rồi lại nói, "À phải rồi, dạo gần đây khu đất của cửa hàng bách hóa Dệt Đông Giang gặp chút phiền toái, nhưng mà không liên quan gì đến phía bọn ta đâu đấy." Là đám công nhân trước kia thì đồng ý nhận tiền bồi thường, bây giờ lại đổi ý không chịu rời đi. Cố Gia Đồng cũng biết chuyện này, chỉ là nàng chưa có thời gian nói cho Trương Dương biết. Hồ Như Yến nói tiếp, ta đi rồi, khi nào rảnh thì gọi điện cho ta. Nhìn bóng dáng thướt tha của Hồ Như Yến ra khỏi nhà hàng, Trương Dương chỉ biết lắc lắc đầu cười khổ. Mãi tới lúc này Cố dài Đồng mới làm mặt bất mãn, liếc mắt nhìn Trương Dương lạnh lùng nói, bản lĩnh ngươi cũng cao thật a, à, mới có chút thế thôi mà đã câu dẫn hẳn một đại mỹ nữ tới tâm sự rồi. Trương Dương gượng cười đính chính lại, ta cũng đâu gọi nàng ta tới đâu, là nàng ta thấy ta trước rồi tự động vào đó chứ. Với lại chỗ này đông người như vậy, gặp được người quen cũng là bình thường thôi mà. Đương nhiên cố dài đồng cũng biết điều đó, chỉ giả bộ trêu chọc trương dương mà thôi. Ngồi một lúc, uống được vài ngụm soda xong cố dài đồng liền đứng dậy nói, được rồi, mau đi thôi. Đi đâu, mà sao phải vội thế? Đưa ngươi về ký túc xá trường đảng chứ đi đâu nữa? Cái gì? Trương Dương mở lớn hai mắt, tỏ vẻ không tin vào tai mình nữa. Cố dài đồng nhịn không được che miệng khanh khách cười duyên. Lúc gần đến cổng trường đảng tỉnh, cố dài đồng cho xe chạy chậm lại. Trương Dương làm mặt đau khổ quay sang hỏi lại, thật sự bắt ta phải vào đó sao? Ngươi không muốn sao? Trương Dương lai nói, đương nhiên là không rồi, với lại giờ ta lại muốn ngắm cảnh hồ. Cố dài đồng ra chiều như không hiểu ý, hờ hững nói cảnh sắc minh giật hồ cũng khá đẹp đó, lại rất gần đây đi bộ một chốc là tới thôi trương dương nháy nháy mắt ra hiệu liên tục ta thích ngắm cảnh thu hà hồ hơn đương nhiên cố giai đồng cũng biết trong lòng hắn muốn gì chỉ là trêu đùa chút cho vui mà thôi nàng lại đạp ga cho xe chạy thẳng đến căn biệt thự ở thu hà hồ xe vừa chạy đến sân trương dương nhịn không được với sang ôm trầm cố giai đồng vào lòng cố giai đồng đẩy nhẹ hắn ra nghiêm mặt nói ban ngày ban mặt như vậy người muốn làm gì không phải còn tường cao sao không ai nhìn thấy đâu mà không làm loạn nữa mau đi tắm đi người ngươi hôi chết đi được trương dương cũng chỉ có thể thành thật ngậm ngùi xuống xe vào nhà lững thững đi trên đường lát đá vừa thấy bể bơi bên cạnh trong đầu thằng nhãi này lại sinh ra tàn niệm lén vất mấy cái túi ở trên cỏ nhân lúc cố dài đồng không để ý liền quàng tay quanh eo nàng bế lên nâng cả người xuống bể cố giai đồng sợ hãi hét to một tiếng rồi cả hai người cùng rơi xuống bể bơi quần áo trên người cố dài đồng bị dính nước, ngay lập tức liền bó sát vào thân thê làm lộ rõ những đường cong mê người. Kỹ năng bơi của cố dài đồng cũng không kém nên chỉ bị sặc nước lúc đầu, lúc ngoi đầu lên được nàng trừng mắt gắt giọng mắng, người định mưu sát ta à. Ánh mắt nóng rực của Trương Dương tham lam lướt đi lướt lại những đường cong trên thân thể mềm mại của cố dài đồng, ta cũng không kìm lòng được mà muốn mưu sát ngươi ngay quá. Khu này khá yên tĩnh nên cũng không cần lo có người làm phiền, Ánh mắt cố giai đồng cũng trở nên ôn nhu như nước. Nàng nhẹ giọng hỏi, thế người định mưu sát ta bằng cách nào nào? Trương Dương không trả lời lại mà chỉ nở nụ cười tà ác, dùng chính hành động của mình trả lời. Hắn kéo sát thân thể mềm mại của cố giai đồng vào lòng, rồi tặng nàng một nụ hôn nồng nhiệt. Vừa hôn hắn vừa đẩy nàng lùi dần vào thành bể. Lúc lưng cố giai đồng vừa chạm vào thành bể, có chỗ dựa rồi hắn liền vòng hai tay xuống sốc chân nàng cao lên. Tiếp đó là màn uyên ương dẫn nước phong tình giạt rào ngay trong bể bơi. Sau khi ngọn lửa ân ái dịu bớt, cố giai đồng mới hỏi hắn sao lại muốn làm chuyện ấy trong bể bơi. Vậy mà thằng nhãi này còn hùng hồn trả lời lại đầy lý lẽ cũng bởi vì chân ta vẫn chưa khỏi hẳn, nên mới phải lợi dụng sức đẩy của nước, như vậy mới dễ hành sự được. Câu nói này cũng lộ rõ âm mưu xấu xa được dự tính trước của hắn. Hứa ra dũng lẳng lặng đứng đó từ bao giờ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trương Dương, về nước chưa đầy nứa tháng mà rõ ràng hắn gầy đi khá nhiều hắn vẫn đang mặc đồ tang cả mặt cũng ngập toàn dâu vẻ mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi điều này khiến hắn trông có vài phần tang thương lại có vài phần thành thục hơn trước trương dương tắt máy rồi lại đi xuống mỉm cười gật gật đầu thay lời chào với hắn hứa ra dũng nhẹ giọng nói còn có thể sống quả là niềm hạnh phúc không nhỏ từ giọng điệu của hắn trương dương cũng cảm thấy ý định thù địch cha hắn hứa thường nước chết là do đột quỵ đương nhiên Trương Dương cho rằng điều này không liên quan gì đến mình. Thực lòng mà nói, Trương Dương còn cảm thấy hắn chết như vậy cũng là quá dễ dãi với hắn, chưa kịp trả lại những tội lỗi gây ra đã ra đi thanh thản, lại còn không phải mang tiếng là tham quan hại nước hại dân. Thế nhưng Trương Dương vẫn nhẹ giọng an ủi hứa ra dũng. Xem TV ta mới biết hứa chủ tịch xảy ra chu Việt, chân thành chia buồn cùng ngươi. Dù sao người cũng đã đi rồi, cố nén đau thương lại mà sống cho tốt hơn hứa ra dũng gật gật đầu nhưng lại nở nụ cười âm lãnh thực ra chết cũng không có gì đáng sợ điều đáng sợ nhất chính là tận mắt nhìn thấy những thứ quan trọng với mình từng cái từng cái một mất đi trương dương lạnh nhạt nói lại có nhiều thứ vốn không phải là của mình như vậy sao được gọi là mất đi hứa ra dũng lại nói chờ ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà xong khi nào có cơ hội cùng nhau ngồi nói chu viện trương dương cũng vui vẻ nói có gì cần giúp thì cứ nói ta sẽ giúp đỡ hồ như yến nở nụ cười cay đắng nàng chậm rãi kể lại hai tuổi mất mẹ ba tuổi lại mất cha từ nhỏ ta đã là cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng may ta được bà ngoại thương yêu chăm sóc nhưng đến năm lên tám thì bà cũng mất do bệnh nặng ngươi nói xem trên đời này còn ai bi thảm hơn ta nữa không nhất thời trương dương cũng không biết nên nói gì trên đời này cũng không mấy ai có tình cảnh đáng thương như cô nàng tội nghiệp này hồ như yến lại nói đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt thương hại đó tuy vậy nhưng ta lại thấy mình không đến nỗi đáng thương, tuổi thơ của ta cũng rất hạnh phúc đó chứ. Hồi đó ta rất dễ kết bạn trong lớp, chơi cũng khá thân với mọi người, còn thành tích học tập thì luôn xếp thứ nhất, cũng không ai dám khi dễ ta. Rồi đến sau này lúc chú Chu ra tù, người đối tốt với ta như con ruột vậy. Chú ấy chăm nom ta, nhưng cuối cùng lại là ta chăm sóc lại chú ấy. Trương Dương cũng bị cuốn theo cảm xúc vui vẻ của nàng tạ lại dơ chén lên cụm một cái nữa rồi cười nói, chỉ là ông chú kia của ngươi là kẻ háo sắc. Hồ Như Yến cũng biết chú mình có chút xích mích vói Trương Dương, nghe hắn nói vậy nàng cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, mỗi người đều có cách sống riêng, nếu ông ấy đã chọn cách sống như vậy thì người khác cũng không có quyền can thiệp vào. Mà ta thấy cuộc sống cá nhân của ngươi cũng muôn màu muôn vẻ lắm a. À? Trương Dương cười cười trả lời: Sao cứ được đôi câu là ngươi lại chuyển chủ đề vào ta vậy? Nói gì thì nói, ta là đảng viên, là cán bộ nhà nước, đương nhiên ta phải biết hước thúc hành vi cá nhân mình chứ. Ngươi làm được sao? Hồ Như Yến ra chiều ngạc nhiên hỏi ngược lại. Trương Dương trịnh trọng gật gật đầu. Hồ Như Yến nâng chén rượu lên, vừa nhấp môi vừa nói bâng quơ. Nghe nói nữ chủ tịch huyện Xuân Dương Tần Thanh được thăng chức lên làm phó thị trưởng thành phố Lam Sơn thì phải trương dương cười cười nói người nắm bắt tin tức cũng nhanh quá ha. À. chuyện này không liên quan đến ngươi sao nghe vậy trương dương không khỏi liếc mắt nhìn lại hồ như yến một cái thực không ngờ cô nàng này lại tinh quái đến như vậy hồ như yến lại hờ hững buông thêm một câu bỗng nhiên ta lại nhận thấy một gã nam nhân có lực hấp dẫn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt ngươi đang nói ta sao ta nói ai người đó tự hiểu Tống Hoài Minh cũng biết tình cảm của con gái mình dành cho Trương Dương, nên hắn cũng không nỡ giấu giếm mà chỉ lựa lời nói, con yên tâm, Trương Dương không có việc gì cả, chỉ là hắn đang học tập ở trường đảng tỉnh Bình Hải, cũng hơi bí mật một chút. Chắc có lẽ hai, ba hôm gì đó là kết thúc thôi. Sao ông biết, sở yên nhiên vốn tưởng hắn phải liên hệ hỏi han một lúc mới biết được thông tin của Trương Dương, nhưng thật không ngờ hắn lại biết rõ ràng rành mạch như vậy. Tống Hoài Minh cười nói, "Cha vừa mới nhận được thông báo thôi, chẳng là cha sắp phải chuyển công tác sang tỉnh Bình Hải, nên mới biết một số chuyện bên đó." Sở Yên Nhiên hơi ngạc nhiên một chút, nói như vậy chẳng phải là cha được thăng chức hay sao? Tống Hoài Minh lại nhỏ giọng hỏi, "Dạo này sức khỏe bà ngoại con thế nào rồi?" "Không được tốt lắm, vừa mới mổ thay thận, chắc phải mất hơn tháng nữa mới có thể ổn định lại như cũ được." Vừa nói được nửa chừng, đột nhiên sở yên nhiên lại cảm thấy mình nói hơi nhiều nên vội vàng nói lời cáo từ. Sở yên nhiên vừa định ngắt máy thì Tống Hoài Minh vội vàng nói thêm, yên nhiên, chờ lúc nào cha gặp được hắn sẽ nhắn lại cho con biết. Đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhẹ của sở yên nhiên, nhưng Thủy Trung nàng vẫn không nói gì. Sau đó nàng mới chậm rãi ngắt điện thoại. Ánh mắt liễu ngọc oánh tràn ngập thương tiếc nhìn chồng mình. Bà biết rõ trong lòng chồng mình yên nhiên có vị trí cực kỳ quan trọng, sợ rằng địa vị con bé còn cao hơn cả người vợ đứng bên cạnh hắn nữa. Làm vợ hắn lâu năm, đương nhiên Liễu Ngọc Oánh cũng biết. Thực ra hắn luôn đau khổ và hối hận. Thủy chung hắn vẫn khắc ghi hình ảnh mẹ của Yên Nhiên, người vợ đã quá cố của hắn ở trong lòng. Hắn vẫn áy náy dai dứt vì hắn mà mẹ của Yên Nhiên bị chết. Hắn lại càng áy náy hơn khi con bé không nhận hắn làm cha, không chịu về ở với hắn mà sống cùng ông ngoại. Nàng cũng biết một điều, người sống vĩnh viễn không thể thay thế người đã khuất trong lòng người khác nàng chỉ còn biết dùng tình yêu, dùng hơi âm thân thể mình lặng lẽ sưởi ấm cho hắn. Tống Hoài Minh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ giọng nói, xem ra con bé biết yêu thật rồi. Lần đầu tiên Liễu Ngọc Oánh mới nghe chồng mình nhắc đến chuyện này, nàng tỏ ra vui mừng hỏi lại, vậy sao? Tống Hoài Minh gật gật đầu nói, tiểu tử kia tên Trương Dương, cũng phải công nhận hắn có bản lãnh thật sự, chỉ là... Hắn lại chậm rãi bỏ cốc trà xuống bàn, Quả thực thời gian gần đây danh tiếng của tiểu tử Trương Dương này ở tỉnh Bình Hải phải nói là như mặt trời giữa ban trưa. Rồi từ lúc hắn biết con gái có quan hệ khá thân mật với Trương Dương, hắn liền âm thầm cho người điều tra tổng thể, từ thân thế đến tất cả những việc Trương Dương đã làm từ trước đến nay. Tất cả mọi điều đều không có gì đáng nói, chỉ có điều thằng nhãi này quá hoa tâm, đương nhiên người làm cha như Tống Hoài Minh không thể chấp nhận một người con rể như vậy được. Nhưng những điều đó toàn là lời đồn đãi bên ngoài. Tống Hoài Minh là người thực tế, chỉ tin vào bằng chứng xác thực, bởi vậy đến giờ hắn mới chưa tỏ rõ thái độ phản đối con gái qua lại với Trương Dương. Thấy chồng không nói nốt, Liễu Ngọc Oánh liền hỏi lại, "Chỉ là sao?" Tống Hoài Minh đạm nhiên cười nhạt lắc lắc đầu, "Không có gì, thanh niên tuổi trẻ có những chuyện không tốt là điều bình thường thôi." Nếu mà thanh niên tuổi trẻ như hắn đều đa mưu túc trụ tài năng hơn người như vậy thì có còn gọi là thanh niên trẻ tuổi nữa không? chẳng biết từ lúc nào anh trở nên bảo thủ như vậy nữa. Đột nhiên Liễu Ngọc Oanh lại ngộ ra điều gì, vội vàng hỏi lại chồng có phải hắn có người khác nữa hay không. Tống Hoài Minh lặng im không nói gì. Liễu Ngọc Oanh cho rằng mình vừa nói đúng liều nổi giận đùng đùng, hắn tưởng mình là ai. Yên nhiên nhà chúng ta xinh đẹp giỏi giang như vậy, con bé coi trọng hắn là phúc khí của hắn, vậy mà còn dám hoa tâm không thành thật, chờ lúc nào gặp hắn em phải dạy dỗ hắn cho cẩn thận lại mới được. Trương Dương cùng Hồ Như Yến hứng khởi uống rượu, rất lâu sau mới chịu dừng. Lúc lai like Hồ Như Yến về lại khách sạn, hôm nay cô nàng này uống hơi nhiều, giờ cũng có ba phần men say đi, đứng cũng siêu vẹo cả đi. Thấy nàng ta đứng còn không vững, sợ nàng ta lại ngã thì khổ, Trương Dương đành tự mình dìu nàng ta đến tận cửa, giúp nàng ta mở cửa phòng. Hồ Như Yến cởi giày cao gót ra, hai mắt lờ đờ say nhìn Trương Dương, giọng lè nhẹ hỏi: "Ngươi có vào không?" Trương Dương lắc lắc đầu nói, thôi khỏi, ta cũng phái về rồi. Mà ta là người có lập trường kiên định, đã nói là bạn thì là bạn, đừng uống chút rượu vào rồi kiểm tra tố chất của ta như vậy. Hồ Như Yến cười cười rồi tiện tay đóng cửa lại, vậy thì bái bai. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi trở lại thang máy đi xuống tầng trệt. Lúc đến chỗ xe ô tô của mình, bỗng nhiên Trương Dương lại cảm thấy lòng trống trải vô bờ. Trương Dương tiện tay mở cửa xe chui vào. Rồi chậm chậm lái xe về lại căn biệt thự bên bờ hồ Thu Hà, nhưng Trương Dương không đánh xe về biệt thự luôn mà lại đỗ lại bên bờ hồ. Nửa tháng nay hẳn phải bí mật nằm viện điều trị, mọi tin tức đều bị cách ly, tuy rằng cấp trên đã tìm lý do chính đáng để Trương Dương có thể mất tích trong khoảng thời gian đó, nhưng Trương Dương cũng biết, có không ít người vẫn đang lo lắng, đang mong nhớ hắn từng ngày. Trương Dương đỗ xe lại bên ven hồ là để gọi điện cho Sở Yên Nhiên. Mới gọi điện nhờ cha tìm hắn được một lúc, thì hắn đã gọi điện đến. Lúc nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn, sở yên nhiên không kìm được nước mắt, cứ thế hòa khóc lên. Yên nhiên, bất kể Trương Dương có gọi thế nào sở yên nhiên cứ khóc mãi không thôi. Nhà đầu ngốc này, đừng khóc nữa, ngươi làm vậy khiến ta thấy mình như có lỗi với ngươi lắm đó. Sở yên nhiên vừa thúc thít khóc vừa nói, ngươi, là ngươi có lỗi với ta mà. Nếu ngươi cứ đòi ta phải xin lỗi thì ta xin lỗi ngươi vậy. Người có lỗi thì người phải xin lỗi ta. Ngươi, đáng ghét. Rồi rồi, là ta đáng ghét, là ta không tốt, được chưa? Thật lòng xin lỗi mà. Sở yên nhiên lại cảm thấy ủy khuất hơn, khóc càng to hơn. Nhà đầu mốc này, người cũng biết ta là cán bộ nhà nước, phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Chẳng là lần này ta phải nhận nhiệm vụ đột xuất, cho nên mới không báo cho ngươi một tiếng được. Xin lỗi mà hay là lúc nào trở về ta để ngươi đánh ta một trận cho hả dạ vậy được không ta không thích đánh người vậy thì cắn đi thích cắn chỗ nào cũng được chỉ trừ chỉ trừ chỗ đó ra ta không muốn làm thái giám chút nào cả sở yên nhiên vừa giận vừa buồn cười mắng nhẹ đồ lưu manh ai muốn cắn chỗ đó của ngươi nói xong nàng lại cảm thấy xấu hổ không chịu được lúc nói đến mấy chữ cuối giọng nàng lý nhí hẳn đi lúc sau nàng lại sẵn giọng mắng tiếp nếu ngươi còn dám nói hưu nói vượn nữa cả đời này ta liền không thèm để ý đến ngươi nữa cho xem ngoặc kép đừng làm vậy a à, hai ta như cá với nước không có ta ngươi không sống được mà ta không có ngươi cũng buồn đến chết luôn nghe hắn nói vậy sở yên nhiên liền thấy ngọt ngào trong lòng nhưng vẫn chưa nguôi giận nên vẫn nói cứng lại chỉ biết nói lời ngon ngọt dụ dỗ ta nếu ta mềm lòng sau nạp sẽ bị ngươi khi dễ ngay trương dương cười hì hì hỏi thăm bà ngoại ta dạo này thế nào rồi Sức khỏe người vẫn tốt chứ? Phi, đó là bà ngoại ta chứ có phải bà ngoại ngươi đâu. Ngoài miệng thì mắng hắn nhưng trong lòng cũng thấy vui vẻ hơn rất nhiều, bà vừa mới thay thận, thời gian đầu dễ bị xảy ra hiện tượng đào thái nên khá nguy hiểm, nhưng mà bên này khoa học kỹ thuật rất tiên tiến, chắc cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Dù sao bệnh viện này cũng là nơi có tiếng, lại có nhiều ca tương tự thành công rồi mà, ngươi đừng lo. Trương Dương chỉ biết mỗi đồng y mấy loại phẫu thuật cấp ghép này hắn không dành cho lắm, chỉ biết sơ sơ qua cho có mà thôi. Nhưng nếu như liên quan đến vấn đề nội tiết cơ thể thì hắn lại nắm chắc 10 phần. Trương Dương nghĩ một lúc rồi nói, để chốc nữa ta kiểm tra lại rồi kê cho bà ngươi một đơn thuốc dưỡng bệnh. Bà ta không tin đông y lắm. Vậy lần này ta phải khiến người tin tưởng. Được rồi, vậy bao giờ ngươi mới về vậy? Sở yên nhiên thấp giọng trả lời, đợi lúc nào sức khỏe bà ta ổn định mới tính tiếp được. À phải rồi, có phải bà ngoại ngươi tên là Mã Lệ phải không? Sở yên nhiên khanh khách cười, đó là tên tiếng Trung mà ông ngoại đặt cho bà, tên thật của bà là Margaret. Ủa, vậy ngươi là con lai sao? Không phải, bà ngoại ta cũng không phải là người gốc Mỹ, bà là người Hoa, chẳng qua bà sang định cư bên đó từ lúc còn trẻ mà thôi. Hai người hàn huyên một hồi lâu sở yên nhiên mới lưu luyến ngắt điện thoại. Sau nhiều ngày bồn chồn lo lắng, cuối cùng nàng mới bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng nửa tháng mới chịu gọi điện đúng là đồ đáng ghét ngắt điện thoại xong nhìn đồng hồ đã gần một els tối trương dương do dự một lúc cuối cùng cũng gọi cho tần thanh khác với sở yên nhiên tần thanh lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều tuy rằng giọng nàng vẫn lạnh lùng như trước nhưng không giấu nổi sự quan tâm với trương dương đã về rồi à từ lúc được thăng chức lên làm phó thị trưởng thành phố lam sơn tần thanh cũng được thông báo một số tin tức nội bộ tỉ như trong thời gian gần đây Trương Dương đang thực hiện một số nhiệm vụ bí mật. Nhưng nửa tháng nay không thấy Trương Dương liên lạc gì, nàng cũng thấy hơi lo, dù đã cố thử tìm thêm thông tin chính xác về Trương Dương nhưng do tỉnh ủy đã có chỉ thị phải giữ kín chuyện Trương Dương bị trọng thương và đang điều trị ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, chỉ một số ít lãnh đạo cấp cao mới biết. Bởi vậy nàng cũng chỉ còn biết ngày ngày đợi chờ, mong rằng hắn có thể hóa giữ thành lành, bình an vô sự trở về. Audio điện tử võ tấn bền trương dương khẽ ừ một tiếng sau đó thấp giọng hỏi người đang ở đâu vậy lam sơn đến từ hai hôm trước rồi tuy chưa chính thức đi làm nhưng vẫn đến để làm quen với công tác sắp tới vẫn suôn sẻ cả chứ tần thanh ừ nhẹ một tiếng rồi lại nhỏ giọng nói người có bị sao không vẫn tốt chỉ là cấp trên không cho ta lộ diện ở nhà khách chính ủy mấy hôm mà cứ như bị xong quy vậy tần thanh cười nhẹ với cấp bậc của Trương Dương hiện nay còn không có tư cách được song quy nữa là. Trương Dương lại nói, mãi tới hôm qua lãnh đạo mới chịu thả ta ra, mà nếu như không có nghiêm lệnh bắt ta nghỉ ngơi điều dưỡng thì ta. Ta đã đến Lam Sơn tìm ngươi rồi, tính ra thì Lam Sơn cách Đông Giang cũng không xa mấy. Tần Thanh nhẹ cắn cắn môi rươi, đừng, hiện giờ ta vẫn chưa chính thức nhậm chức, đợi đến lúc nào bản giao công tác xong xuôi đã. Có lẽ, có lẽ phải đến cuối tuần mới mới đến Đông Giang tìm ngươi được. Trương Dương cũng biết Tần Thanh còn phải lo nghĩ nhiều thứ, mà hiện giờ địa vị nàng như thế nào chứ? Thân là phó thị trưởng một thành phố, nhất cử nhất động của nàng đều bị người ta dán mắt dõi theo, như vậy sau này hai người muốn qua lại thì càng phải cẩn thận hơn trước rất nhiều. Trương Dương nhẹ giọng nói, vậy nhớ chăm lo sức khỏe một chút, đừng như trước ham công tiếc việc quá mà vất vả ra. Biết không? Biết rồi, thôi, ta đi ngủ đây. Ngươi cũng đi ngủ sớm đi, muộn rồi đấy." Ngắt điện thoại xong, Trương Dương không khỏi thở dài ngao ngán. Chẳng hiểu sao Trương Dương lại có cảm giác Tần Thanh lại tỏ ra lạnh lùng, dường như muốn nới rộng khoảng cách giữa hai người. Phải chăng lần này được thăng chức lại ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng ta nhiều như vậy? Ngồi trong xe, điểm lại một lượt, cũng còn nhiều người mà Trương Dương phải gọi nữa, nhưng lúc này tâm trạng hắn không tốt, nghĩ đi nghĩ lại lại thôi vứt điện thoại sang một bên thò tay gạt cần ghế xe để nó ngã về phía sau. Thả người nằm ra ghế, nhìn bầu trời đêm đen kịt nhưng thủy chung không có một vì sao nào, một màu đen tuyền, đặc quánh, sâu thâm. Trương Dương cứ ngơ ngác nằm nhắm nhìn bầu trời đêm, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến, dường như nó cũng trở nên trống rỗng mênh mông như bầu trời đêm kia. Một lúc lâu sau hắn mơ màng đi vào giấc ngủ, mãi đến lúc tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp, trên cửa kính xe hắn mới choàng tỉnh giấc. Trương Dương mở to hai mắt nhìn xung quanh, hóa ra giờ vẫn là buổi đêm. Mưa càng lúc càng to hơn, Trương Dương lại kéo tay cần để ghế xe ngồi thẳng trở lại. Đột nhiên Trương Dương lại nhớ tới cái chết của hứa thường đức. Kể ra kết quả như vậy cũng không giống những gì Trương Dương mong đợi. Lần đầu tiên hắn mới ý thức được người làm cua ản bị rất nhiều truyền mực ước thúc bản thân, mà quan trọng nhất đó là phải biết tính tạo án cho đại cục, tuyệt đối không thể vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục. Muốn trở thành một vị lãnh đạo tốt thì phải có cái nhìn địa cục, chức vị càng cao, quyền lực càng y ớn thì càng phải tuân thủ theo nguyên tắc này hơn. Ví dụ như việc Trung ương quyết định không phanh phui những việc, những sai phạm mà hứa thường đã gây ra mà lại quý ết định tiểu hủy, thành toàn cho hắn được tiếng là chung với đảng, hiếu với dân, hết lòng tận tụy vì sự nghiệp phát triển của đất nước. Công bằng mà nói hứa thường nước thực sự cũng dành cả đời mình cống hiến rất nhiều cho đảng, nhà nước, thậm chí nếu so sánh thì ủ ứng cống hiến đó của hắn còn vượt xa những gì hắn đã gây ra. Thế nhưng sai là sai, không thể lấy đúng bù sai được, mà lãnh đạo Trung ương ra quyết định như vậy cũng không phải là nhân nhượng bố qua những sai phạm cho hứa thường đức, chăng qua vì họ lo sợ điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt đến xã hội, ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ cán bộ các cấp sở tại. Đó là cái nhìn đại cục, cái nhìn bao quát, tổng thể, đặt lợi ích chung lên đầu Lại nghĩ tới chính mình, trương dương cũng biết tần thanh là thật lòng yêu mình nhưng hắn cũng nhận ra nàng ta cũng yêu sự nghiệp của mình không kém yêu hắn là yếu tố cá nhân của nàng còn yêu công việc thì lại là trách nhiệm trách nhiệm của một công dân một cán bộ nhà nước là xây dựng xã hội giúp dân giàu nước mạnh trương dương cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn của tần thanh nàng vừa muốn cả hai lại vừa muốn cả hai bên được tốt nhất bởi vậy nàng mới lựa chọn không nghiêng hẳn về bên nào cố gắng giữ ở thế cân bằng cố gắng khống chế bản thân mình vượt quá giới hạn cho phép. Đột nhiên Trương Dương lại nghĩ, vậy đến tột cùng giữa mình và các nàng đó có phải là tình yêu hay không? Bên ngoài mưa rơi không ngớt, tiếng hạt mưa rơi trên xe càng lúc càng lớn hơn, còn Trương Dương ngồi trong xe thì vẫn đang miên man suy nghĩ. Cuối cùng hắn mới rút ra được kết luận, mình là một gã đa tình. Người hắn yêu thật sự thì nhiều lắm, mà người thương hắn thì cũng không thiếu, bởi vậy hắn phải cân bằng lại tình cảm cũng như những mối quan hệ của mình. Làm sao để mỗi người đều cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho là như nhau, mà đó cũng là điều mà bất kỳ gã đàn ông nào đều theo đuổi, nhưng có mấy ai đạt được trình độ trong ấm ngoài êm như vậy chưa? Cuối cùng Trương Dương cũng phải thấp giọng thở dài một hơi, đau đầu thật a. À. Lại một lần nữa hắn lại mơ màng ngủ thiếp đi, cũng có lẽ do hôm nay hắn được Cố dài Đồng cho ăn no nên mới thỏa mãn tâm trạng phấn kích mà thân thể lại hơi mất sức nên mới ngủ thiếp đi hai lần như vậy. Mãi đến tận sáng hôm sau lúc cố dai đồng gọi điện tới đánh thức hắn mới dậy. Tiếng điện thoại kêu liên hồi kéo hắn ra khỏi giấc mộng đẹp, hai mắt thì lim dim, miệng thì ngắp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ hẳn. Lúc nhìn ra ngoài thì trời vẫn mưa to, toàn cảnh hồ thu hà trở nên mông lung mờ ảo hơn. Hắn huệ hoài với tay lấy cái di động bên cạnh, alo. Người đang ở đâu vậy? Không ở nhà sao? Nghe vậy Trương Dương mới biết, hóa ra ban sáng cố dài đồng đến biệt thự tìm hắn nhưng lại không thấy. Trương Dương gãi đầu gãi tại ra vẻ ấy náy nói, chẳng là tối qua ta đỗ xe bên bờ hô thu hà ngắm trăng, mơ mơ màng màng thế nào ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chờ một chút, ta về liền. Lúc trở lại căn biệt thự liền thấy cố dài đồng đã đến từ sớm, lại còn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Trương Dương nhẹ nhẹ đi vào, rồi tập kích từ phía sau ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cố giai đồng, Tiếp đó lại ghé mặt hôn một cái vào má. Cố dai đồng trợn mắt mắng, miệng người hôi chết đi được, đã thấy người toàn mùi rượu nữa, nhanh đi tắm đi. Trương Dương cười hì hì hạ tay xoa xoa mông nàng rồi nhéo một cái mới chịu rời đi. Sau khi Trương Dương tắm xong, hai người ngồi vào bàn ăn sáng lúc này cố gia đồng mới mỉm cười duyên dáng hỏi, sao? Có phải tối qua đi uống rượu giải sầu với người đẹp nào phải không? Trương Dương cũng không giấu giếm làm gì cắn một miếng bánh mì lớn, vừa nhai nhồm nhòm vừa trả lời, hồ như yến tìm ta uống rượu, lúc đó ta cũng dỗi rãi chẳng có việc gì nên mới nhận lời, uống đến khoảng lô thì về. Cố dai đồng thở dài lắc lắc đầu nói, quả nhiên ngươi là kẻ không bao giờ biết đủ, mà cô nàng hồ như yến kia trông cũng được đó. Trương Dương cười nói, không phải, ta với nàng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Ta cũng mặc kệ ngươi, chẳng thèm quan tâm ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng cố dai đồng cũng thấy hơi khó chịu. Nàng cũng thừa biết hắn, cho dù nàng muốn quản cũng chẳng quản được hắn, cứ nhìn bảng thành tích cô gái của hắn là biết ngay. Trương Dương lại chuyển chủ đề về việc hôm qua gặp mặt cố dẫn trí trước cửa nhà hắn thấp giọng nói, theo ngươi, cố bí thư có phải có thành kiến gì với ta không? Cố dai đồng lắc lắc đầu, không có đâu, tối hôm qua cha ta còn khen ngươi nữa là. Nhưng sao ông ấy lại có vẻ lạnh lùng không đếm xỉa gì tới ta nhi?" Cố Gia Đồng cười nói, "Ngươi chỉ là một gã cán bộ cấp khoa, còn cha ta thì lại cán bộ cấp cao của tỉnh. Chẳng nhẽ theo ngươi, lúc ngươi gặp cha ta, ngươi chào hỏi, còn cha ta thì phải xuống xe đến tận nơi bắt tay ngươi nói chuyện à?" Trương Dương nghe mà ngẩn hết cả người, lúc này hắn mới ý thức được điều này. Nếu như không tính đến mối quan hệ với Cố Gia Đồng cùng những việc mình đã làm giúp hắn, thì sợ rằng chỉ là một cái liếc mắt hắn cũng chẳng thèm, chứ đừng nói gì đến chuyện lạnh nhạt chào một tiếng như vậy. Cố gia đồng lại nói tiếp, hơn nữa dạo gần đây cha ta bận rất nhiều việc. Sự việc liên quan đến cái chết của hứa thị trưởng còn chưa giải quyết xong, vậy mà lại còn phải chuẩn bị mời họp các thành viên của Ủy ban Thường vụ Tinh để chào đón tân thị trưởng đến nữa. Trương Dương rất đối ngạc nhiên vội hỏi lại, tân thị trưởng là ai vậy? Cố Giai Đồng nói, trên Trung ương đã chỉ định được người tiệp quản chức vụ này là Phó Thị trưởng tỉnh Bắc Nguyên, Nguyên Bí Thư Thị ủy tỉnh An Tống Hoài Minh. chương 179, Vi Vụ Yến Song Phi. Cái gì, Trương Đại Quan Nhân mở lớn hai mắt nhìn lại, với người khác thì có lẽ đây là tin tốt 10 phân, nhưng với hắn thì lại là tin xấu cả vạn phần. Tống Hoài Minh là ai chứ? Chẳng phải hắn ta là cha của Yên Nhiên sao? Lại là nhạc phụ tương lai của mình. Giờ thì hay rồi, hai vị nhạc phụ đại nhân đều trước cao vọng trọng như vậy, với một tay đã khó, Giờ với hai tay thì chỉ có nước chết. Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi thở dài ngao ngán, lúc ở Tĩnh An hắn cũng đã được thỉnh giáo qua sự lợi hại của Tống Hoài Minh, còn lão đại tỉnh Bình Hải Cố bí thư thì không phải bàn. Nếu như cả hai vị đại lão gia đều biết hắn có quan hệ lén lút không chỉ với hai người con gái của họ, thì chắc chắn con tệp như hắn sẽ bị bọn họ đè cho dẹp lép, cả đời này không thể ngẩng đầu lên được. Trên thực tế, bọn họ đều là người có quyền lực tuyệt đối lại thông minh cơ chí mà giấy thì không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bắt đầu thằng nhãi này mới thấy hối hận cái tính hoa tâm của mình, bắt đầu hắn mới cẩn thận suy tính sau này phải làm gì để vẹn cả đôi đường. Từ biểu hiện kinh sợ của Trương Dương, cố dài đồng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vội nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Trương Dương ra chiều ảo não nói, vị tân thị trưởng này lại là cha của sở yên nhiên. Biết sự thật này, Cố Giai Đồng cũng phải lấp bắp kinh hãi. Cũng bởi vì từ trước tới nay sở yên nhiên không hợp với cha, lại không sống cùng cha nên dù ở Bắc Nguyên cũng ít người biết được điều này, càng không nói đến tỉnh Bình Hải. Đột nhiên Cố Giai Đồng cảm thấy lòng mình cha xót khó tả, nàng cũng sớm biết mối quan hệ của hắn với sở yên nhiên, mà trên thực tế trong thâm tâm, nàng lại cho rằng nàng ta mới xứng đáng làm bạn gái của hắn. Bởi vậy cho đến giờ nàng mới nhẫn nhịn không nghĩ tới chuyện này nữa thế nhưng nhẫn nhịn là đè nén xuống cứ không phải vứt bỏ nó đi đến lúc này sự ủy khuất bị dồn nén lâu ngày như thuốc nổ bộc phát hai mắt nàng đỏ hoe lên nếu còn đối diện với hắn nữa thì nàng cũng không kìm được nước mắt mình như mọi lần nàng vội vàng đứng dậy rồi chạy ra ngoài sân trương dương cuống quyết đuổi theo nhưng do bất ngờ nên đuổi không kịp cố dài đồng cứ thế chạy hắn ra ngoài sân trong màn mưa lạnh giá trương dương hét lớn kéo tay ôm chặt nàng ta vào lòng người điên rồi cố dài đồng gào đến khản cả giọng buông ta ra. Nhưng cho dù nàng có giấy ruộng như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn. Nàng giận giữ nắm chặt hai tay lại nện thùm thụp vào ngực hắn. Được một lúc sau nàng lại vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu gục vào lòng hắn khóc lớn. Trương Dương vỗ về an ủi một chút rồi dìu nàng ta vào lại trong nhà cẩn thận đỡ cố dài đồng ngồi xuống ghế sofa rồi vội chạy đi lấy cái khăn tắm chăm chút lau nước mưa trên thân thể nàng rồi hôn nhẹ nàng một cái, thấp giọng nói, đều là ta sai. Cố dài đồng lắc lắc đầu, hai mắt vẫn rưng rưng nước mắt, không. Là ta sai, là ta không nên yêu ngươi. Trương Dương lại lau cho tóc nàng đỡ ướt một chút, rồi nhẹ nâng bàn tay nhỏ bé lên hôn nhẹ một cái, ngươi có tin trên đời này có người mà trong lòng hắn có thể chứa được nhiều người không? Cố dài đồng nhẹ lắc lắc đầu, đương nhiên nàng không tin, trong lòng nàng chỉ có mình hắn, nhưng trong lòng hắn nàng không phải là duy nhất. Thực ra nàng lại thích được như bây giờ hơn, có lẽ do cuộc hôn nhân thất bại trước đây mà giờ nàng lại sợ hôn nhân, sợ lại bị trói buộc cả về tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng lúc nãy nghe hắn nói, chẳng hiểu sao nàng lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi. Một lúc sau tâm tình cũng ổn định lại được như trước, nàng mới nhận cái khăn tắm trong tay hắn tự lau đi nước mắt của mình nhưng hai mắt với mũi nàng vẫn đỏ lực xin lỗi ta cũng không biết tại sao lúc nãy lại như vậy nữa cố giai đồng cũng biết tại sao lúc đó mình lại không kiểm soát được tình cảm của mình đó là vì nàng dự cảm thấy trương dương sắp lâm vào tình cảnh buộc phải chọn lựa một đường mà nàng lại không tin tưởng vào bản thân nên nàng sợ sợ hắn không cần mình không thích mình nữa nàng sợ phải sống trong những ngày tháng đau khổ như trước kia nói thực Trương Dương thấy tâm tình mình lúc này cũng dối bởi hơn cả Cố Gia Đồng càng lúc hắn càng có cảm giác mua dây buộc mình, cho dù Sở Yên Nhiên với Cố Gia Đồng có thể chấp nhận tính đa tình của hắn đi, nhưng chắc chắn một điều, Cố Duẫn trí cùng Tống Hoài Minh tuyệt đối không chấp nhận chuyện một chồng nhiều vợ như vậy. Sau khi khóc xong, Cố Gia Đồng liền khoác hai tay lên cổ hắn, rốt cuộc nàng cũng phải nói ra điều này, thực ra cha ta cũng biết chuyện của hai chúng ta, người bảo ta phải chia tay ngươi. Trương Dương mấp máy môi mà không nói được câu nào khó trách cô bí thư lại tỏ thái độ lạnh nhạt với mình như vậy dù rằng đã bán mạng làm việc giúp hắn vậy mà hắn cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi nguyên lai like hắn vì chuyện của mình với con gái mà tỏ ra khó chịu thực ra trương dương cũng không để ý lắm xem mấy lão nhạc phụ này nghĩ gì mà hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của chính người mình yêu thương hắn thấp giọng nói vậy ngươi nghĩ sao cố dai đồng hơi cúi đầu để chán mình chạm vào chán hắn ta không buông được nhưng cũng không muốn cha ta vì ta mà tức giận Trương Dương không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt cười nhưng lại đượm vẻ đau khổ của cố dai đồng. Hai mắt cố dai đồng lại dưng dưng, nàng thấp giọng nói Trương Dương. Ta thấy mình vô dụng quá, vẫn biết là hai chúng ta không thể có kết quả, nhưng ta lại không thể nào buông bỏ được ngươi. Ngươi, đoạn cuối nàng chẳng thể nói tiếp được nữa, lại nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Nhìn gương mặt đẫm lệ của cố dai đồng mà Trương Dương thấy áy náy. Hắn cũng biết hắn cũng đã từng nếm trải cái cảm giác lý trí bảo phải quên đi nhưng không sao xóa đi những hình bóng đã in sâu vào tâm trí, trong lòng lại luôn nhung nhớ khôn nguôi, một nỗi đau âm ỉ, tâm can luôn dần vặt, nhức nhối. Hắn không phải người của thời đại này nên hắn không chấp nhận cái gì gọi là một vợ một chồng, mà hắn cho rằng chỉ có mình mới đem lại hạnh phúc, đem lại nụ cười cho các nàng. Trương Dương nghiêm mặt lại, giọng trầm thấp nhưng thập phần kiên định, trên đời này không có bất kỳ kẻ nào có thể chia lìa được hai chúng ta, Cố dài đồng lại càng ôm chặt cổ hắn hơn, nàng khóc càng to hơn. Một lúc sau nàng mới ngừng khóc, vừa thút thiết vừa ghê sát miệng vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ta cũng thế, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì. Bất kể ngươi đối xử với ta ra sao, cả đời này ngươi vẫn là trương dương của ta, nam nhận duy nhất của ta. Trương Dương quyết định sẽ không ở lại Đông Giang lâu nữa, dù sao ở đây nhất cử nhất động của hắn đều bị không ít người chú ý, mà cố giai đồng cũng chấp nhận với cha phân rõ giới hạn với hắn, từ nay không tiếp xúc quan hệ nữa. Đương nhiên đây chỉ là diễn kịch bên ngoài, về sau quan hệ của bọn họ phải chuyển sang hoạt động bi mật, mà cái kiểu lén lút ăn vụng như vậy lại càng khiến hai người bọn họ khó dứt ra được hơn. Còn cố giai đồng là người từng trải nên rất nhanh đã khống chế được tâm tìm mình, nàng lại phải đè nén sự mất mát trong lòng. Nàng yêu hắn thực sự, nhưng nàng cũng biết hắn không phải là gã đàn ông biết giữ khuôn phép. Mà kể cũng lạ, lúc trước nàng không thể nào chấp nhận ngụy trí thành có người khác bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao giờ nàng lại có thể nhẫn nhịn, dễ dàng tha thứ để thằng nhãi này đi đến đâu cũng trêu hoa gẹo nguyệt, để đến giờ gặp bao chuyện rắc rối không giải quyết được. Ngay cả chính nàng cũng hoài nghi, hay là thằng nhãi này bỏ bùa mê thuốc lú gì, chứ không sao mình lại yêu hắn mù quáng đến vậy. Không có, tuyệt đối không có, Trương Dương khẳng định như đinh đóng cột. Sau đó hắn lại dùng sức nâng lên nâng xuống đôi mông chắc nịch đẩy đà của cố giai đồng còn cố dài đồng thì hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu ghé sát vào tay hắn vừa thở dốc vừa thủ thỉ. Ngươi có, ngươi, nhất định ngươi có động tay động chân làm gì ta? Trương Dương liền cười dâm tà là động tay động chân, động toàn thân, từ trên xuống dưới ta đều động hết. Cố dài đồng hung hăng cắn tay hắn một cái nhưng sợ hắn đau nên lại chỉ cắn nhẹ, sau đó hai cánh tay trắng muốt của nàng như những sợi dây thường xuân, càng ôm cổ hắn chặt thực ra học ở trường đang tỉnh là lý do của mấy gã lãnh đạo lấy để ngụy trang việc Trương Dương mất tích. Họ vẫn tưởng rằng chân hắn gãy thì phải mất ít nhất 2 tháng mới khỏi hăn, nên kỳ học này cũng là tròn 2 tháng, nhưng tốc độ hồi phục của thằng nhãi này quả thực quá kinh người, chưa đầy một tháng mà đã lành lặn, toàn vẹn, ra ngoài chơi được rồi. Sau vụ việc của hứa thường Đức, Trương Dương cũng thấy mệt mỏi nên không muốn về Giang Thành vội mà dùng thời gian, đang học còn lại để đi chơi nghi ngơi dưỡng sức. Nghĩ một lúc sau, Trương Dương liền quyết định tới Lam Sơn. Lam Sơn cũng khá gần Đông Giang, chỉ khoảng hơn 100 km mà đường lại là đường cao tốc, chạy xe thì khoảng hơn 2 tiếng là đến nơi. Lam Sơn là một thành phố nhỏ nằm ở phía nam tỉnh Bình Hải, cũng nằm trong số 3 thành phố có nền kinh tế trọng điểm của toàn tỉnh. Giao thông phát triển, ngành giáo dục luôn có những bước tiến mạnh, trình độ dân trí cao. Phía bắc giáp Đông Giang, phía nam nối liền với Tinh Vân An như vậy Lam Sơn là điểm mút giao thương giữa hai tinh Bình Hải với Vân An. Trước khi cái cách thì Lam Sơn chỉ là một thành phố nhỏ, mà phải gọi là huyện thì đúng nghĩa hơn, nhưng từ khi cái cách thì kinh tế mỗi ngày phát triển một khác, chỉ vài năm ngắn ngủi mà Lam Sơn từ một huyện nghèo khó trở mình vươn lên trở thành một trong ba viên dạ mình châu của tinh Bình Hải. Nhờ những chính sách đúng đắn thu hút đầu tư, nên hiện ở Lam Sơn có rất nhiều nhà đầu tư của hơn 35 quốc gia với khoảng 2.000 hạng mục sẽ được thực hiện vào thời gian tới, tổng đầu tư vượt con số 5 tỷ đô la Mỹ. Có thể nói Lam Sơn là nơi có nguồn vốn quốc tế cao nhất toàn tỉnh, ngoại thương phát triển, kích thích nền kinh tế Lam Sơn phát triển nhanh chóng. Bí thư thị ủy thành phố Giang Thành Hồng Vĩ Cơ trước kia là bí thư thị ủy Lam Sơn được điều động sang. Đương nhiệm trước bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn là Trư Vũ Dương, cũng là một trong những cán bộ trẻ được cố dẫn trí coi trọng nhất. Trừ Vũ Dương năm nay 40 tuổi, tốt nghiệp trường công nghệ và kỹ thuật Bắc Kinh, con đường làm quan cũng rất thuận lợi, trước khi tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy của Hồng Vĩ Cơ, hắn đã từng làm thị trưởng Lâm Bình 5 năm hắn cũng được coi là ngôi sao sáng của tỉnh Bình Hải, vì năng lực, tài thuyết pháp khá giỏi nên thu hút được không ít các khoản đầu tư lớn vào tỉnh. Tần Thanh tới Lam Sơn nhậm chức phó thị trưởng, chủ yếu chủ quản vấn đề khoa học kỹ thuật, văn hóa thể thao, y tế, vệ sinh môi trường, giám sát kiểm tra các vấn đề liên quan đến thuốc men, thực phẩm. Rồi thì quản lý cả vấn đề liên quan đến truyền thông truyền hình, sổ sách văn thự làm cầu nối liên kết giữa thị ủy và các cơ sở bộ ngành khác. Trong bản phân công công tác thì nàng được quản lý rất nhiều phương diện, nhưng thực ra lại là người có quyền lực thấp nhất trong 7 vị phó thị trưởng Lam Sơn. Nàng cũng không phải là thành viên ủy ban thường vụ thành phố. Tuy rằng ngoài mặt bọn họ vẫn tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ, nhưng nàng vẫn có cảm giác bọn họ chỉ đang giả vờ, thực chất trong lòng lại tỏ ra bài xích xem thường. Lẻ loi một mình ở nơi xa lạ, không thân thích, không quan hệ, không quen biết, như vậy muốn đi vào bộ máy cán bộ cao tầng thị ủy không phải thời gian ngắn có thể làm được. Thị ủy cung cho nàng một khoảng thời gian đầu để nàng có thể làm quen với công tác hiện tại, thế nhưng trên cơ bản, hai ngày nay nàng đều phải nghe cấp dưới báo cáo công tác, nhưng tất cả đều là số liệu trống không từ trước tới nay nàng là người cụ thể Nàng cực kỳ xem nhẹ những số liệu mà cấp dưới báo lên, chỉ khi nào đích thân nàng tiến hành kiểm tra giả soát lại thì lúc đó mới thực sự tin tưởng. Các lãnh đạo thuộc các bộ ngành tương quan thành phố Lam Sơn đều đã đến hỏi thăm qua vị tân nhiệm phó thị trưởng mới. Nghe thì chức vụ rất cao nhưng lại không có thực quyền trong tay, dù có tài năng đến mấy cũng khó có thể phát huy hết được. Mà chưa nói đến chuyện thể hiện mình, ngay việc làm sao yên ổn vượt qua nhiệm kỳ trước mắt đã là việc khó rồi. Thị ủy cũng cấp cho Tần Thanh một thư ký riêng, vì nghĩ đến tuổi tác cùng thân phận nữ nhân của Tần Thanh nên cấp trên mới điều một nữ cán bộ trẻ tên Thường Hải Tâm. Nàng ta năm nay 21 tuổi, mới tốt nghiệp khoa tiếng Trung của trường đại học Đài Bắc. Hơn nữa thân phận nàng ta khá đặc biệt, nàng ta là con gái đương nhiệm thị trưởng thành phố Lam Sơn Thường Gia Hàn. Sau khi biết thân phận của Thường Hải Tâm bị cấp trên điều một người tay trong như vậy làm thư ký riêng, Tần Thanh lại có cảm giác như mình đang bị người ta giám sát. Khẳng định nhất cử nhất động của mình chẳng mấy chốc là đến tai vị thị trưởng kia. Thường gia Hân năm nay 50 tuổi, là cán bộ người Lam Sơn, hắn giữ chức thị trưởng Lam Sơn năm nay là năm thứ 10 liên tiếp. Tuy rằng người ta vẫn tưởng hắn chỉ là người có quyền lực thứ hai ở Lam Sơn, nhưng thật ra uy tín cùng lực ảnh hưởng của hắn lại cực lớn, bất kể là tiền nhiệm bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ hay như tân bí thư thị ủy Trư Vũ Dương mới nhậm chức mấy năm, đều phải tỏ ra tôn trọng hắn coi như người ngang hàng phải biết rằng hắn là cán bộ bản địa từng bước từng bước đi lên, tuy rằng có thể hắn ít có mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên nữa, nhưng ở Lam Sơn thì hắn quan hệ cực rộng, gần như tất cả lãnh đạo các cấp ngành bộ chủ quản đều có quan hệ với hắn. Nghe nói những năm gần đây hắn còn thường xuyên tự tay để bạt những cán bộ cấp cao khác, như vậy thử hỏi uy quyền cùng lực ảnh hưởng của hắn ở Lam Sơn mạnh mẽ đến nhường nào. Thường Hải Tâm là người sống kiểu nội tâm, mà có lẽ do xuất thân nên dù nàng còn chê, lại mới ra trường nhưng lại khá giỏi về quan sát sắc mặt cấp trên, hơn nữa nàng lại không có cái tính óng ẹo như gái mới lớn mà làm việc cũng rất nhanh nhẹn hoạt bát, chịu khó tìm tòi học hói. Nhìn đồng hồ Tần Thanh mới biết cũng sắp đến giờ tan tầm nghỉ trưa. Thường Hải Tâm nói, Tần Phó Thị trưởng ngài định ăn cơm trong này hay xuống căn tin? Hay là để tôi xuống căn tin mua cơm cho ngài? Tần Thanh cười nói, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, ta mới thấy phía đối diện mới mở một quán McDonald's ta mời ngươi. Thường Hải Tâm cười nói, ngài nói vậy coi sao được. Là tôi mời ngài trước mà, với lại ngài cũng mới tới nhậm chức, tôi phải làm trừ nhà đãi khách mới phải chứ. Tần Thanh cũng không khách khí gật đầu chấp nhận, hai người thư xếp lại một chút rồi ra ngoài dùng cơm. Vừa ra khỏi cửa tòa nhà chính phủ, Thường Hải Tâm liền bung ô lên che nắng cho Tần Thanh. Tần Thanh cười cười, tuy rằng cô nàng Thường Hải Tâm này cao cũng phải đến LM60 nhưng so ra vẫn thấp hơn nàng không ít, bởi vậy mà nàng ta gần như phải giơ tay hết cơ ô mới không chạm vào đầu Tần Thanh. Tần Thanh cũng không cho rằng nàng ta đang a à, nịnh hót lấy lòng mình, dù sao cha người ta là thị trường, là cấp trên của mình, vậy thì việc gì phải nịnh bợ mình chứ? Tần Thanh cười cười nói, không cần đâu, ta cũng thích sưởi nàng một chút. Thường Hải tâm chăm chú nhìn làn da trắng nõn của Tần Thanh mà không khỏi hâm một tán thường, Tần Phó Thị trưởng có thật xinh đẹp a. À? Tần Thanh lắc lắc đầu gượng cười, điều quan trọng nhất của con gái chính là tuổi thanh xuân, là vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng, như ta thì còn đẹp gì nữa. Ngài quá khiêm tốn rồi, tôi cũng sớm nghe nói ngài là đệ nhất mỹ nữ trên chính đàn tỉnh Bình Hải mà. Tần Thanh nở nụ cười không nói gì, chỉ là lúc nàng quay đầu lại đã thấy chiếc xe jeep quen thuộc kia độ ấy đó, lúc nhìn thấy khuôn mặt hắn nụ cười trên mặt nàng liền cùng đờ lại, thằng nhãi kia chậm rãi đóng cửa xe rồi chắp tay sau đít cười hì hì tiến đến tần phó thị trưởng đó à. Thật trùng hợp quá à, lại được gặp ngài ở đây. Thường hài tâm liếc nhìn khắp người Trương Dương một lượt, trong lòng cũng thấy kỳ quái, không biết thanh niên trẻ tuổi này có quan hệ gì tới tần phó thị trưởng nhi. Nhìn thấy mặt hắn tần thanh không khồi thẩm mắng, đã nói hắn không nên tới đây rồi, vậy mà vẫn cứ mỏ đến. Nhưng Thủy chung thời gian gần đây nàng vẫn luôn mong nhớ lo lắng cho hắn, hiện giờ thấy hắn bình an vô sự nàng mới cảm thấy an tâm nàng cũng tỏ ra rất khách sáo, gật đầu chào lại rồi vui vẻ bắt tay, sao hôm nay trương trường phòng lại rảnh rỗi đến Lam Sơn chơi vậy. Vạn biết hắn đến là muốn gặp mình nhưng nàng vẫn tỏ ra không biết gì, giả vờ hỏi lại hắn. Trước mặt người ngoài đương nhiên Trương Dương cũng không thể nói ra những điều tận tâm can phế phử được, mà vẫn phải giữ khoảng cách tới vì công việc thôi, vừa vặn lại gặp ngay ngài ở đây. Nói xong, Trương Dương lại chuyển ánh mắt sang nhìn Thường Hải Tâm, cười tùm tim bắt chuyện, không biết tôi nên xưng hô với vị tiểu thư này thế nào nhi. Quả thực trông Thường Hải Tâm cũng khá xinh xắn đáng yêu, Trương Dương cũng không phải thấy sắc nảy lòng tham mà hắn dùng chiêu Dương đông kích Tây, trọng bắt chuyện là để phân tán sự chú ý của nàng ta, không để nàng ta nàng ta suy đoán lung tung mối quan hệ của hắn với Tần Thanh. Thường Hải Tâm vui vẻ trả lời lại, ta là thư ký của Tần Phó thị trưởng, tên Thường Hải Tâm Trương Dương cười cười vươn tay phải ra, Thường Hải Tâm cũng nhiệt tình bắt tay lại. Thằng nhãi này còn cố ý bắt tay lâu hơn một chút, căn bản là muốn nắm bàn tay mềm mại kia một lúc nữa. Tần Thanh cũng không biết động cơ với dụng tâm của hắn nhưng thấy hắn tỏ ra vui cười như vậy trong lòng cũng thấy không thoải mái. Nàng ho nhẹ một tiếng, lúc này Thường Hải Tâm mới nhận ra, vội vàng rút tay về, khuôn mặt nhỏ xinh xấu hổ mà đỏ ứng lên. Vậy mà thằng nhãi này vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, lại đánh trống làng đi, chắc là hai người cũng định đi ăn cơm chưa phải không? Đang định đi đâu ăn vậy? Tần Thanh chỉ cửa hàng McDonald's phía đối diện. Từ trước tới giờ Trương Dương chẳng thích mấy loại đồ. Ăn nhanh này liền khoát khoát tay nói, mấy thứ đó ăn có gì ngon đâu. Không bằng đi đâu đó ăn chút đặc sản địa phương còn ngon hơn. Tần Thanh lại nói, thời gian nghỉ trưa của ta cũng không được nhiều lắm nên chỉ đủ ăn mấy thứ ăn nhanh đó thôi nói xong nàng chẳng cần trương dương phản bác lại liền kéo tay thường hải tâm sang quán mcdonald phía đối diện trương dương cũng chẳng biết làm thế nào chỉ biết lắc lắc đầu đành đi theo sau hai nàng sang đường uống thêm một hộp coca cola ướp lạnh nữa nhìn cái bánh mì kẹp thịt với cái cánh gà rán trên đĩa trương dương chẳng muốn ăn chút nào mấy cái đồ có mùi trưa trưa này chắc chẳng ngon bằng đồ mình thế mà hai nàng tần thanh cùng thường hải tâm lại ăn có vẻ rất ngon lành chỉ một loáng sau thường hải tâm đã ăn hết cái hamburger to đùng cùng với cái gà rán, giờ nàng ta lại ăn tiếp đến cốc kem ly. Thấy vật tật xấu của thằng nhãi này lại nổi lên, hai mắt dán chặt vào cái miệng nhỏ xinh của thường hải tâm đang ăn kem có vẻ cực kỳ thích thủ. Thường Hải tâm cũng nhận ra ánh mắt bất thiện của gã kia đang nhìn mình, nàng vội vàng dừng lại không dám ăn kem tiếp, hơi cúi đầu xuống, mặt cùng đỗ hồng lên. Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến bên này, Tần Thanh liền giơ chân hung hăng dẫm mạnh vào chân hắn một cái. Tên đáng ghét này, đánh nhiều như vậy rồi mà vẫn không bỏ được cái tật xấu soi mới con gái người ta. Lúc này Trương Dương mới thu hồi ánh mắt lại, cười cười nói lảng đi, quên mất, ta vẫn chưa tự giới thiệu. Ta tên Trương Dương, đang công tác ở phòng quy hoạch và phát triển cục du lịch Giang Thành. Đây là danh thiệp, sau này có chuyện gì xin chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói hắn vừa đưa cho Tần Thanh cùng Thường Hải Tâm mỗi người một cái tập danh thiệp này cũng là hắn mới đi làm, trên ghi số điện thoại mới của hắn. Thường Hải Tâm xem qua một lượt rồi cất vào trong túi sách, xong nhẹ giọng nói, gần đây tôi nghe nói Giang Thành mới khôi phục lại mấy lễ hội lớn, cũng định tới đó chơi cho biết. Trương Dương cười cười tiếp lời, vậy khi nào tới thì báo ta một tiếng, ta sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho. Tần Thanh chừng mắt liếc nhìn hắn một cái, này này, có phải ngươi đang dụ dỗ cán bộ trẻ của bọn ta trở nên hư hỏng không vậy? trương hải tâm che miệng cười nói ngài nói quá rồi chứ tôi đâu được coi là cán bộ gì nàng lại quay sang nói tiếp với trương dương mà trương trưởng phòng tới lam sơn có việc gì vậy cũng không phải nàng có chữ ý hỏi dò hắn mà chỉ thuận miệng mà thôi trương dương cũng chưa nghĩ ra lý do chính đáng nên hơi ngần người một lúc chẳng là ta đang được nghỉ phép lại nghe nói lam sơn có nhiều danh lam thắm cảnh bởi vậy mới tới du lịch cho vui tần thanh đạm nhiên hỏi ngược lại dùng tiền công đi chơi sao Ngươi cũng bắt xa đọa biến chất rồi đấy. Không phải, ta tự bỏ tiền túi đi du lịch mà. Với lại từ trước tới giờ ta chưa bao giờ ăn một phân tiền công của nhà nước. Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của Trương Dương, thường hải tâm phải che miệng khúc khích cười, nàng nhẹ giọng nói, quả thực Lam Sởn cũng có rất nhiều danh Lam thắng cảnh nổi tiếng, để lúc nào rảnh rỗi tôi giới thiệu cho ngài một chút vậy. Trương Dương nhanh nhỏ tiếp lời luôn, chọn ngày không bằng được ngày, mai là cuối tuần rồi, nếu như không bận gì thì đi chơi luôn cho vui. Nhờ ngươi làm hướng dẫn viên du lịch một hôm, à mà tần phó thị trưởng không bận gì thì cũng cùng đi luôn, tất cả mọi phí tổn ta chịu, được chưa nào? Lúc này tần thanh mới hiểu rõ ý định của thằng nhãi này, nhưng mà như vậy chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi sao. Thường hải tâm nhìn phản ứng của tần thanh, rồi lại quay sang nhìn Trương Dương một lúc. Nàng cũng không ngờ mới gặp lần đầu mà hắn lại trực tiếp mời đi chơi như vậy mà thoạt nhìn quan hệ của hắn với Tần Phó thị trưởng cũng khá thân thiết, nói chuyện cứ như hai người thân quen vậy. Tần Thanh hờ hững lấy giấy ăn lau lau miệng, lạnh nhạt nói, "Tốt thôi, dù sao cuối tuần này ta cũng không bận việc gì, mai đi chơi một hôm cũng được." Nói xong nàng liền đứng dậy cùng Thường Hải Tâm trở về trụ sở thị ủy làm việc. Ăn xong trương Dương cũng không còn có làm phiền Tần Thanh làm việc nữa, nên đành phải đánh xe tới khách sạn Golden ở gần đó. Đây là một trong chuỗi các nhà hàng khách sạn của tập đoàn Thịnh Thế do Phương Văn Nam xây dựng. Trước khi đến Lam Sơn, Trương Dương đã gọi điện báo cho Phương Văn Nam một tiếng, mà hắn ta cũng nhiệt tình bố trí an bài cho Trương Dương một phòng hạng nhất ở khách sạn này. Vừa mở cửa phòng, đang định đi tắm rửa một chút thì Tần Thanh lại gọi điện tới. Giọng điệu Tần Thanh có phần oán trách mắng nhẹ, "Không phải ta đã nói thời gian đầu ta phải xử lý rất nhiều chuyện, không có thời gian bồi tiếp ngươi được, vậy mà ngươi vẫn còn tới đây?" Trương Dương cười hì hì nói lại, tại ta ngồi không mãi cũng thấy buồn chán, đến Lam Sơn thứ nhất là muốn gặp ngươi, thứ hai là để giải khuây cho đỡ buồn. Nếu như người bận việc quá không đi được thì đành thôi vậy, kêu cô nàng thư ký xinh xắn kia bồi tiếp ta là được rồi. Bồi tiếp cái đầu ngươi thì có, ta nhắc nhở lại cho ngôi biết, nàng ta là con gái của thị trưởng Lam Sơn, tốt hơn hết là ngươi dừng có chữ ý xấu xa với nàng ta. Ngươi cho rằng ta là cái loại người đó xa họ chẳng qua ta không muốn nàng ta suy diễn lung tung nên mới giả bộ mê đắm như vậy yến tâm đi ta chẳng có hứng thú gì với nàng ta đâu ta cũng chẳng thèm quản ngươi nghĩ gì tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn trở về gian thành dạo này ta có quá nhiều việc phải làm rồi ngươi đừng gây phiền toái cho ta nữa có được không phải rồi ta thì lúc nào cũng thường nhớ đến ngươi bỏ công bỏ việc chạy tới tận đây tìm vậy mà không ngờ ngươi lại chăng thèm đếm xỉa đến ta đúng là mặt nóng gặp mông lạnh mà Nghe hắn oán trách kể lể, tần thanh nhịn không được nở nụ cười nhẹ, người nói cứ nhiều oán phụ mất chồng không bằng, ta bận việc thật mà. Vừa mới tới đã phải tiếp nhận một đống công tác, đã vậy lại còn phải mất không ít thời gian để làm quen với công tác của các ban ngành liên quan. Mà hơn hết chỗ này toàn người xa lạ, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm vào, ta không muốn người khác nghĩ không tốt mối quan hệ của chúng ta người có hiểu điều ta nói không. Rồi rồi, thế còn chuyện ngày mai thì sao? cứ để thường hải tâm bồi tiếp người đi, mai ta còn phải tăng ca xử lý nốt mấy việc nữa. Trương Dương cũng biết Tần Thanh khó xử nhiều điều nên cũng không ngượng ép quá đáng, chỉ nhẹ giọng nói, dạo này ta cũng không bận việc gì, có lẽ ở lại Lam Sơn độ hai ngày nữa, nếu lúc nào được thì liên lạc lại cho ta. Cúp điện thoại xong, đột nhiên Trương Dương lại cảm thấy hối hận, lần này tới Lam Sơn là để gặp Tần Thanh chứ đâu phải đi chơi ngắm cảnh. Một người đi chơi thì còn vui vẻ cái nỗi gì nữa? hắn đang nghĩ xem có nên trở lại đông giang không thì di động lại gieo vang nhìn dãy số trên màn hình hắn cũng thấy kinh ngạc không ít di động mới đổi sao cô nàng hà vân nhạn này lại biết số nhỉ nhưng mà đang lúc buồn chán lại có người quen gọi đến trương dương liền hứng khởi mở lời trước thật xin lỗi a à, dạo trước ta phải xử lý ít chuyện cơ mật cho nên không gọi điện báo cho ngươi biết được với lại ta mới đổi di động được có hai ngày số cũng mất hết rồi nên chưa kịp báo lại cho ngươi biết Hà Vân Nhạn không để ý đến lời Trương Dương nói mà trực tiếp hỏi Thắng, người đang ở đâu vậy? Lam Sơn. Chỗ nào Lam Sơn? Phòng 509 khách sạn Golden của tập đoàn Thịnh Thế, sao vậy? Ừm, um, vậy ngươi chờ một chút, ta qua đó. Trương Dương vẫn không hiểu sao nàng ta, lại nói vậy liền vội vàng nói với lại, chờ chút, ta cũng sắp xong rồi, có gì thì hẹn gặp ở. Trương Dương còn chưa nói hết thì Hà Vân Nhạn đã ngắt điện thoại rồi nhìn chiếc di động, Trương Dương chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mùa hè ở vùng núi Lam Sơn vừa oi bức vừa nóng nực. Trương Dương không chịu được nữa phải đi tắm một chút, vừa mới tắm xong, đang mặc dở cái quần đùi liền nghe tiếng có người gõ cửa, hắn liền vội vàng mặc nốt rồi chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở Trương Dương thấy hơi ngạc nhiên, mới đó mà Hà Vân Nhạn đã đến đây rồi, nàng ta mặc áo t-shirt ngắn màu trắng, kết hợp với quần zip bò để lộ ra cặp đùi trắng muốt no tròn có lẽ nàng ta vội vàng tới đây nên giờ vẫn còn thở gấp, khuôn mặt trắng mịn cũng hơi ửng hồng lên, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lại toát lên niềm vui sướng hân hoan. Trương Dương cũng không ngờ nàng ta lại xuất hiện trước mặt mình, nên giọng có vẻ hơi ngạc nhiên đôi chút, sao người cũng ở Lam Sơn à. Hà Vân Nhạn không nói gì mà nhào vào lòng hắn, vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, Trương Dương. Ta nhớ ngươi. Bị nàng ta tập kích bất ngờ như vậy, Trương Dương cũng phải giật mình hoảng hốt, sau đó lại cảm giác ngực mình trơn chất, hóa ra nàng ta đang nức nở khóc. Hắn vẫn tưởng một cô gái quật cường như Hà Vân Nhạn lại có thể dễ dàng bật khóc như vậy, hắn chậm rãi vòng hai tay ôm lại nàng rồi vỗ về an ủi, không phải ta đã trở lại rồi sao? Mà giờ ta mặc độc mỗi cái quần đuổi, người khác trông thấy lại tưởng ta có ý đồ xấu xa với người thì sao, môn tình tổng tài. Nghe hắn nói vậy Hà Vân Nhạn giờ mới nhận ra hắn để ngực trần, khuôn mặt nhỏ xinh vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, nàng vội vàng đẩy hắn ra, rồi chạy vội vào toilet rửa mặt xóa đi hai hàng lệ lúc nãy. Trương Dương cũng tiện đó đi mặc quần áo trinh tề vào. tuy rằng vừa rồi nàng mới biểu lộ chân tình với hắn, nhưng thủy chung hắn không thể quên được cái đêm mưa gió ở núi thanh thanh lúc đó, đến giờ mà ký ức vẫn như mới hôm qua. lần đầu Trương Dương mới biết quê của Hà Vân nhạn lại là Lam Sơn, mà từ trước tới nay nàng cũng chẳng mấy khi kể về gia đình cho hắn biết. hơn nữa thường ngày toàn thấy nàng ta ở Đông Giang bởi vậy mà Trương Dương cứ nghĩ nàng ta là cậu nhi chứ. Thực ra cha mẹ Hà Vân Nhạn ly hôn từ lúc nàng còn bé, sau khi ly hôn bọn họ lại không ai chịu nhận nuôi nàng, cuối cùng tòa phân xử nàng sẽ sống với cha. Nhưng cha nàng lại đem trách nhiệm nuôi con đùn cho mẹ ra. bởi vậy mà từ nhỏ nàng không cảm nhận được tình thương của cả cha lẫn mẹ, từ đó nàng cũng chẳng có tình cảm gì với hai người đang tâm bỏ rơi con mình. Rồi đến khi nàng vừa nhập học năm thứ nhất của Học viện Nghệ thuật Đông Giang thì bà nội lại qua đời, từ đó đến nay nà ực vẫn sống một mình, trên đời này gần như không còn người thân nào nữa. Nghe vậy Trương Dương không khỏi thở dài buồn bực, xe ra mỗi nhà đều có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người đều có những mất mát nhất định. Hai người hàn huyên chốc lại rồi Trương Dương mới hỏi vì sao nàng lại biết số di động của mình. Hà Vân nhạn thành thực trả lời lại là lúc chị Như Yến mời ta đến hát cho hộp đêm của chị ấy nhưng ta từ chối không làm, trong lúc vô ý chị ấy nói cho ta biết chuyện của ngươi, Kế đến đây nàng lại cảm thấy lòng mình chưa sót, giọng có phần ai oán, mất tích lâu như vậy mà không thèm báo ta một tiếng nào cả. Trương Dương cười cười nói, là ta sợ ngươi gặp phiền phức thôi. Hà Vân nhãn lại càng thấy ủy khuất hơn, vành mắt cũng đỏ hoe lên hỏi lại, còn chưa biết ai gây tai họa cho ai nữa. Mà sao ngươi lại không sợ chị Như Yến gặp phiền phức? Ta với nàng ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Thế còn chúng ta thì sao? thì chúng ta vốn dĩ là bạn bè mà, nhưng kể từ cái đêm mưa gió kia, thì bỗng nhiên ta lại có chút. Có chút cái kia, vừa nói ánh mắt hắn lại chuyển dân xuống bộ ngực cao vút của Hà Vân Nhạn. Biết hắn có chủ ý xấu nàng liền lấy tay che ngực lại, hung hăng lườm hắn, ngươi dám. Cẩn thận ta đá chết ngươi luôn đó, ngoặc kép. Trương Dương hăng hắc cười đều nói, ta sao dám, nhưng nếu ngươi bức bách ta quá, với thân thủ của ta mà muốn thì ngươi cũng chỉ có thể cam chịu số phận bi thảm mà thôi hà vân nhạn cắn cắn môi giọng cũng dịu đi chút ít không đánh lại ngươi thì tố cáo ngươi tố cáo gì ta tố cáo ta cướng không nghe ngươi nói nữa mãi đến lúc này hà vân nhạn mới nhận ra trong đầu hắn toàn nghĩ đến mấy chuyện xấu xa cô nam quả nữ ở chúng phòng kín lại cứ đề cập đến chuyện mập mờ khiến bầu không khí càng lúc càng khiến người ta khó kiểm soát được mình hơn nàng biết không được tiếp tục như vậy nữa bằng không. Nàng vội vàng chuyển đề tài, người đã ăn gì chưa? Bị hỏi đến Trương Dương mới để ý thấy bụng thấy hơi đói đói, dù sao mấy thứ đồ ăn nhanh sao no lâu bằng cơm gạo được. Hà Vân nhạn chuyển ánh mắt nhìn xung quanh phòng một chút rồi nói, xem ra người tới Lam Sơn không phải đi chợ du lịch, nếu như muốn du lịch thì sẽ không đến chỗ phố xá đông người này, lại càng không nên ở khách sạn, tuy rằng điều kiện khá tốt nhưng lại không cảm nhận được gió núi hương thơm cỏ cây. Vậy theo người ta nên đến đâu ngắm cảnh? Hà Vân Nhạn liền hướng khởi giới thiệu, đến Lam Sơn thì phải đi Cửu Giang, tốt nhất là nên ở lại một ngày một đêm, khi đó mới có thể cảm nhận được phong vận cảnh sắc vùng sông nước, tuyệt nhất là ngắm cảnh sông nước Cửu Giang về đêm. Bốn bề xung quanh là nước, thuyền bè đi lại tấp nập, nhà của hai bên bờ sông mọc san sát, vừa có nét cổ kính xưa kia, lại vừa có sự mới mẻ hiện đại, hàng quán du thuyền thủy hải sản thì độc đáo có vị ngon riêng hơn nữa muốn xem Giang Nam tiểu kiều nước chảy thì nhất định phải đến Cửu Giang. Nghe Hà Vân Nhạn giới thiệu một thôi một hồi mà Trương Dương cảm giác chóng mặt hoa mắt, vội vàng cắt ngang, nhà đầu này, ta cũng từng nghe qua cảnh sắc Cửu Giang rồi, nhưng giờ nghe ngươi giới thiệu như vậy ta không đi không được rồi. Hay là, hai ta cùng đi đi. Hà Vân Nhạn cười nói, trước khi nhân lúc nghỉ hè ta cũng từng làm hướng dẫn viên du lịch ở Cửu Giang, người mời ta đi thì phí hướng dẫn du lịch giảm một nửa cho người đó ngoặc kép. Hai người nói đi là đi, mà cứu Giang cách nội thành Lam Sơn có 15 km, lại có Hà Vân Nhạn khá dành đường xá nơi đây nên chẳng mấy chốc là tới nơi. Hà Vân Nhạn chỉ cho Trương Dương đánh vào bãi đậu xe qua một cánh cổng nhỏ phía bên cạnh, ở đây thường có người bán địa nhận trông xe, như vậy có thể tránh được tiền gửi xe nhưng lại phải nghỉ lại nhà trọ của bọn họ. Vốn dĩ Trương Dương cũng chẳng tiếc gì mấy đồng lẻ đó, nhưng Hà Vân Nhạn lại nói tiết kiệm được chút nào hay chút đấy, nên trương dương cũng chiều theo ý nàng gửi xe xong hai người sang một nhà trọ ven bờ sông thuê hai phòng tuy rằng trương dương cứ kêu phải tiết kiệm không được lãng phí thuê một phòng là được rồi nhưng hà vân nhạn kiên quyết không chịu bảo rằng phải mỗi người một phòng mới bảo đảm được an toàn cho nàng gian kế không thành trương dương chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối sau khi thuê phòng trọ xong hà vân nhạn dẫn trương dương đi dạp một vòng quanh phố cổ đồng thời giảng giải cho hắn biết những cảnh sát nhà cửa nơi đây Trương Dương cũng không mấy hứng thú lắm với cái thị trấn nhỏ vùng Giang Nam này, chỉ cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng thấy so với những gì Hà Vân Nhạn giới thiệu lúc trước thì kém xa được cái hiện giờ khách du lịch cũng không nhiều lắm. Nơi đây lại có khá nhiều cây cổ thụ lâu năm, đi dạo dưới bóng cây mát bên bờ sông cũng có cái thú riêng của nó. Quán đậu hủ lão tứ là quán ăn có tuổi đời lâu nhất ở đây, tuổi đời cũng phải gần trăm năm, xa xa Trương Dương đã ngửi thấy mùi thơm, cái bụng đói lại sôi lên ủng ụp. Hà Vân Nhạn cũng biết hắn đang ngóng ngóng quán ăn đằng xa liền cười cười rồi kéo tay hắn vào quán. Hai người tùy tiện ngồi xuống một bàn rồi gọi một đĩa đậu phụ thối với hai món cá. Thấy trong quán cũng có bán bia tươi, Trương Dương liền kêu hai cốc. Trương Dương nâng cốc lên cùng với cốc Hà Vân Nhạn một cái rồi cười cười nói: "Nào, vì sự gặp mặt sau lâu ngày xa cách của hai ta, chúng ta cùng ôn lại mộng nguyên ương." Hà Vân Nhạn trừng mắt mắng nhẹ, lăn qua một bên đi. Ai với người ôn lại mộng nguyên ương? hai người vừa cười trêu đùa vừa ăn lúc này trương dương mới quên đi hai ngày buồn bực vừa qua kỳ thật hắn thật chẳng muốn làm gì cả việc gì suốt ngày phải tính toán lo toan hết cái này đến cái khác ngày ngày nhàn nhã hưởng thụ thú vui nhân gian là tuyệt nhất trương dương lại uống một ngụm bia lớn nhìn hà vân nhạn rồi cười tủm tỉm nói lúc trước ở khách sạn ngươi nói câu đó là thực sao hà vân nhạn lại nhớ tới lúc nãy mình có hơi thất thố khuôn mặt xinh xắn không khỏi đỏ hồng lên một chút chẳng hiểu sao trước mặt hắn nàng lại không còn cái tính rộng rãi cùng trấn tĩnh như trước kia nữa mà càng lúc nàng lại càng thấy thương nhớ hắn nhiều hơn điều này khiến nàng thấy hạnh phúc cũng làm nàng thấy do dự nhưng bản chất nàng vẫn là một cô gái cứng cỏi dám làm dám chịu nàng nhẹ gật gật đầu trương dương thấp giọng nói ngươi thích ta thật sao hà vân nhạn lại nhẹ gật gật đầu không nói gì ánh mắt trương dương chiều mến giọng cũng ôn nhu hơn ta cũng thích ngươi chỉ tiếc rằng người người thích lại có quá nhiều trương dương thở dài cảm thán vậy ngươi có cho rằng ta là kẻ xấu xa tệ bạc hay không hà vân nhạn vội vàng lắc lắc đầu không có nhưng ngươi cũng không phải là người tốt trương dương cười khỉnh nói nếu ta nói là nếu thôi nhé nếu như ta nói ta thích thật lòng một vài người nữa vậy theo ngươi ta phải làm gì bây giờ Hà Vân Nhạn cũng không trả lời ngay mà chậm rãi uống thêm một hộp bia nữa, dù sao ngươi cũng phải chọn ra người mà ngươi yêu thương nhất. Nhưng ai ta cũng yêu thương nhất, ai ta cũng quý mến nhất, bảo ta buông bỏ người nào cũng không thể được. Hà Vân Nhạn trợn tròn hai mắt mắng lớn, đồ ngốc, ngươi làm như thời đại bây giờ giống như phong kiến không bằng. Ngươi tưởng rằng có thể có năm thê bảy thiếp được sao? Mà ngươi có chịu nổi không đã? Ta chịu được chứ, lúc nói ra mấy lời này bầu nhiệt huyết của hắn lại sôi trào mạnh chẳng hiểu sao hà vân nhạn lại đỗ mặt giọng cũng lý nhí hẳn đi không biết xấu hổ ai thèm quan tâm ngươi chứ đồ hoa tâm đồ sắc lang đồ trương dương cười tủm tim thấp giọng nói đã biết ta sắc lang biết ta hoa tâm thế sao lại còn thích ta hà vân nhạn mấp máy môi mãi một lúc sau mới thốt thành lời được ta vẫn đợi ngươi đợi sự lựa chọn của ngươi vẫn biết chỉ là xa vời nhưng không hiểu sao ta vẫn cứ nguyện ý âm thầm chờ ngươi. Nói đến đây nàng cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, vội vàng quay mặt đi. Trên bầu trời mây đen dày đặc, một trận mưa nhỏ không báo trước bất chợt rơi. Càng lúc mưa càng rơi nặng hạt hơn, cả khu phố cổ cửu giang như được bao trùm bởi một màn mưa bụi trắng xóa, không gian chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào, mấy chiếc du thuyền cũng cập bến lặng lẽ đừng trong màn mưa, Khung cảnh trước mắt việt diệu như bức tranh thủy Mạc vẽ cảnh sắc Cửu Giang trong màn mưa. Tuy rằng đến Cửu Giang không ít lần, thế nhưng Hà Vân Nhạn vẫn ngắm nhìn đến thất thần cảnh đẹp mông lung của Cửu Giang trong màn mưa. Trương Dương nhẹ thò tay vòng qua cái eo nhỏ của nàng thấp giọng ngâm, lạc hoa nhân độc lập. Vì vụ yến nhất khởi phi, đây là hai câu mở đầu của bài từ nổi tiếng nhưng Trương Đại Quan cũng chỉ nhớ được từng đó. Từ lúc được trọng sinh lại đến nay đây là lần đầu hắn mới có lại nhã hứng ngâm thơ chỉ ngắn ngủi hai câu nhưng Hà Vân Nhạn nghe vào lại xúc cảnh sinh tình, đột nhiên trong lòng nàng lại dâng trào cảm xúc muốn được gắn bó, được ở bên hắn suốt đời. Nhưng mộng vẫn chỉ là mộng, sự thật thì hắn vẫn không thể ở bên nàng suốt cuộc đời này được, hai giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Gió nhẹ thổi bay những giọt nước mắt xuống mở u bàn tay Trương Dương, hắn vừa cúi đầu xuống nhìn định lau đi thì trực nhớ ra đang ngồi trong quán thì sao có nước mưa được. Lúc nhìn lại Hà Vân Nhạn đang nhìn hắn, hai hàng lệ đã lặng lẽ rơi từ lúc nào. Đột nhiên hắn cảm giác tội lỗi, có lẽ từ trước tới nay hắn chỉ muốn lấp đầy lòng tham của mình nhưng lại không để ý đến cảm nhận của các nàng ấy. Phải chăng trên vấn đề tình cảm, hắn đã quá ích kỷ. chương 180, Lễ vật của nữ phó thị trường Thực ra Tần Thanh cũng có ý định đó, dù sao nơi đây đất khách quê người, một thân một mình nữ nhi như nàng làm việc gì cũng thấy khó khăn nên mới cần sự giúp đỡ từ bên ngoài bị trương dương nói thắng ra như vậy nàng cũng thấy hơi xấu hổ giọng cũng nhỏ hẳn đi có phải ta đòi hỏi hơi quá đáng phải không trương dương khoát tay cười nói không sao người mới tới lam sơn lạ nước lạ cái công việc còn nhiều khó khăn hiện giờ rất cần người khác chiếu cố giúp đỡ cho được rồi người cứ yên tâm đi chuyện này ta hứa sẽ giúp chỉ là bắt mạch chữa bệnh thôi không có gì đau cảm ơn giữa hai chúng ta còn phải nói hai từ này nữa sao Tần Thanh nghe vậy cũng lặng im cảm nhận tình cảm của hắn dành cho mình, mãi một lúc sau mới thấp giọng nói, có lẽ hôm nay ta không đi chơi cùng ngươi được, buổi chiều còn cuộc họp hội nghị quan trọng nữa. Thực ra hôm qua nghe Trương Dương giới thiệu, Thường Hải Tâm cũng không cho rằng hắn chính là gã cán bộ trẻ tuổi nổi danh kia. Mang mối nghi ngờ trong lòng, nàng về lặng lẽ điều tra lại tư liệu liên quan đến Trương Dương, lúc này nàng mới biết hắn chính là gã Trương Dương nước tiếng ở Giang Thành mà nàng cũng điều tra ra được chuyện xấu giữa hắn với Tần phó thị trưởng, nên nàng mới đoán ra mục đích hắn tới Lam Sơn là gì. Nhìn Trương Dương đang kéo tay một cô nàng khác đến chỗ mình, Thường Hải Tâm liền gạt bỏ những phỏng đoán về mối quan hệ của Trương Dương với Tần phó thị trưởng ra khỏi đầu. Nếu như thực sự giữa hai người bọn họ có quan hệ mập mờ thì hắn không thể nào lại thân mật với cô gái khác ngay trước mặt mình như vậy. Tuy rằng Thường Hải Tâm cũng là cô gái thông minh lanh lợi, nhưng tuổi đời nàng còn quá trẻ làm sao hiểu thấu thằng nhãi âm hiểm xảo trá lại cực kỳ thích diễu võ dương oai kia. Thường Hải Tâm hẹn Trương Dương tới nhà hàng Tầm Dương Lầu dùng cơm. Ở Cửu Giang thì Tầm Hương Lầu cũng là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất, không chỉ vì nó lâu đời mà nó còn nổi tiếng vì nơi đây lưu giữ bút tích của Vúa Cận Long. Rồi thì trên bình phong của quán cũng có không ít bút tích của các danh nhân đến đây thưởng trà ẩm tử rồi tức cảnh sinh tình để lại giam ba bài thơ. Nhà hàng này nổi tiếng với các món cá, mà ngon nhất chính là món đầu cá hầm bát bảo. Thường hải tâm, gọi bốn món, trong đó có món đầu cá hầm hạng nhất. Đầu cá hạng nhất là phải từ 4 tháng 5 cân trở lên, y úc bê bát canh đựng đầu cá ra to chẳng khác gì cái chậu rửa mặt đặt giữa bàn. Trương Dương nhìn cái đầu cá to khủng bố giữa bàn liền nhoẻn miệng trêu đùa, ta vẫn nghe nói giang nam thơ mộng dịu dàng, nhưng lại không ngờ ở đây lại thịnh hành mấy món ăn thô lỗ tục tằng như vậy. Thường Hải Tâm cười cười giới thiệu, Tầm Dương lầu nổi tiếng nhất với món đầu cá chẹp bạc hầm bát bảo, Nơi này sống nước minh mông, dòng chảy lại êm đềm dịu dàng, thích hợp cho loài cá chẹp bạc sinh trưởng. Toàn bộ tinh bình hải chúng ta chỉ có nơi đây mới có được những con cá chép lớn như vậy. Còn món đầu cá mà ngươi nói tục tiểu này thì đừng nói là tỉnh Bình Hải, mà khắp cả Trung Quốc này cũng không nơi đâu chế biến ngon bằng nơi đây. Làm hướng dẫn viên du lịch nhiều lần ở đây, Hà Vân Nhạn cũng biết lịch sử lâu đời của nhà hàng tê ẩm dương lầu này, mà trước nàng cũng được một hai lần người ta mời dùng cơm ở đây nên mấy lời của Thường Hải Tâm nói cũng không có khoa trương chút nào. Nàng nhẹ giọng nói cho Trương Dương biết, món đầu cá hầm bát bảo ở tầm dương lầu này cũng nằm trong số những món ngon nổi tiếng toàn vùng Lam Sơn này đó. Ngoặc kép, Thường Hải Tâm mỉm cười khen ngợi, vị tiểu thư này cũng là người Lam Sơn phải không? Cha ta là người Lam Sơn, nhưng mấy năm nay ta đều sống và học ở Đông Giang. Thường Hải Tâm gật gật đầu như đã hiểu, rồi nàng quay sang hỏi Trương Dương dùng rượu gì. Hôm nay có hai nữ nhân, lại đều không biết uống rượu, nên Trương Dương chỉ bảo gọi mấy chai bia tươi là được rồi. Mùi vị món cực phẩm đầu cá hầm quả thực không sai, thịt cá vừa ngọt lại béo ngậy, nước dùng đậm đã lại không có chút mùi tanh nào, Trương Dương ăn mà khen không dứt miệng. Thường hải tâm tuổi đời còn nhỏ, lại không phải người hay nói nhiều nên lúc đầu giới thiệu cho Trương Dương lịch sử nhà hàng tầm dương lầu này là bí đề tài, không biết mở lời ra sao nữa mãi đến lúc mọi người sắp ăn xong nàng mới có chút ngượng ngừng nói thẳng ra thỉnh cầu của mình. Nhưng nàng lại không nói rõ thân phận của cha mình cho Trương Dương biết, nếu như trước đó Tần Thanh không gọi điện báo trước, Trương Dương cũng không đoán ra được thân phận thật sự của nàng ta. Trong lòng thì đã dự tính trước rồi nhưng ngoài mặt thì Trương Dương vẫn cố ý giả bộ khó xử, thường tiểu thư à, không phải là ta không muốn giúp cô, quả thực nhà ta có một ít phương thuốc bí truyền nhưng đến đời cha ta thì lại không hành nghề y nữa. Ta, lăn lộn trên trốn quan trường nhiều năm, trương dương cũng học được cái cách diễn kịch, diễn trò cho người khác xem. tuy rằng trông có vẻ gượng gạo, chắc không qua mắt được hà vân Nhạn, nhưng với tiểu cô nương thường hải tâm chất phát kia thì vẫn dư sức lừa được. thường hải tâm vội vàng níu kéo đến độ gần như cầu xin trương dương, xin ngươi giúp cha ta. gần đây bệnh cha ta lại tái phát, hàng đêm người đau đến không ngủ được. ta xin ngươi đó. trương dương còn đang định giả vờ đắn đo khó xử một lúc để chiếm chút tiện nghi của nàng ta nhưng hà vân nhạn thấy nàng ta đáng thương như vậy liền không đành lòng lặng lẽ đá chân trương dương một cái rõ đau giọng có chút mỉa mai oán trách trương dương chẳng phải ngày thường ngươi vẫn luôn nói thương người lắm hay sao giờ sao thấy người gặp nạn lại không chịu giúp hà vân nhạn đã mở lời nói đỡ trương dương cũng không thể giả bộ được nữa liền ra chiều khó xử gật gật đầu cố gắng đồng ý được rồi vậy cứ để ta xem qua thế nào đã nhưng ta có một điều kiện ngươi phải giữ bí mật chuyện ta xem bệnh cho cha ngươi ta cũng không muốn người ngoài biết chuyện này. Thường hải tâm mừng rỡ gật đầu lia lịa, người cứ yên tâm, nhất định ta sẽ giữ bí mật. Tính tiền xong nàng cùng Hà Vân Nhạn lên xe jeep của Trương Dương. Thường hải tâm ngồi ghế phụ cạnh Trương Dương còn chỉ đường về nhà mình. Nàng xuất thân nhà quan, từ nhỏ lại được tiếp xúc nhiều với giới quyền quý, bởi vậy nhìn chiếc xe cùng biển số xe của Trương Dương, nàng cũng ân ẩn đoán ra bối cảnh của Trương Dương rất sâu. Hôm nay Trương Dương diễn xuất đến độ xuất thần nhập thánh, lúc đến khư nhà của cán bộ cấp cao thành phố Lam Sơn, hắn liền tỏ ra, vô cùng ngạc nhiên vội vàng hỏi lại, nhà ngươi ở trong khư nhà dành riêng cho cán bộ thị ủy cấp cao cơ à? Thường Hải Tâm vẫy vẫy tay với gã bảo vệ ngoài cổng, ngay cả đăng ký cũng khỏi cần bảo Trương Dương cứ việc đánh xe chạy thẳng ủy ịch vào. Khư nhà riêng dành cho cận bộ thị ủy cấp cao của thành phố Lam Sơn cũng mới được xây dựng gần đây, cây cối hai bên đường xanh gì, ở giữa tổng thể khư nhà lại có hồ nhỏ, xung quanh hồ chỉ có hơn chục căn biệt thự là dành riêng cho các cán bộ thuộc ủy ban thường bị thị ủy Lam Sơn. Thị trường thành phố Lam Sơn thường ra hân ở trong căn nhà số 2 của khu. Đáng nhẽ hôm nay hắn có cuộc họp hội nghị thường vụ thị ủy, nhưng do bệnh gút tái phát lại do mấy hôm trước hắn gắng sức đi làm nên hôm nay các khớp xương xương vù lên không đi lại được nữa. Hắn đành phải để phó thị trường thường vụ triệu tư dân thay hắn trừ trì cuộc họp. Lúc thường hải tâm dẫn Trương Dương cùng Hà Vân Nhạn đến trước cửa nhà, thường gia hân vẫn đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách. Tuy tuổi đã ngoài 50 nhưng thân thể hắn vẫn tráng kiệt, sức khỏe còn rất tốt, nhưng chỉ mắc mỗi bệnh gút, lúc nào đến thời kỳ phát bệnh thì lại đau đến bốc sốt lên, mấy đốt ngón tay cũng sưng vù hết cả lên. Đáng ra trong nhà hắn cũng có không ít người, nhưng cả vợ lẫn hai đứa con trai đều bị hắn mắng đuổi ra ngoài hết, ngay cả bà bão mấu cả ngày cũng chỉ dám rui rúi trong bệp không dám ló mặt ra. Bình thường thì hắn hiền lành hòa nhã, nhưng đến lúc phát bệnh, chân tay đau buốt khiến tâm trạng hắn cũng không được tốt, giờ hắn chẳng khác gì bom nổ chậm, nên lúc này chẳng ai dám trêu chọc hắn, toàn để hắn nằm một mình. Thường Hải Tâm mừng rỡ kêu cha, một tiếng, Thường Gia Hân chỉ lạnh nhạt ư, một tiếng, lúc này hắn mới để ý thấy con gái còn dẫn khách về nhà. Chưa nhìn rõ ai với ai nhưng tâm trạng hắn đang khó chịu, bất kể là ai lúc này hắn cũng không muốn tiếp. Hà Vân Nhạn vẫn chưa biết cha của Thường Hải Tâm là Thường Gia Hân, nguyên thị trưởng thành phố Lam Sơn, vốn dĩ nàng vẫn tưởng cha nàng chỉ là cán bộ cấp cao nào đó thôi chứ, lúc nhìn thấy thường thị trưởng nàng không khỏi giật mình sợ hãi. Trương Hải Tâm nhẹ nhàng đến bên cha kể sơ lược về Trương Dương một chút. Thường Gia Hân quét mắt nhìn Trương Dương một lượt nhưng hắn không thể nào tin tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại là danh y được, bởi vậy mà khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, không có chút thành ý nào. Trương Dương lại không tỏ vẻ gì sợ hãi cười cười chào hỏi trước thường thúc thúc. Trương Dương tỏ ra cực kỳ lễ phép, nhưng thường Gia Hân lại chỉ cho rằng thăng nhãi này chỉ muốn lấn ná quen thân với gia đình mình mà thôi, nên hắn vẫn lạnh lùng ư. Ừ. Nhạt một tiếng không nói gì. Đương nhiên Trương Dương cũng biết hắn vẫn tỏ ra kinh thường mình, mà hắn tỏ ra như vậy cũng không có gì là quá đáng. Nếu đã nói là danh y thì tuổi nghề phải ít nhất là 50 năm, mà tốt nhất là có thiên phong đạo cốt, tóc bạc dâu bạc phất phơ trong gió thì mới tỏ rõ được y thuật của người đó. Còn Trương Dương thì sao? Chỉ là một tiểu tử tầm 20 tuổi, ăn mặc lại toàn hàng hiệu, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng giống một danh y tẹo nào. Thế nhưng Trương Dương lại như không thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt khinh thường của Thường Gia Hân, sau màn lễ phép chào hỏi xong là hắn liền không chút khách khí cứ thế chậm rãi đến trước mặt Thường Gia Hân nắm cổ tay hắn dơ lên quan sát một chút. Tất cả các đốt ngón tay của hắn đều sưng vù lên, chắc hắn hắn bị gút cũng khá lâu rồi, vậy mà vẫn chịu được đau đón cỡ này. Trương Dương bắt mạch lại cho hắn một chút rồi cười cười nói, không sao, vẫn chưa nặng lắm. Để tôi kê cho ngài một đơn thuốc, chỉ cần ngài dùng theo thương thuốc này đảm bảo nửa tháng sau sẽ trở lại bình thường, hơn nữa sau này bệnh sẽ không tái phát nữa. Ngoặc kép, thường ra hân nghe mà giật mình sửng sốt, không biết con gái dẫn theo một gã điên nào về nữa. Cho dù là bốc phét thì cũng phải biết chừng mực chứ. Ngươi nói nửa tháng sau bệnh ta đỡ đi thì ta còn tin, nhưng từ nay về sau không tái phát nữa thì không ai mà tin ngươi được. Bao giành y Đông Tây y ở Lam Sơn ta đều đã thỉnh qua, rồi còn lên hắn bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, đến cả lão trưởng khoa còn lắc đầu chào thua vậy mà chỉ một thằng nhãi miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng dám nói câu bệnh khỏi hắn không tái phát nữa sao? Trong lòng hắn thầm oán trách con gái dẫn về một gã điên nhưng ngoài miệng lại không nói gì, chỉ có vẻ mặt là lại càng âm trầm hơn trước. Trương Dương cũng chẳng thèm để ý xem thường Gia Hân có tin những lời mình nói hay không, vẫn cứ lẳng lặng ngồi viết lại đơn thuốc ngay giữa phòng khách, đương quy, bạch thược, cam thảo, mỗi loại 60 g Hoa bạch xà 30 g ngô công, tế tân mỗi loại 20 g rượu đế 200 ml. Đừng nói là thường Gia Hân mà ngay đến cả thường Hải Tâm cũng thấy bán tín bán nghi. Nhìn đơn thuốc qua loa sơ sài của Trương Dương, đột nhiên nàng lại nghĩ, không nhẽ hắn lại gạt mình nếu như cha uống mấy thứ này vào liệu bệnh có nặng hơn hay không. Cũng khó trách nàng có ý nghĩ này, bởi vì thấy cha thống khổ bị đau đón hành hạ nhiều ngày như vậy nàng cũng lo cuống hết cả lên. Lúc nghe Tần Thanh kể liền chẳng suy nghĩ gì chỉ biết phải mời bằng được Trương Dương đến khám bệnh cho cha. Thế nhưng giờ nàng lại thấy hơi hối hận, chưa chịu tìm hiểu rõ ràng đã làm tới rồi. Nhìn ánh mắt không tin tưởng của hai cha con thường ra hân, Trương Dương cũng biết nếu như mình không xuất chút bản lĩnh thực sự ra thì không thể khiến bọn họ nể phục được. Trương Dương chậm rãi lấy ra hộp châm luôn mang theo bên người cùng ngọn đèn cồn. Vừa hơ qua hơ lại mấy chiếc châm trên ngọn lửa, Trương Dương vừa cười nói, thường thúc thúc, tôi thấy ngài có vẻ khá đau đớn, vậy để tôi châm vài mũi giúp ngài giảm bớt đau đớn trước vậy. Trương Dương kêu thường hải tâm cùng Hà Vân Nhạn đỡ thường ra hân ngồi dậy. Trương Dương định thần một chút rồi bắt đầu xuống châm, kim thứ nhất là ở thượng tinh, tiếp theo là thần đình, hậu thứ, hậu đính. Tổng cộng Trương Dương chỉ xuống có bảy châm, nhưng tất cả đều liền mạch lưu loát. Thường Hải Tâm cùng Hà Vân Nhạn ở bên cạnh xem mà chỉ thấy tay Trương Dương múa máy một lúc chẳng biết tự khi nào bảy chiếc kim đã châm nằm dọc từ mẫu u bàn tay cha ra đến sau gáy. Hạ châm xong, đợi một lúc rồi Trương Dương liền vỗ vỗ vai cười hì hì nói, thường thúc thúc nên ra vườn đi dạo một lúc, vừa hít thở không khí trong lành, lại vừa giãn gân cốt để máu trong cơ thể vận hành thông suốt. Thường Hải Tâm nghe mà trợn mắt há mồm, không sao tin vào tai mình được hắn không có nói quá đó chứ. Rõ ràng vừa rồi cha còn đau đớn rên rỉ mãi không thôi, nằm trên sofa mà vẫn còn thấy khó khăn, vậy mà hắn mới chỉ châm mấy mũi mà nói cha có thể đứng dậy đi lại được rồi. Quả thực thần châm của Trương Dương công hiệu xuất kỳ, chỉ có người được châm mới hiểu rõ sự ảo diệu trong đó. Châm cuối cùng của Trương Dương hạ xuống, thường ra hân cảm nhận rõ những cơn đau cha tấn hành hạ mấy ngày qua đã tan biến sạch không còn chút nào, lâu lắm rồi hắn mới có lại cái cảm giác thoải mái dễ như vậy đầu tiên là hắn cẩn thận chống tay xuống ghế để thử xem tay còn đau không rồi mới chậm rãi đứng dậy hắn nắm nắm hai tay lại cảm nhận thấy hai tay nhẹ đi rất nhiều không còn chút cảm giác đau nhức khó chịu nữa trong ánh mắt hắn tỏ rõ sự mừng rỡ vui sướng như được sống lại hắn khoai khoái bước ra ngoài sân hít thở không khí trong lành hà hâm nhan đã tận mắt nhìn thấy trương dương chữa khỏi cho nguy trí thành mắc bệnh ung thư gan cho nên đối với thủ đoạn thần kỳ của trương dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý mà thường hải tâm thì trước giờ chưa từng thấy qua, cô ta biết cha mình bị cơn đau nhức dày vò khổ sở như thế nào, trước đây đã có rất nhiều danh y được mời tới vấn trần, sau cùng đều vô kế khả thi, nhưng Trương Dương chỉ cắm mấy cây châm là trừ được bệnh. Sự tiến cử của Tần Thanh quả thật là không tồi. Trương Dương từ trong ánh mắt kinh ngạc của Thường Hải Tâm đã đoán ra được trong lòng cô ta đang nghĩ gì, hắn mỉm cười, nói, mau đi lấy thuốc đi, muốn trừ triệt để tận gốc thì phải trải qua một đợt trị liệu, sau đó mới có thể không bị tái phát nữa. Bên ngoài đã truyền tới tiếng cười to của thường tụng trương trước là thường gia hân, bà liễu. Mau mau dâng trà lên cho khách. Trương Dương và Hà Hâm Nhan nhìn nhau đều lập tức mỉm cười hiểu ý. Trương Dương dùng châm pháp thần kỳ của hắn đã dễ dàng giành được sự tôn trọng của thị trưởng Lam Sơn Thường Tụng. Trong mắt của Thường Tụng, người có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta chẳng khác nào ân nhân cứu mạng của ông ta. Khi bệnh đau nhức phát tác, ông ta cơ hồ là đau đến không muốn sống nữa, càng đừng nói tới làm việc được như bình thường. Trương Dương quay lại phòng khách, vẻ lo lắng vừa rồi đã mất sạch, vẻ mặt giống như gió xuân, tình không vạn lý, thường tụng là một người tính tình phóng khoáng, hơn nữa ông ta còn rất hiếu khách, hoàn toàn không có dáng vẻ hách dịch của lãnh đạo bình thường, ông ta cười nói Trương Dương, lần này phải cảm ơn cậu rồi. Trương Dương cười nói, chú thường, chúng ta vốn không quen nhau, cháu sở dĩ giúp chú trị bệnh là bởi vì nể mặt phó thị trường tần, con gái của chú là thư ký của phó thị trưởng, mà phó thị trưởng Tần lại là lãnh đạo của cháu, lần này cô ấy bảo cháu tới giúp, cháu đương nhiên không thể chối từ rồi." Thường Tụng cười cười gật đầu, vô luận xuất phát điểm mà Tần Thanh làm vậy là nằm ở đâu, phần đại lễ này ông ta không thể không nhận, hơn nữa còn phải cảm kích." Trương Dương nói, "Nói thực, vừa rồi nhìn thấy thái độ thờ ơ của chú, cháu thật sự là muốn phất tay áo bỏ đi đó." Thường Tụng cười ha ha nói chú là bị đau nên ngay cả nói chuyện cũng không nổi đó thôi đến cả vợ con chú còn bị chú mắng đuổi đi nữa là cái tính của chú là vậy đó tiểu trương đừng trách nhé hà hâm nhan cười khẽ nói chú là thị trưởng của lam sơn phải không cô ta vừa hỏi vậy trương dương nhân cơ hội phối hợp theo hai mắt chấp chấp đầy vẻ ngạc nhiên cái gì thị trưởng thường thằng ôn này là đang muốn chứng tỏ rằng trước khi tôi trị bệnh cho ông không hề biết ông là thị trưởng thường tụng không chút giấu giếm gật gật đầu, ông ta cười nói, thị trưởng cũng là người, thị trưởng thì không mắc bệnh ư. Sao, Tần Thanh không nói với các cháu thân phận của chú à? Trương Dương lắc đầu, thật sự là không biết mà, nếu biết sớm thì cháu đã đòi chú tiền khám bệnh rồi. Thường tụng cười càng vui vẻ hơn, ông ta phát hiện cậu thanh niên tên là Trương Dương này rất thú vị, nói chuyện với hắn rất hợp duyên, ông ta nhấp một ngụm trà, nói, chú tuy là thị trường, có quyền lực nhưng không có bao nhiêu tiền đâu, nếu cháu đòi tiền khám bệnh cao quá thì chú chỉ có thể nợ thôi, sau này trả góp cho cháu theo tháng. Trương Dương cười nói, chỉ cần một câu nói của chú thôi là có khối người tranh nhau trả tiền chữa bệnh cho chú đấy. Câu nói này của hắn là cố ý, chính là muốn thử phản ứng của thị trường thường. Thường tụng nghiêm mặt nói, Trương Dương, cháu cũng là cán bộ quốc gia, cháu cũng là đảng viên, nguyên tắc của đảng, chúng ta vĩnh viễn không được quên, nếu như ngay cả bản thân mình còn không ước thúc được thì chúng ta dựa vào gì mà quản lý một thành thị, bằng vào gì mà đi lãnh đạo người ta. Thường tụng đặt chén trà xuống, nói chú xuất thân từ bí thư đại đội, từ cờ sở từng bước đi lên, chú nhìn thấy rất nhiều nỗi khổ của người dân, biết rõ trọng lượng của trách nhiệm mà mình đang gánh trên vai. Trương Dương gật đầu, những lời nói này của thường tụng nghe ra vẫn rất thoải mái. Thường Hải tâm mang thuốc tới, Cùng quay lại với cô ta còn có mẹ của cô ta là Viên Chi Thanh, đại ca Thường Hải Thiên. Viên Chi Thanh là hiệu trưởng trường tiểu học thực nghiệm Khu Lâm Phong, Thường Hải Thiên năm nay 27 tuổi, là phó quản đốc nhà máy hàng hóa thường ngày của Lam Sơn, cũng tính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thường Tụng tuy rằng có học lực không cao, nhưng ba đứa con trai, con gái của ông ta đều tốt nghiệp đại học. Thường Hải Thiên là tốt nghiệp trường đại học khoa học kỹ thuật Bình Hải, con trai thứ hai Thường Hải Long tốt nghiệp trường kỹ thuật Trung Quốc khoa thiết kế nội thất. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp làm trang trí nội thất, trong 3 năm ngắn ngủi đã khiến công ty trang trí của hắn trở nên lớn mạnh, ở Lam Sơn đã trở thành một thương hiệu nổi bật trong giới trang trí, cũng là người có tiền nhất trong nhà. Trương Dương đối với con cháu của quan lại thường thấy nhưng không thể trách, thân là một lãnh đạo mà có thể ước thúc tốt bản thân đã tính là không tồi rồi, còn con cháu của họ, cho dù bọn họ không muốn quan tâm chiếu cố, nhưng quan vị và quyền lực của bọn họ trên thực tế đã mở ra ô dù ẩn hình cho con cháu mình rồi. Viên Chi Thanh là một người phụ nữ rất hòa ái, Thường Hải Thiên cũng rất khéo nói. Nói chung gia đình của Thường Tụng tạo cho Trương Dương một loại cảm giác rất tốt. Gia đình này không quá kênh kiệu, Thường Tụng thân là thị trường, tính cách hướng ngoại của ông ta không thấy nhiều, bệnh đau nhức đã dày vò ông ta nhiều năm đột nhiên không còn nữa, tâm tình của ông ta vui sướng rất nhanh, nhìn thấy sắp tới giờ ăn tối rồi, liền nhiệt tình mời Trương Dương và Hà Hâm Nhan ở lại ăn cơm. Trương Dương và Thường Tụng là lần đầu tiên gặp mặt, ở lại ăn cơm thì có chút không tiện lắm, hắn huyền chuyển từ chối, nhưng tính tình của Thường Tụng làm việc lai không hề giả dối, ông ta cũng không phải là khách sáo với Trương Dương, cho rằng Trương Dương là bởi vì cảm thấy ở nhà thì hơi câu thúc, cho nên lập tức bảo con trai gọi điện thoại đặt một phòng ở Tử lâu A3, Trương Dương thấy Thường Tụng nhiệt tình như vậy thì cũng không cự tuyệt nữa. Đoàn người cùng nhau bước ra, khi ra khỏi cửa Thường Tụng còn đặc biệt bảo con gái mình gọi điện thoại cho phó thị trưởng Tần Thanh, mời cô ta tới ăn cơm cùng là Tần Thanh giới thiệu Trương Dương tới khám bệnh cho ông ta, mà thường tụng không phải là người vong ân phụ nghĩa, ông ta muốn tỏ ý cảm ơn ở ngay trước mặt Tần Thanh. Tần Thanh là người tới muộn nhất, khi bước vào phòng thì con trai thứ hai của thường tụng là Thường Hải Long cũng vừa mới tới, hai người cùng nhau tiến vào phòng, nhìn thấy thường tụng đang nói chuyện rất sôi nổi với Trương Dương. Trương Dương là một kẻ dẻo miệng, thường tụng là thị trưởng mà lại không hề ra vẻ, đã thế lại còn có chút tính khí giang hồ, không biết vì sao lại nói chuyện tới phương diện võ thuật, thường tụng từng học bát quái trưởng, dựa vào nên nổi hứng, đứng dậy làm mẫu vài động tác, đương nhiên chút đạo hạnh này của ông ta căn bản không đáng để lọt vào mắt trương đại quan nhân, thị trường thường lại cảm thấy chưa tận hứng, thấy con trai thứ hai của mình tới liền vẫn tay gọi hắn, Hải Long, tới đây, để cha đầy một cái. Thường Hải Long thân hình cao to, cao chừng 1m85, thể trọng cũng phải hơn 90 cân, tính khí của lão gia tử hắn biết, ở trong nhà nói một là một nói hai là hai, thường Hải Long đành bước tới, hai tay đặt lên tay của lão gia tử, sau đó thị trường thường đột nhiên phát lực, thường Hải Long kêu lên hai tiếng rất khoa trương rồi lui ra sau, giả bộ suýt nữa thì ngã xuống, khiến cho mọi người đều đồng thời bật cười. Viên Chi Thanh cười đến chảy cả nước mắt, lão thường, ông già rồi mà sao còn giống như là một đứa con nít vậy. Thường tụng cười nói, đây gọi là giữ mãi tấm lòng của người trẻ tuổi. Tần Thanh cười cười chào, chào thị trưởng thường. Thường tụng gật đầu, nói, mời ngồi, hôm nay tôi là bắt đứa con trai này bỏ tiền ra mời đại ân nhân ăn một bữa. Gia đình chúng ta liên hoan, muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái. Thường Hải Long đặt cặp táp lên bàn, nói cha, con tới rồi đó. Thường tụng cười nói, cha nuôi con từng ấy năm, hiện tại con kiếm được tiền rồi thì cũng nên hiếu kính với cha. Thường Hải Thiên nói, nhà chúng ta lão nhị là giàu nhất, phải cướp của nhà giàu thôi. Thường Hải Tâm nói, con muốn ăn tôm hùm. Viên Chi Thanh nói, tôi muốn ăn ba ba trứng cá. Thường Hải Long cười khổ, nói, xem ra mọi người muốn ăn cho một doanh nghiệp như tôi thành nghèo kiết xác rồi. Thường Hải Thiên vỗ vỗ vai hắn, nói, bất thân nghèo kể khổ đi, tối qua anh tới chỗ em, thấy em chỉ một loáng đã thu được 200.000, em còn vừa mới đổi Audi A6 nữa, đừng có nói rằng xe đó là trốn thuế lậu thuế mà có đấy nhé. Thường Hải Long nói, thị trường thường, ngài nói một câu công bằng đi, tôi trốn thuế lậu thuế lúc nào chứ, nếu dám trốn một phân tiền, ngài chẳng lẽ lại không dùng đả cầu bổng pháp đánh gãy chân tôi ư? Thường Tụng cười nói, cha tin Hải Long không dám làm vậy đâu. Trương Dương, Tần Thanh, Hà Hâm Nhan ba người mỉm cười nhìn gia đình này, đều cảm thấy gia đình quan lại như thế này quả thật là hiếm thấy. Ba cha con Thường Tụng đều có tử lượng khá, nhưng Thường Tụng bởi vì bệnh đau nhức nên không dám uống nhiều, chỉ có thể uống vài chén rồi chuyển sang uống nước khoáng. Thường Hải Long bởi vì nghề nghiệp mà trong xe lúc nào cũng mang theo rượu, là phi thiên mau đai 15 năm. Trương Dương đặc biệt để ý, rượu mà Thường Hải Long lấy ra không phải là đồ cống mà chính phủ dùng để chiêu đãi, từ đó có thể thấy gia đình lão thường vẫn tính là thanh liêm. Thường tụng cầm quốc nước khoáng lên, nói chúng ta hôm nay là gia yến, chủ đề chính là cảm tạ, cảm ơn Trương Dương chữa khỏi bệnh đau nhức của tôi, có điều bữa cơm này chỉ là lần đầu tiên, đợi khi bệnh đau nhức của tôi triệt để khỏi hẳn, sẽ bảo Hải Long tổ chức một bữa tiệc lớn hơn. Thường Hải Long cười nói, sao cứ mãi là lão nhị con thế, lần sau nên đến lượt đại ca chứ. Một quản đốc hùn vốn như anh ấy không phải là làm xuông đâu, lương tháng hiện tại là hai ngàn đó. Thường Hải Thiên gật đầu rất sảng khoái, được, tính lên người con đi. Trương Dương đứng dậy chạm cốc với Thường Tụng rồi một hơi uống cạn rượu trong chén, ba cha con Thường Tụng mắt đồng thời sáng lên, Đều nhìn ra tử lượng của Trương Dương không đơn giản, uống nhiều như vậy mà mặt không đỏ tim không đập. Thường tụng thích nhất chính là những cán bộ biết uống rượu. Ông ta cho rằng tử lượng là một trong những cơ bản tiêu chuẩn của một cán bộ xem liệu có thể làm tốt công tác hay không. Biết uống dám uống mới là đàn ông, mới là hán tử, mà tính khí thống khoái như vậy thì mới có thể làm tốt công tác. Cho nên hai anh em Thường Hải Thiên đều có tử lượng khá. Hai người chủ động cạn hai chén với Trương Dương để tỏ ý cảm tạ. Tần Thanh và Hà Hâm Nhan đều rõ tử lượng của Trương Dương, cho nên không hề lo lắng gì cho hắn. Nhưng Thường Hải Tâm thấy Trương Dương uống nhiều như vậy, cũng có chút kinh tâm động phách, hỏi khẽ, đại ca, nhị ca, hai anh đừng có luân phiên uống với Trương Dương như vậy chứ, đừng bắt khách uống quá nhiều. Thường Tụng nói, cha thấy tiểu trương tử lượng như biển, sợ rằng ba cha con chúng ta cùng nhau uống cũng không lại cậu ấy đâu. Ông ta nhớ tới Trương Dương là tới từ Giang Thành, liền nhớ tới Hồng Vĩ Cơ, bí thư Hồng ở chỗ các cậu cũng có tử lượng khá lắm đấy. Tần Thanh và Trương Dương đều không biết Hồng Vĩ Cơ biết uống rượu, cả hai đồng loạt nhìn về phía Thường Tụng. Thường Tụng nói, đáng tiếc là biết uống nhưng lại không uống, uống một chén là lập tức lấy tay che chén. Rồi ông ta học theo ngữ khí của Hồng Vĩ Cơ, nói uống nhiều hại người, mọi người cứ tùy ý đi. Thần thái của Hồng Vĩ Cơ ông ta học được tám thành, Trương Dương không nhịn được mà bật cười, thị trưởng thường này hứng thú thật. Viên Chi Thanh lặng lẽ kéo kéo tay áo chồng mình, bà ta biết tính tình của ông chồng, cứ hưng phấn lên là không có lời gì mà ông ta không dám nói. Bà ta nhìn về phía Hà Hâm Nhan, nói Tiểu Hà rất dịu dàng ít nói nhé, nói thế nào nhỉ, Tiểu Trương rất có phúc mới tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy. Sự xinh đẹp của Hà Hâm Nhan được mọi người công nhận, nhưng nói cô ta dịu dàng ít nói thì đó là bởi vì Viên Chi Thanh chưa hiểu rõ cô ta mà thôi. Cô ta nhìn về phía Trương Dương, cười nói, anh ấy bá đạo quen rồi, ở bên ngoài không thích cháu nói nhiều. Hai anh em thường Hải Thiên lần đầu tiên nhìn tới bộ dạng vâng lời răm rắp, nhu tình mật ý của Hà Hâm Nhan đối với Trương Dương, trong lòng hâm mộ không thôi, hai anh em đều chưa lập gia đình, tuy rằng ở bên cạnh không thiếu người theo đuổi, nhưng người xinh đẹp giống như Hà Hâm Nhan thì chưa từng gặp được. Tần Thanh thấy Trương Dương và Hà Hâm Nhan bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một loại tư vị khó nói thành lời, bèn cầm chén rượu nhỏ lên, nói thị trưởng thường, tôi kính ngài chúc ngài thân thể sớm khôi phục được sự khỏe mạnh. Thường tụng chạm cốc với cô ta, mỉm cười nói, tiểu tần à, sau này cô phải để ý nhiều hơn tới hải tâm nhé. Con bé nhà tôi vừa mới rời khỏi trường đại học, chưa có kinh nghiệm gì cả, tôi muốn để nó ở bên cạnh cô học tập thêm 2 năm. Trương Dương chen miệng vào, nói thị trường thường cứ yên tâm đi, ông chỉ cần quan chiếu tới phó thị trường tần nhiều hơn thì phó thị trường tần khẳng định sẽ quan chiếu tới thư ký thường gấp bội. Câu nói này nói rất thẳng thắn, cả đám người đều bị hắn khiến cho ngứa ra, sau đó thì cùng nhau bật cười. Thường tụng cười ha ha, lắc đầu nói, cậu có ý tứ gì vậy? Phải chăng là tôi nếu dám đi giày nhỏ cho Tần Thanh thì người đầu tiên mà cô ấy đối phó sẽ là con gái của tôi ư? Trương Dương cười nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, thị trường thường dám giao con gái bảo bối cho phó thị trưởng Tần làm thư ký là đủ thấy sự tín nhiệm của chú đối với cô ấy rồi. Tần Thanh thầm trách hắn nói quá thẳng. Thường tụng lại càng cười vui vẻ hơn, tiểu trương, tôi không có ý đó, tôi biết bên ngoài rất nhiều người nói tôi phái con gái tới là để giám thị công tác của tiểu tần, nhưng kỳ thực không phải, tôi là nghĩa tần thanh còn trẻ tuổi như vậy, lại là nữ cán bộ, hải tâm tới đó, hai người trẻ tuổi làm với nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần thanh giỏi giang như vậy, tôi cũng có chút tư tâm để hải tâm theo cô ấy học hỏi. Tần thanh cười nói, thị trường thường, đừng nghe anh ấy nói linh tinh, anh ấy ở giang thành thành nổi danh là ống pháo lớn đấy. Thường tụng nói, dạng tính cách như thế này tôi rất thích, người dám nói thì mới dám làm, trước sau như một mới là hảo hán tử. Nào, chúng uống rượu. Bữa tối kết thúc vào lúc 8 giờ rưỡi, thông qua bữa tối này Trương Dương đã hiểu biết thêm về gia đình thường tụng và đã nảy sinh hào cảm với họ, mà ý nghĩa chân chính của bữa ăn này là lát bằng con đường chính trị cho Tần Thanh ở Lam Sơn. Thường tụng sau này nhất định sẽ nhìn Tần Thanh với ánh mắt khác, dẫu sao thì phần đại lễ mà Tần Thanh tặng cũng có thể nói là không nhỏ. Thường Hải Long thấy thời gian vẫn còn sớm nên đề xuất ra ngoài chơi, thường tụng trước giờ đều rất thoải mái với đám con của mình, ông ta cười nói các con đi đi, ta không thể góp vui được. Ông ta và vợ hai người về nhà trước. Tần Thanh Thân là phó thị trưởng Lam Sơn nên tất nhiên phải để ý tới thân phận của mình, cô ta nói khẽ, họp hành cả ngày, tôi cũng mệt rồi, các anh đi đi. Thường Hải Long nói, tôi tiến cô. Tần Thanh cười nói, không cần đưa đâu, tôi tự mình lái xe được các anh đều uống rượu rồi hay là xe cứ để đây đi ngày mai rồi lái về cô ta nhìn trương dương một cái ở sâu trong mắt lóe lên một tia lưu luyến nhưng cô ta biết hoàn cảnh của mình hiện tại phần thâm tình và khát vọng đối với trương dương chỉ có thể trôn sâu trong lòng sau khi tần thanh đi thường hai thiên nói đi đâu chơi đây thường hải tâm đề nghị tới sàn nhảy cổn thạch đi thường hải long lập tức hưởng ứng bọn họ đều uống chút rượu rồi cần tới điểm có kích thích hà hâm nhan cũng có tính tình thích chơi thích náo nhiệt dẫu sao thì cô ta hôm nay cũng đảm nhiệm thân phận bạn gái chính thức của trương dương sau khi tần thanh đi cô ta càng không còn cố kỵ gì nữa thân mật quàng tay trương dương bộ dạng rất thắm thiết hai người rớt lại phía sau trương dương nói khẽ sao hôm nay dính lấy anh thế hà hâm nhan cười khẽ biết rằng anh muốn tránh cho nên phối hợp với anh cô ta cũng nhìn ra trương dương nhìn ra trương dương đang cố gắng kiếm một cơ hội chính trị tốt đẹp cho tần thanh cô gái này rất giỏi đoán ý người khác. Sàn nhảy cồn thạch là một trong những nơi lớn nhất thành phố Lam Sơn, vừa bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng nhạc chát chúa, tiếng bass dầm dĩ khiến cho huyết mạch của người ta như căng lên. Chọn loại hoàn cảnh này chính là để thả lỏng thần kinh toàn thân, phát tiết áp lực trong cuộc sống thường ngày. Thường Hải Long là khách quen của nơi này, bọn họ chọn một phòng ở tầng 2, tên là Lãnh Ẩm, mấy người nghỉ ngơi một lát. Thường Hải Long cười nói, chúng ta đi giải trí đi. Dưới loại hoàn cảnh này nói chuyện cần phải lớn tiếng. Trương Dương vốn không muốn đi, nhưng Hà Hâm Nhan há lại chịu bỏ qua cho hắn, kéo tay hắn lôi tới sàn nhảy, Trương Dương là lần đầu tiên tới loại sàn nhảy này, có chút chân tay luống cuống, anh bảo này cô bé, anh không biết nhảy đâu. Hà Hâm Nhan cười nói, không ai thèm để ý tới anh đâu, muốn nhảy thế nào thì cứ nhảy thế nấy đi. Thân hình thướt tha của cô ta đã bắt đầu nhún nhảy theo tiếng nhạc. Trương Dương lúc ban đầu còn có chút luống cuống chân tay nhưng nhìn thấy người ở xung quanh ai ai cũng ngây ngất lúc lắc như bên cạnh không có ai, nên cũng thản nhiên hơn một chút, hắn dưới sự chỉ đạo của Hà Hâm Nhan cũng thả lỏng chân tay, tư do nhảy nhót. Ba anh em thường ra cũng đều nhảy rất khá, có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra Hà Hâm Nhan mới là trung tâm của mọi ánh mắt, kỹ thuật nhảy của Hà Hâm Nhan có nhịp điệu rất sôi nổi, nhìn một cái là biết khác hắn với đám nghiệp dư. Lúc ban đầu chỉ là mấy người bọn Trương Dương nhảy vây quanh, nhưng tới sau cùng, trong sàn nhảy có rất nhiều người đều vây tới Hà Hâm Nhan mà nhảy, Hà Hâm Nhan nghiễm nhiên trở thành nữ hoàng vũ hội trong mắt mọi người. Thường Hải tâm hét to với Trương Dương, bạn gái anh nhảy đẹp quá. Nói liền hai lần Trương Dương mới nghe thấy, hắn cười ha ha gật gật đầu, lúc này một cô gái mặc váy đen nhảy tới, cô ta nhảy cũng rất đẹp, nhảy cùng với Hà Hâm Nhan, hai người phối hợp với nhau, người ở xung quanh nhìn thấy đều khen không ngớt. Thường Hải Long thường tới cổ thạch chơi, Biết rằng nơi này thanh niên xã hội ra vào không ít, thường có sự kiện thi nhảy, sợ dẫn tới phiền phức, đợi khi bài hát kết thúc liền gọi mọi người quay về phòng nghỉ ngơi. Hà Hâm Nhan vừa uống nước vừa nhìn về phía sàn nhảy với ánh mắt chưa tận hứng, lại nhìn thấy cô gái mặc váy đen đã nhảy lên sàn nhảy ở chính giữa, cô gái đó cũng để ý thấy Hà Hâm Nhan ngồi ở bên trên, mỉm cười vẫy tay với cô ta, mời Hà Hâm Nhan xuống nhảy. Hà Hâm Nhan nói cô gái đó nhảy khá thật. Trương Dương nói nhưng vẫn không bằng em, anh cảm thấy em nhảy là đẹp nhất." Thường Hải Tâm cười nói, "Trương Dương, anh nói nghe buồn nôn quá đi." Trương Dương lại chẳng cảm thấy mình buồn nôn, hắn uống một ngụm bia lạnh, nói, "Tôi phát hiện tôi không thích hợp với việc nhảy nhót cho lắm, chắc là không có tế bào âm nhạc." Lúc này bên ngoài đã lờ mờ biến thành kích thích và cuồng dã, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ lại hướng về phía sàn nhảy. Chỉ thấy ở giữa sàn nhảy, cô gái váy đen và một cô gái váy đỏ khác đang thi nhảy cô gái váy đỏ trang điểm rất đậm, ăn mặc cũng rất đẹp, nhảy cũng rất hay. Hà Hâm Nhan nói, thú vị quá, không ngờ ở nơi này lại thi nhảy nhiều như vậy. Thường Hải Long giải thích, người trẻ tuổi, tinh lực không có chỗ nào phát tiết, cho nên thông qua loại phương thức này để giải sầu. Trông vậy thôi nhưng loại thi nhảy này rất hay xảy ra gây gổ. Cổ thạch mỗi tháng đều có mấy vụ ẩu đả, cuối năm ngoài còn có người bị đâm chết ở đây, bị đóng cửa một thời gian, vừa mở cửa kinh doanh lại không lâu, Trương Dương gật đầu, lúc này Hà Hâm Nhan ổ lên một tiếng, cô ta thốt lên, những người đó làm gì vậy? Mọi người thuận theo hướng cô tay chỉ mà nhìn, thấy hai anh chàng thân hình khôi ngô kéo cô gái mặc váy đen tới một căn phòng ở góc Tây Bắc, cô gái váy đỏ vừa rồi cũng không thấy đâu nữa. Bởi vì tiếng nhạc ở đây quá lớn, tất cả mọi người lại đang nhảy, cho nên không có ai để ý tới cô gái váy đen này, hai anh chàng kia trên cánh tay đều có hình xăm, rõ ràng không phải là loại thiện lương gì. Hà Hâm Nhan nói, hỏng rồi, cô ấy gặp phiền phức rồi. Trương Dương đứng dậy trước tiên, để anh đi xem. Thường Hải Thiên là ổn trọng nhất, hắn đứng dậy đi tìm nhân viên của sàn nhảy, bọn Thường Hải Long thì theo Trương Dương đi tới phòng đó. Trương Dương trước giờ luôn là người không sợ gặp chuyện, từ sau khi vết thương lành lại, thằng ôn này một mực nhàn cư vi bất thiện đến mức trong lòng khó chịu, chỉ mong có chuyện gì đó để giải sầu, hiện tại thấy có chuyện xảy ra, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm. Tới cửa phòng, Trương Dương đã nghe thấy bên trong có tiếng hét, hắn đang muốn bước vào trong thì một đại hán đứng ở ngoài cửa phòng cản đường hắn, hỏi: "Muốn đi đâu?" "Đi toilet." "Con mẹ mày mù à? Toilet ở đằng kia kìa." Hắn tử đó gầm lên như hung thần ác sát. Trương Dương cười cười, đột nhiên ấn lên mặt gã đẩy mạnh về phía sau, đập gáy gã vào tường, thoáng chốc hắn tử đó đã bị đập cho ngất đi, mềm oạt nằm dưới đất, Thường Hải Long không ngờ Trương Dương lại có loại phong cách lôi lệ phong hành như vậy nhất thời mặt đầy thối ra. Trương Dương lại không hề do dự, nhấc chân lên đá tung cửa phòng rồi chui vào, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, cô gái váy đen bị hai gã đại hán đè lên giường, liều mạnh dẫy ruộ đôi chân trắng bóc, váy cũng bị lật lên. Trương Dương nhìn thấy cảnh ở trước mặt, thầm nghĩ xong rồi, giữa ban ngày ban mặt, đám vô lại này lại dám phạm tội, hắn bước nhanh lên trước, nắm lấy tóc của một tên, tung quyền đấm giữa mặt gã, khiến cho tên đó hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ra đất tên hán tử kia cũng ngây ra đó, gã không ngờ có người đột nhiên xông vào, không đợi hắn kịp phản ứng thì một cú đấm móc của Trương Dương đã chào hỏi thân mật với cái mặt của gã, đánh cho đầu gã ngửa ra sau, mông nện lên bàn thủy tinh, cái bàn nhỏ không thể chịu được thể trọng của thân thể gã liền vỡ tan. Trong phòng không chỉ có hai tên này, một tên thanh niên trẻ tuổi ngồi ở đó cầm dao gọt hoa quả đâm vào lưng Trương Dương, thường hải long mắt tinh tay nhanh, nắm lấy cánh tay của tên đó. Dùng sức bẻ một cái, chế trụ gã hà hâm nhan và thường hải tâm vội vàng đỡ cô gái mặc váy đen dậy tên thanh niên bị bẻ tay mắng con mẹ nó chúng mày là ai vậy xông vào phòng tao làm gì tinh khí của thường hải long cũng rất nóng nảy nghe thấy thằng ôn này mở miệng ra đã chửi bới lập tức vung tay tát cho gã một cái trương dương lúc này liền nhảy tới nhìn nhìn con dao gọt hoa quả trong tay cười lạnh nói được đấy dám cầm dao mà biết chơi không biết chơi con mẹ mày Trương Dương bật cười, ngay cả Thường Hải Long cũng thấy nụ cười này của hắn có chút giận người, thầm nghĩa thằng ôn này khẳng định là muốn đánh nhau rồi. Trương Dương thong thả nắm lấy cánh tay tên trẻ tuổi, đặt năm ngón tay của gã rũi thẳng lên sa lông, nói, ngoan ngoãn đừng có động đậy, để anh dạy mày chơi dao. Thằng ôn đó nhìn Trương Dương với ánh mắt tràn đầy oán hận. Trương Dương chậm rãi cầm cao dao gọt hoa quả lên, cười nói với Thường Hải Long, vừa mới học được trên TV, chơi chưa giỏi lắm, xem thử nhé. Khi nói câu này, hắn liền cắm mũi đao vào giữa cái ngón tay của thằng ôn đó, sau đó mũi dao bắt đầu nhảy mua giữa các cái ngón tay của gã, tiếp theo thì càng lúc càng nhanh, tới sau cùng Thường Hải Long nhìn cũng không kịp, cảm thấy thân thể của tên thanh niên kia bắt đầu run rẩy. Mắt nhìn mũi đao nhảy mũi trên tay mình, người bình thường đều không có tố chất tâm lý này, gã có sợ hãi cũng là chuyện hết sức bình thường. Một lát sau mặt gã trắng bệch, càng mất mặt hơn là bởi vì sợ hãi nên không ngờ còn tè cả ra quần khiến cho quần ướt súng, Trương Dương ngửi thấy mùi khai, không nhịn được mà nhíu mày, vung tay tát cho gã một cái, nói con mẹ nó mất mặt quá. Còn tưởng rằng mày gấu lắm. Lúc này Thường Hải Thiên đã dẫn mấy bảo vệ của sàn nhảy tới, nhìn thấy phía mình không xảy ra chuyện gì thì mới yên tâm, quản lý bảo an lúc nhìn thấy mấy người trẻ tuổi thì đột nhiên biến sắc, y vội vàng bước tới thì là là anh Nhị Cương, có chuyện gì vậy? Tên thanh niên tên là Nhị Cương chừng mắt lườm y một cái rồi chỉ vào Trương Dương, nói mày đợi đó hôm nay chúng mày đừng hòng có ai ra khỏi được cái sàn nhảy này tên quản lý bảo an cười bồi khuyên anh cương à em thấy là hiểu lầm thôi nể mặt em đi cút hà hâm nhan không nhịn được nữa cô ta tức giận nói mày là thứ gì vậy một tên lưu manh muốn phi lễ với con gái nhà người ta mà còn có lý à nhị cương nhìn cô gái máy váy đen cười nói con mẹ nó tao muốn thế nào thì làm thế nấy đấy cô ta là cái bô của tao Trần Yến, cô lại đây, thằng ôn này rõ ràng là bắt trước kiểu ăn nói của bọn xã hội đen Hồng Kông, cô gái váy đen trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không ngờ lại không dám phản bác, mặt đầy vẻ ủy khuất bước tới. Anh em thường Hải Thiên cũng đần thối mặt, không ngờ người ta lại có quan hệ như vậy, chuyện hôm nay lộn xộn rồi, là bọn họ xen vào việc của người ta. Trương Dương nhìn cô gái tên là Trần Tến, nói cô không phải là cận thị cao độ chứ loại ngu ngốc hơi tí là tè cả gia quần này mà cô cũng yêu được à. Đàn ông trên thế giới chết hết rồi ư, hà hâm nhan giơ ngón tay cái về phía Trương Dương, khen hắn nói rất hay. Nhị Cương cười lạnh một tiếng, lúc này bên ngoài ẩm ý, đại ca đại cương của hắn nghe thấy em trai mình bị đánh, dẫn hơn 30 người cầm gậy sắt ống tuyếp tới sàn nhảy, khí thế bừng bưng khởi binh hỏi tội. Thường Hải Thiện nhìn thấy sự tình không ổn, liền nói với quản lý bảo an, anh sao còn chưa báo cảnh sát. Tên quản lý bảo an nhìn hắn với ánh mắt đồng tình, nói khẽ các anh hay là mau đi đi, cha của bọn họ là bí thư ủy ban chính pháp khu vực Minh Dương đấy. Trương Dương ở bên cạnh cười lạnh, nói, lợi hại thật, bí thư ủy bản chính pháp khu cơ đấy. Ông già là bí thư ủy ban chính pháp, thằng con là xã hội đen, thành phần gia đình phức tạp thật. Thằng nhóc này trong lòng vui mừng không thôi, thầm nghĩ bí thư ủy ban pháp ủy khu vực thì sao chứ, trong đám bọn họ có ba người là con của thị trưởng đương nhiệm thường tục, không biết là thị trường to hay là bí thư ủy ban chính pháp khu vực to hơn đây. Hôm nay có kịch hay để xem rồi. Thường Hải Thiên dẫu sao cũng lớn tuổi nhất, suy xét sự việc cũng toàn diệt nhất, hắn nói khẽ chúng ta đi trước đi, để sau rồi xử lý. Nhưng bọn họ không đi được, hơn 30 người đã chặn trước cửa phòng rồi. Nhị Cương thấy viện quân của hắn đã tới, khi thế bừng bừng hét lên, đại ca, chính là mấy người bọn chúng đánh em. Thường Hải Long nhíu mày, lớn tiếng nói các anh đừng có làm càn tôi sẽ báo cảnh sát đó đại cương cười lạnh nói báo cảnh sát à tao báo hộ mày nhé hắn từ trong tay một tên thủ hạ cầm lấy điện thoại ấn số của đội hình cảnh cục công an khu vực đội trưởng lý em tôi bị người ta đánh còn có người trêu gheo bạn gái của nó anh tới đây đi yên tâm tôi sẽ không đánh người đâu gã gọi điện xong còn dương dương đắc ý nhìn thường hải long anh em thường hải thiên nổi giận rồi hai người bọn họ bình thường không có dây dưa gì với đám xã hội này, cha họ cũng thường dặn dò họ, không cho bọn họ cầm cờ hiệu của mình đi khắp nơi rêu rao, cho nên ngoài hệ thống liên quan ra, người nhận ra hai anh em họ không nhiều, càng đừng nói tới một cô gái vừa mới tốt nghiệp như thường hải tâm. Trương Dương và Hà Hâm Nhan ở Lam Sơn thì càng không có danh tiếng gì. Con người ở vào lúc cho rằng mình đã chiếm được thế chủ động luôn bất giác nổi lên khí thế loài rùa, Đại Cương và Nhị Cương ở khu Minh Dương nổi tiếng là cường thế, ông chủ thật sự của sàn nhảy này chính là Đại Cương, em gã ở trên địa bàn của mình bị bắt nạt, cục tức này bất kể là như thế nào gã cũng không nuốt trôi được. Đại Cương không biết lai lịch của ba anh em thường ra, hít mắt quét nhìn bọn họ với vẻ khinh thường, ở trên địa bàn của tao mà dám gây sự. Đánh chúng cho tao, đừng đánh vào mặt, tí nữa còn phải đưa tới phân cục. Thường Hải Thiên nghe thấy thằng ôn này nói những lời khảnh khẳng như vậy, cũng không dám nổi giận, hắn rút điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát thì sáu tên lưu manh cầm gậy sắt đã lao về phía hắn. Trương Dương lắc lắc đầu, nhấc chân lên đá bay thằng ôn đi đầu, sau đó hắn nghe thấy một giọng nữ vang lên, cổn thạch của chúng mày sẽ không mở cửa được nữa đâu. Người nói câu này chính là Thường Hải Tâm, trong lời nói của cô ta tỏa ra sự kiên định và đại khí, Trương Dương không khỏi nhìn thêm mấy cái vào thư ký thường, không ngờ cô bé này cũng có chút khí phách, lời nói ra tràn đầy khí thế, chẳng trách thường tụng lại để cô ta đi theo con đường chính trị. Thường Hải Long cũng cầm ghế lên, Hà Hâm Nhan đứng ở bên cạnh Trương Dương cũng cầm một chai bia lên, vũ khí này cô ta dùng quen tay rồi, trông có vẻ đã ngứa ngáy chân tay. Trương Dương cười nói, làm cái gì vậy? Một mình tôi là được rồi, không cần các người giúp đâu. Hắn nhặt con dao gọt hoa quả lên, mỉm cười nói, mày tên là Đại Cương. Hai chúng ta cá nhé, mày đếm từ một đếm mười, tao sẽ cắm chuẩn xác con dao này vào miệng mày. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 180.